Quan thần, hạ tưởng. Tập 76. Trong lòng Nga Ni Trần đau đớn vô cùng, đau đến không nói nên lời, giống như bị rắn độc cắn, cứ quay vòng vòng, nôn nóng bất an. Nga Ni Trần cả đêm không ngủ, trong một đêm gọi đi vô số cuộc điện thoại, ngày hôm sau trời vừa sáng liền soi gương, thấy vẻ mặt tiều tụy, nếp nhăn khắp mặt, vén tóc lên thấy tóc đã bạc thêm rất nhiều. Một đêm bạc đầu. Sau khi trời sáng, Nga Ni Trần nhận được tin tức lực lượng viện trợ từ Bắc Kinh đã lên đường, khoảng một giờ nữa sẽ đến thành phố Lang, nhất định phải làm cho thành viên nồng cốt của Hạ Tưởng không có đường thoát. Đồng thời Ma Dương Thiên vô cùng phẫn nộ nói với Nga Ni Trần, bảo là không thể buông tha Hạ Tưởng, thành viên nồng cốt của Hạ Tưởng bắt được ai là đánh tàn phế người đó, gã còn khiến cho Nga Ni Trần yên tâm, nhất định bảo vệ sự an toàn cho Dư Kiến Thăng, chỉ cần Dư Kiến Thăng không lộ diện, không bị Hạ Tưởng bắt được. Chỉ cần kéo dài thêm 2 ngày, Lộ Hồng Chiêm có thể sẽ về lại thành phố Lang, ông ta sẽ tạo áp lực cho tỉnh ủy xử phạt Hạ Tưởng thật nặng. Khiến cho Hạ Tưởng không có cách giải quyết, làm cho hắn bẽ mặt, khiến hắn chịu không nổi. Nga Ni Trần hơi mở rộng lòng mình một chút, ông ta cũng đã phát động toàn bộ lực lượng của mình, muốn lùng bắt thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng trong phạm vi toàn thành phố, nhưng đau buồn mà phát hiện ra là lực lượng mà ông ta có thể điều động đã không đến 1/3. Một số đã bị đánh đến sợ, một số thấy tình hình không hay đã chạy trốn, còn một số thì bị Hạ Tưởng gắt gao giam chân ở hai nơi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Bởi vì ở mỗi nơi có trên 50 viên cảnh sát, còn lấy lý do nhận được tin báo có giao dịch ma túy nên tiến hành kiểm tra toàn khu vực, từ nửa đêm cho đến sáng, cảnh sát mỗi lúc một nhiều, bây giờ mỗi trung tâm tắm hơi đều có xấp xỉ trên 70 viên cảnh sát. Đều có vũ khí, bao vây chặt chẽ hai nơi trước giờ vốn không ai dám động vào là Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Đừng nói là người của Nga Ni Trần có thể ra ngoài lùng bắt thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng, kể cả Chu Duy Thanh và La Phong cũng bị giữ ở bên trong, không cách nào ra ngoài. Hai nơi vốn tượng trưng cho địa vị vững chắc của Nga Ni Trần ở thành phố Lang là Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Sau khi trời sáng, dưới ánh mắt của vô số người chứng kiến có rất nhiều cảnh sát rầm rộ vây quanh thì mọi người đều hiểu rõ một sự thật, chính quyền đã nổi giận, cái uy phong một tay che trời của Nga Ni Trần cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cho dù trời lạnh giá rét, không ít người dân trong lòng đều tràn đầy cảm xúc ấm áp, Nga Ni Trần ở thành phố Lang hoành hành ngang ngược bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người dám động đến ông ta, ông trời có mắt. Cũng không biết ai là người khơi mào, không bao lâu. Ở phía trước Bích Vân Thiên và Phương Địa có rất nhiều người vây xem, đám đông phát ra tiếng vỗ tay vang dội, còn có không ít người dân đưa ngón tay cái về phía cảnh sát, khen họ làm rất tốt. Nét mặt của các cảnh sát bị cái lạnh làm cho đỏ ửng lên nhưng trong lòng tràn ngập niềm tự hào, đả kích uy phong của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, có thể được người dân khen ngợi, như vậy họ mới biết được cảm giác tự hào và vinh dự lại khiến cho người ta cảm xúc dâng trào như thế nào. Cảnh sát chấp hành mệnh lệnh cũng có người của Lộ Hồng Chiêm, nhưng đa số là dưới sự bày mưu đặt kế của Hạ Tưởng, là người do Anh Thành và Lịch Phi cùng nhau đề bạt không có liên quan gì đến Nga Ni Trần, vừa mới được nhậm chức, là lúc phải dốc sức thể hiện chính mình. Có rất nhiều nhân vật quan trọng trong Cục Công an thành phố phải được Lộ Hồng Chiêm đồng ý mới có thể hoạt động, Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn cũng không có hành động cưỡng ép không hợp quy định, chỉ là gạt họ sang một bên, không để cho họ nhúng tay vào quyết sách trọng đại. Cùng lúc đó, đêm qua sau khi báo cho cảnh sát Duy Mỹ Thời Quang, Hoa Hảo Nguyệt Viên, Mai Quế Chi Ước và Thời Quang Chi Tâm vẫn chưa thấy có cảnh sát đến. Khi trời sáng mới có cảnh sát lần lượt đến, ghi lời khai, điều tra lấy chứng cứ và đưa ra kết luận rất nhanh, là bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân kết hợp trả thù, xem sự việc này thành vụ án hình sự bình thường. Cái này còn chưa tính, cảnh sát còn lấy lý do để tiện việc điều tra lấy chứng cứ, yêu cầu cả bốn vũ trường ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Khi nào mới có thể mở cửa kinh doanh lại thì phải chờ thông báo sau. Thái độ hời hợt của cảnh sát đã chọc giận những người trong vũ trường, trước giờ họ ở thành phố Lang đã quen thói hống hách, cho dù cảnh sát gặp họ cũng phải khách sáo, chẳng khi nào lại bị hỏi tới hỏi lui như vậy. Quan trọng là cảnh sát tỏ rõ đứng về phía những người gây sự, sau khi chỉ qua loa nhìn qua mấy cái lại định hình đây là vụ đánh nhau bình thường, rõ ràng là một cách làm không có trách nhiệm. Đương nhiên, người của Nga Ni Trần cũng đã quên trước kia cảnh sát đã thiên vị giúp họ đổi trắng thay đen thế nào, bây giờ tới họ bị dính líu mới biết khó chịu. Có mấy người nóng tính còn dám chống đối cảnh sát, kết quả những cảnh sát trước giờ luôn yếu ớt trong mắt họ đột nhiên lại cứng rắn hẳn lên, liên tiếp hạ gục mấy tên, trực tiếp bắt đưa đi, người trong bang nóng vội,
còn muốn lấy hàng ra rằng co với cảnh sát, bị cảnh sát nổ súng cảnh báo, cuối cùng thấy nếu cứ tiếp tục rằng co thì có thể sẽ lại bị cảnh sát trừng trị, đành phải nén giận buông vũ khí xuống. So với cảnh ngộ của bốn vũ trường thì Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa lại không may mắn bằng. Trời vừa sáng, thì có cảnh sát tìm được ma túy ở Bích Vân Thiên, vốn dĩ là nơi tàng trữ cất giấu, có ma túy cũng là bình thường, không có mới là không bình thường, kẻ tàng trữ là tên quản lý ở Bích Vân Thiên, lúc đầu gã chết cũng không chịu nhận, về sau biết đã được định là người chịu tội thay thì mới chịu nhận là gã dùng để sử dụng. Nhưng cảnh sát cũng rất nhanh chóng tìm được rất nhiều ma túy trong phòng của gã, số lượng rất lớn, đủ để tử hình, gã mới hoảng lên sửa khẩu cung nói Chu Duy Thanh giao cho gã cất giữ, gã chỉ là người qua tay. Cảnh sát đã có chứng cứ, liền đưa gã đi chuẩn bị tiến hành thẩm vấn thêm, Chu Duy Thanh đã nóng vội, nếu y bị liên lụy thì sẽ bị thẩm tra rất dài dòng khiến cho y chịu không nổi. Chu Duy Thanh liền ra dấu cho thuộc hạ của mình, kết quả liền xảy ra chuyện, khi tên quản lý sắp bị mang đi, một tên nhân viên của Bích Vân Thiên đột nhiên gây khó dễ. Một dao đâm thẳng vào ngực của tên quản lý, tính mạng của tên quản lý lập tức bị đe dọa. Tên giết người muốn bỏ chạy, dưới tiếng nổ súng cảnh báo không có hiệu quả liền bị bắn chết ngay tại chỗ. Sau đó cảnh sát đã nổi giận, khám xét tất cả mọi người xem có còn cất giấu vũ khí trong người không, trong quá trình khám xét, không ít người bị đánh bị thương. Hơn nữa trong lần lục soát lại, cảnh sát đã vô tình hay cố ý làm hư hỏng rất nhiều thiết bị của Bích Vân Thiên. Người bị đánh, đồ vật bị đập nát, Bích Vân Thiên như một nơi bừa bãi, một đống hỗn độn, đồ vật bị ném tứ tung. Cũng được đối đãi công bằng như Bích Vân Thiên là Phương Thảo Địa cũng bị kiểm tra ra không ít gái mại dâm, đồng thời cũng có người dục dịch muốn che giấu chứng cứ, bị cảnh sát phát hiện, bị đánh tại trận, kết quả phát hiện ra là thuốc lắc. Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa sẽ đối mặt với khởi tố nghiêm trọng, có khả năng sẽ bị cưỡng chế đóng cửa. Lúc này, tất cả dây cung đã được kéo căng. Chỉ đợi mũi tên cuối cùng bắn ra là một mũi tên xuyên tim, hay là một mũi tên vào cổ họng. Tất cả chờ xem phản ứng ở mỗi nơi. Tình thế hết sức căng thẳng. Nga Ni Trần nhận thêm được tin báo, ngửa mặt lên trời thở dài. Hạ Tưởng, thủ đoạn hay lắm, rất mưu mô, tao rất khâm phục mày. Không khâm phục không được, Hạ Tưởng mượn lực lượng ngầm khơi dậy sự việc, sau đó lại dùng lực lượng chuyên chính dân chủ nhân dân tấn công chính diện từ hai hướng. Khiến cho Nga Ni Trần nhảy dựng lên, tạm thời không có cách nào khác. Đúng vậy, lực lượng chuyên chính dân chủ nhân dân rất lớn mạnh, phải xem nằm trong tay ai. Nếu nằm trong tay của Lộ Hồng Chiêm thì dễ dàng, có thể phục vụ cho ông ta, nhưng nằm trong tay của Hạ Tưởng thì xin lỗi, là chống đối với ông ta. Nga Ni Trần biết rất rõ, cho dù ông ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng chuyên chính dân chủ, lúc này ông ta vẫn không muốn chịu thua, một mặt là nhận được tin tức thiết thực. Lộ Hồng Chiêm nội trong 2 ngày có thể sẽ trở về, mặt khác, quân cứu viện ở Bắc Kinh sắp đến thành phố Lang, ông ta còn có cơ hội đánh trả. Bởi vì ông ta biết, trên cơ bản Hạ Tưởng chỉ muốn làm lay động gốc rễ của ông ta, buộc ông ta phải thả Dư Kiến Thăng. Ông ta vẫn cứ không thả. Y không tin là sau khi chờ viện binh đến lại không bắt được thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng. Nga Ni Trần đang đánh cược thời gian, một là đang đợi cứu binh đến bắt thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng. Thẩm vấn biết được Hạ Tưởng là chủ mưu phía sau thì cuộc sống chính trị của Hạ Tưởng sẽ đi đến đoạn kết. Hai là kéo dài đến khi Lộ Hồng Chiêm trở về có thể tiến hành phản công toàn diện một lần nữa. Ba là hôm nay thành phố Lang sắp phải mở hội nghị thường vụ thảo luận về tình thế hiện tại, tin rằng uy lực ngầm trong trưởng ban tổ chức cán bộ của ông ta sẽ khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Chỉ cần hội nghị thường vụ thông qua nghị quyết, Hạ Tưởng nhất định phải tuân thủ, phải rút lui toàn bộ lực lượng cảnh sát. Cảnh sát rút lui, sẽ có ý là cuộc phản công toàn diện của ông ta sẽ bắt đầu. Nga Ni Trần đoán không sai, vừa đi làm, dưới yêu cầu quyết liệt của Cổ Hướng Quốc đã mở cuộc họp hội nghị thường vụ khẩn cấp, thảo luận về nguy cơ trước mắt của thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc tức giận đùng đùng, tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt trước sự ra quân ồ ạt của Hạ Tưởng, yêu cầu Hạ Tưởng lập tức cho cảnh sát rút lui, khôi phục lại danh dự cho mấy doanh nghiệp tại thành phố Lang. Không được ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Lang khiến cho các nhà đầu tư ghê sợ về thành phố Lang. Lời nói của Cổ Hướng Quốc có mùi thuốc súng, chỉ thẳng dục vọng quyền lực cá nhân của Hạ Tưởng bành trướng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoàn cảnh kinh tế của thành phố Lang, yêu cầu Hạ Tưởng làm kiểm điểm trước hội nghị thường vụ. Cổ Hướng Quốc vừa nói xong, trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải, trưởng ban thư ký thành ủy Lý Hiểu Lược, tư lệnh phân khu Điền Tuệ Thư và bí thư thị ủy thị xã Ngũ Đường Ngũ Hiểu Minh
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi đều tỏ vẻ ủng hộ đề nghị của thị trưởng Cổ, yêu cầu Hạ Tường lập tức cho cảnh sát rút lui, tốt nhất phải giải thích tỉ mỉ với đồng chí Trần A, giảm sự hiểu lầm xuống mức thấp nhất. Trong các ủy viên thường vụ tỏ thái độ ủng hộ, Ngũ Hiểu Minh, Lý Hiểu Lượng đều là người của Ngả Thành Văn, kể cả họ ngay lúc này đây cũng nhất trí ủng hộ Cổ Hướng Quốc, khiến cho Hạ Tường thầm kinh ngạc Nga Ni Trần lại có sức ảnh hưởng rất lớn trong thành ủy thành phố Lang, quả thật không hổ danh là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm. Hạ Tường đối diện với sự chất vấn và áp lực của mọi người không một chút bối rối, lấy ra vài chứng cứ. Trị an của thành phố Lang nhơ nhuốc tới mức độ nào không cần tôi phải nói, các đồng chí đều đã biết rõ. Mích Vân Thiên và Phương Thảo Địa đã hoạt động phi pháp bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa được xử lý triệt để, tôi cũng không cần nói nguyên nhân bên trong. Về phần Duy Mỹ Thời Quang, Hoa Hảo Nguyệt Viên, Mai Quế Chi Ước, Thời Quang Chi Tâm bị người khác đập phá chẳng qua cũng là bang Bắc Kinh, bang Thiên Tân và một số bang khác ở phía Bắc muốn trả thù Nga Ni Trần. Hiện tại cảnh sát đang duy trì trật tự, điều tra lấy chứng cứ, bây giờ mà rút quân thì chẳng phải là chịu đầu hàng trước thế lực đen tối sao. Còn chứng tỏ chính quyền đứng ở lập trường mặc cho thế lực đen tối muốn làm gì thì làm không thèm màng tới. Câu trả lời của Hạ Tưởng rất kiên định, giọng điệu cũng không quá nhã nhặn, quan trọng là lập trường rất cứng rắn, khiến cho Ngũ Hiểu Minh và Lý Hiểu Lượng liếc nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hạ Tưởng rất xảo quyệt, thủ đoạn chính trị thành thạo, trong chốc lát đã khiến sự việc khuếch đại thêm, ai còn muốn khăng khăng đòi rút quân thì người đó đứng ở lập trường dung túng cho thế lực đen tối, đã bịt miệng được không ít người. Ngả Thành Văn liếc nhìn Hạ Tưởng với vẻ tán thành và tiếp tục nói. Mích Vân Thiên và Phương Thảo Địa không chỉ mua bán mại dâm mà còn có giao dịch ma túy, không xét xử làm sao được. Các nhà đầu tư đến thành phố Lang khảo sát, nếu nghe nói được hai trung tâm tắm hơi nhơ nhuốc như vậy còn làm gì có lòng tin đến thành phố Lang đầu tư. Rút quân, ai nói rút quân thì người đó không muốn trả lại môi trường trong sạch cho thành phố Lang. Được lắm, Bí Thư Ngả đã trực tiếp quy kết lại, đã làm cho không ít người hoảng hốt, mới biết sự việc lần này tuy gây ồn ào nhưng hiển nhiên Hạ Tưởng cũng không phải làm bừa, càng không phải đơn thương độc mã, mà là có Bí Thư Ngả là hậu phương vững chắc cho hắn. Không ít người trong lòng cũng buồn bực, trước giờ Bí Thư Ngả cũng chưa từng ủng hộ Hạ Tưởng lớn như vậy, chẳng lẽ nói, Bí Thư Ngả cũng cho rằng Hạ Tưởng có thể mượn lực lượng lần này âm thầm làm cho Nga Ni Trần bị thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời cũng làm cho Cổ Hướng Quốc mất mát về thực lực. Nếu không phải như vậy Bí Thư Ngả đâu chỉ có ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, hơn nữa còn thể hiện khí thế của nhân vật số 1, xem ra muốn đè đầu Cổ Hướng Quốc. Sắc mặt của Cổ Hướng Quốc rất u ám, ông ta cả đêm không ngủ, sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại đến Bắc Kinh đã có được kết luận, Hạ Tưởng thật xấu xa, thủ đoạn rất cứng rắn, sách lược một sáng một tối thật bất ngờ, hơn nữa còn rất can đảm và cẩn trọng, tính toán rất kỹ lưỡng, không có chỗ sơ hở. Hiện tại lực lượng cảnh sát đều nằm trong tay hắn, người của hắn âm thầm hạ độc thủ với Nga Ni Trần, cảnh sát không đuổi bắt, để người hành hung có thời gian bỏ trốn, ngược lại còn khống chế người bị hại, vừa kiểm tra vừa vu oan, khiến Nga Ni Trần có khổ cũng khó nói nên lời. Bây giờ nghĩ lại, thực ra thủ đoạn của Hạ Tưởng cũng không phải là quá cao minh, lúc trước hắn và Nga Ni Trần đã không ít lần kết hợp với nhau đối phó những thương nhân không nghe lời. Cũng một sáng một tối đã khiến không ít đối thủ kinh doanh phải thất bại rời khỏi thành phố Lang, Nga Ni Trần mới ngày càng phát triển lớn mạnh ở thành phố Lang như ngày hôm nay. Chẳng qua là hiện tại Hạ Tưởng làm mưa làm gió cũng là dùng thủ đoạn cũ áp dụng lên người bọn họ, khiến cho Cổ Hướng Quốc như có mũi dao ở sau lưng, cảm thấy đau đớn đến khó tả. Trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải lo lắng nói. Sự việc đã quá ầm ĩ, cũng không dễ kết thúc, thành phố Lang cách Bắc Kinh và Thiên Tân rất gần. Hiện tại tin tức truyền thông rất nhạy bén, nếu chẳng may có phóng viên ở Bắc Kinh đến săn tin sẽ bịa đặt ra những tin tức tiêu cực cho thành phố Lang, thật không có lợi cho hình tượng của thành phố Lang, có khả năng sẽ làm cho tỉnh ủy bất mãn, tôi kiến nghị, phải kiềm chế lại một cách thích hợp thì tốt hơn, phó thị trưởng Hạ, phải từ góc độ chính trị lo về tình hình chung để suy xét vấn đề, đừng vì nhất thời làm theo cảm tính mà hủy hoại toàn bộ hình tượng của thành phố Lang. Lưu Khải đâm một nhát dịu dàng, trong bông có kim. Đồng thời còn nói bóng gió Hạ Tưởng giáp tâm hại người, không phải đứng ở lập trường công chính, có ý nghĩ mở ám. Hạ Tưởng mỉm cười. Lời nói của trưởng ban Lưu có ý ám chỉ, rốt cuộc là thời gian ở ban tuyên giáo quá lâu nên nói chuyện rất hàm xúc mà lại rất có trình độ nữa. Trưởng ban Lưu cứ nói thẳng ra đi, có ý chỉ trích tôi mượn cơ hội để ra oai, là một người có dục vọng quyền lực mạnh mẽ, cho nên cứ khăng khăng làm theo ý mình có phải không?
tính tình của Lưu Khải vốn là hơi hư hỏng, ông ta cũng đã thấy qua bản lĩnh tranh luận rất bình tĩnh của Hạ Tưởng, hôm nay là muốn dụ Hạ Tưởng cùng ông ta tranh luận một phen, muốn có một trận khẩu chiến, dù sao thì bây giờ có rất nhiều người ủng hộ Cổ Hướng Quốc, mỗi người một câu cũng có thể dìm chết Hạ Tưởng. Không ngờ hôm nay Hạ Tưởng lại có thái độ khác thường, đã trực tiếp đánh trả, liền khiến cho ông ta nhất thời không thích ứng được sự chuyển biến của Hạ Tưởng, ngây người sửng sốt, xấu hổ nói. Tôi không phải có ý đó. Cũng không sao, tôi không quan tâm. Hạ Tưởng cũng thật dứt khoát, trực tiếp thừa nhận, sau đó lại có vẻ mặt nghiêm túc nói. Các đồng chí, môi trường trị an ở thành phố Lang rất nghiêm trọng, tình hình chính trị gay gắt, hơn nữa còn có vô số thế lực đen tối ở thành phố Lang làm sằng làm bậy, bao nhiêu năm nay tiếng oán hờn khắp nơi, không ai dám quản là tại vì sao. Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ, nguyên nhân là bởi vì Nga Ni Trần. Nga Ni Trần là người ở hội nghị thường vụ thành phố Lang, mọi người đều biết rõ nhưng mọi người đều giả vờ không biết, ai cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, lại không có người nói ra. Hôm nay Hạ Tưởng nói rõ ra đã khiến không ít người sửng sốt, Hạ Tưởng thật dũng cảm, nói vậy là hắn muốn công khai chống đối với Nga Ni Trần tới cùng. Nga Ni Trần ở thành phố Lang đều ăn cả hai đường đen trắng, làm mưa làm gió, không chuyện ác gì mà không làm, ông ta hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay. Được xưng danh là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, đừng nói là những đồng chí ngồi ở đây đều biết rõ, những người dân bên ngoài cũng đều đã biết. Một số cán bộ đảng viên của chúng ta cứ tưởng rằng có nhiều bí mật người dân không hề biết, bây giờ đã là thời đại, kể cả hồ sơ của Nhà Trắng cũng đã đưa lên mạng, còn có chuyện gì mà có thể qua mắt được thiên hạ. Cứ tưởng thiên hạ là ngu ngốc hết sao? Thực ra những cán bộ đảng viên cứ tưởng người dân không ai hay biết gì họ mới là kẻ ngu ngốc. Mới là kẻ ngốc tự mình lừa dối mình, cứ vùi đầu vào cát làm đà điểu là nghĩ cả thế giới đều hòa bình, họ không biết là những việc xấu của mình đã bị người khác biết từ lâu. Lời nói của Hạ Tưởng như một viên đá làm khơi dậy cả ngàn cơn sóng, lập tức làm cả hội nghị thường vụ xôn xao bàn luận. Chương 848, dao động, tranh thủ từng phút từng giây. Lời nói của Hạ Tưởng giống như một bạt tai đánh vào mặt của những ủy viên thường vụ có quan hệ chặt chẽ với Nga Ni Trần. Không ít người cảm thấy trên mặt hơi nóng rang lên, tuy là cơn giận dữ trong lòng nhưng không thể không công nhận lời nói của Hạ Tưởng tuy là khó nghe nhưng rất thực tế. Trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm đã lưu truyền trong dân gian từ lâu, trong thành ủy ai ai cũng biết nhưng chưa từng được nhắc đến trong hội nghị thường vụ, tại vì sao? Nói trắng ra là bịt tai trộm chuông, là cách làm tự lừa mình dối người, không nói ra thì vờ như không tồn tại, không nghe thì vờ như không có mâu thuẫn. Thực ra ai cũng đã biết rõ, tình hình trị an ở thành phố Lang gay gắt đến đâu, thế lực đen tối hung hăng ngang ngược đến đâu. Bình tĩnh mà suy xét, có không ít người bất mãn với việc làm ngang ngược của Nga Ni Trần ở thành phố Lang nhưng có thể làm gì được. Nga Ni Trần ăn cả hai phe đen trắng, về phía đen thì ông ta có thể uy hiếp tính mạng người khác, còn về phía trắng thì ông ta có thể huy động lực lượng của các lãnh đạo thành ủy gây khó khăn trong công việc cho người khác. Cho nên, có một số người nhẫn nhục chịu đựng. Có một số người dám giận nhưng không dám nói, đương nhiên cũng có người có được lợi ích, nếu Nga Ni Trần đã cho họ lợi ích thì tất cả những lợi ích khác của nhân dân và thành phố Lang hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Vẻ mặt Ngả Thành Văn đau xót, liên tục gật đầu. Lời nói của đồng chí Hạ Tưởng rất đúng, các đồng chí, tôi đã bịt tai trộm chuông đã lâu rồi, nếu chúng ta đích thân đi vào giữa dân chúng nhìn xem và nghe thử, thì sẽ biết được có bao nhiêu dân chúng đang chửi rủa mình. Chửi thì không sợ, chỉ sợ là nếu người dân mất lòng tin vào thành ủy và ủy ban nhân dân thì công việc của chúng ta sẽ không được nhân dân ủng hộ, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lời nói của Bí Thư Ngả như lời cảnh báo cho chúng ta. Hạ Tưởng vô cùng phối hợp thái độ của Ngả Thành Văn, nói tiếp lời. Nếu trong thành ủy của thành phố Lang cần phải có một người dũng cảm đứng lên, không sợ bị uy hiếp đến tính mạng, không sợ thế lực đen tối, kiên quyết đấu tranh cùng các phần tử không tuân thủ pháp luật thì tôi hy vọng người đó sẽ là tôi. Khi tôi bị Tứ Tiểu Long uy hiếp đến tính mạng, tôi đã dựa vào sức mạnh của mình để đánh bại họ. Khi tôi bị người khác mưu hại nhưng không có kết quả thì bạn của tôi đã bị thương thay tôi. Bây giờ vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, tôi vô cùng đau đớn. Lúc này đây tôi muốn cam đoan với các lãnh đạo ngồi ở đây, chỉ cần tôi còn ở thành phố Lang, chỉ cần tôi còn chút hơi thở, tôi nhất định sẽ đấu tranh cùng thế lực đen tối tới cùng. Tuyệt đối không lùi bước. Hạ Tưởng nói năng có khí phách, dõng dạc phát biểu tuyên ngôn chiến đấu. Ngả Thành Văn vỗ tay đầu tiên, sau đó tiếng vỗ tay ầm vang,
trong đó có người thật tâm cổ vũ, cũng có người bị ép buộc, Hạ Tưởng không thèm để ý, hắn chỉ muốn mượn cớ Trịnh Trọng báo cho những ủy viên thường vụ đứng cùng phe Nga Ni Trần biết, dù có thể có ý nghĩ mờ ám, có thể làm dối kỳ cương, nhưng đứng trước vấn đề phải phân rõ đúng sai thì nhất định phải chọn đúng lập trường, nếu không có thể sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn, trải qua trận chiến này, giữa hắn và Nga Ni Trần không còn khả năng giản hòa, với Cổ Hướng Quốc cũng là không đội trời chung, với Ma Dương Thiên thì càng như nước với lửa, đã không còn cần phải dịu dàng nửa che nửa lộ nữa rồi, có mâu thuẫn thì không sợ phô bày ra ngoài. Hạ Tưởng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người. Thái độ của tôi là, đả kích thế lực đen tối tuyệt đối không nương tay, càng không thể lùi bước, bởi vì có một số người đã kề dao lên cổ của thành ủy và ủy ban nhân dân. Chúng ta không có biểu hiện gì thì chúng ta thật có lỗi với sự phó thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thật có lỗi với hơn 1 triệu người dân ở thành phố Lang. Sau khi Nga Ni Trần nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, sau khi biết được ý đồ muốn áp chế Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ bị thất bại thì không khỏi thở dài. Một phần lớn lực lượng của ông ta bị áp chế ở Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, căn bản không điều được người đến đối phó với thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng. Hơn nữa nói không chừng bây giờ họ đã trốn khỏi thành phố Lang. Hiện tại chiếm đóng ở các cửa khẩu của thành phố Lang đều là người của Hạ Tưởng, thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng muốn ra thành phố dễ như trở bàn tay. Làm sao đây? Nga Ni Trần suy nghĩ một hồi lại gọi điện đến Bắc Kinh, nếu Ngả Thành Văn đã ra sức ủng hộ Hạ Tưởng thì tiếp tục ra tay từ chính diện, để Bắc Kinh tạo áp lực cho Ngả Thành Văn, ép Ngả Thành Văn phải lùi một bước. Chỉ cần Ngả Thành Văn không tiếp tục ủng hộ Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng sẽ không còn thế để mượn. Sau khi gọi điện thoại, Nga Ni Trần mới nhớ tới cứu binh ở Bắc Kinh có thể cũng đã tới, tại sao giờ này lại chưa có tin tức gì? Có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Ông ta lại gọi cho Ma Dương Thiên, nhưng gọi mãi đều bị máy bận, cũng không biết Ma Dương Thiên đang bận việc gì. Lúc này Nga Ni Trần có chút hoảng loạn, nếu không có cách áp chế Hạ Tưởng từ chính diện. Bên Bắc Kinh còn chưa có cứu binh thì ông ta không biết mình có thể chống cự được bao lâu. Có lúc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ vì cứ giữ khư khư một tên như Dư Kiến Thăng lại khiến cho mình bị tổn thất lớn, mà Dương Thiên chưa chắc chịu thua, người phải gánh chịu tổn thất lớn là ông ta làm vậy có đáng hay không? Hạ Tưởng ra tay cay độc, nguyên nhân là vì Ma Dương Thiên ra tay hãm hại Hạ Tưởng chưa toại nguyện, cũng có nhân tố Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ làm suy yếu lực lượng của ông ta. Cứ mỗi phút trôi qua là lực lượng của ông ta lại giảm đi, nhưng Ma Dương Thiên cũng chưa chắc sẽ cảm kích, ông ta và Ma Dương Thiên không phải là đồng minh có lợi ích tương quan. Làm sao đây, lòng tin của Nga Ni Trần cuối cùng bị dao động, ông ta chỉ cảm thấy từng cơn choáng váng đầu óc, còn có biểu hiện huyết áp tăng cao. Chỉ cần đối thủ nắm giữ lực lượng chuyên chính dân chủ nhân dân sẽ là một ác mộng, chỉ có nắm trong tay mình mới có thể hô mưa gọi gió. Nhưng người hô mưa gọi gió bây giờ là Hạ Tưởng. Còn ông ta là người bị gió thổi mưa dầm. Nga Ni Trần đầu óc choáng váng, đã bao nhiêu năm chưa từng có thời điểm gian khổ như bây giờ. Hiện tại, ông ta bị Hạ Tưởng làm cho không còn đường tiến lui, đúng là một đối thủ có thủ đoạn mạnh mẽ cao minh. Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc thấy ba mình trong lòng nóng như lửa đốt, đều lo lắng nếu ba cứ tiếp tục buồn rầu sẽ sinh bệnh, liền khuyên giải Nga Ni Trần. Tính tình của Hoa Nhài Vàng hơi mềm mỏng, cô ấy khuyên Nga Ni Trần hãy nhượng bộ. Không cần vì một tên như Dư Kiến Thăng mà tự mình phải gánh chịu tổn thất. Hoa Nhài Bạc quyết không phục. Ba, con sẽ đi tìm Hạ Tưởng để tranh luận, y dựa vào đâu mà dám niêm phong việc kinh doanh của chúng ta, con. Con sẽ không để yên cho hắn. Nga Ni Trần vẻ mặt miễn cưỡng cười. Thật tiếc, nếu ta có hai đứa con trai thì sẽ không bị Hạ Tưởng ức hiếp đến mức như thế này. Tiểu Mạc, Tiểu Lị, sau này các con phải tìm được một người đàn ông có bản lĩnh. Hãy nhớ, nhất định phải mạnh hơn Hạ Tưởng, kém hơn Hạ Tưởng một chút cũng không được. Cuối cùng, Ma Dương Thiên đã gọi điện thoại đến, câu nói đầu tiên đã khiến cho Nga Ni Trần lạnh từ đầu tới chân. Lão Trần, người của tôi không đến được, trên đường cao tốc đã bị một toán quân đội chặn lại, đành phải quay về, lai lịch của đối phương rất lớn, tôi không thể giấy vào, rất khó giải quyết. Vậy đi, ông cứ kiên trì thêm một chút, tôi sẽ cho người áp chế Ngả Thành Văn từ chính diện. Cứ đợi thêm vài ngày Hạ Tưởng sẽ rút lui, sau đó mới tính sổ với hắn. Giọng điệu của Ma Dương Thiên rất nhẹ nhàng, dường như đã nắm chắc trong tay, thực ra ông ta đã che giấu chân tướng, bởi vì hiện tại ông ta cũng đã sứt đầu mẻ trán. Sở dĩ phải ổn định Nga Ni Trần là vì sợ Nga Ni Trần không chịu nổi áp lực tặng Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng,
Công sức ông ta không những đổ sông đổ biển, hơn nữa còn dẫn theo một loạt phản ứng dây chuyền. Sai lầm, đúng là một sai lầm lớn, Dư Kiến Thăng không giết chết Hạ Tưởng thì thôi, lại còn ngốc đến nỗi không nhanh chóng rời khỏi thành phố Lang, khiến cho mọi người vô cùng thất vọng. Quá khinh địch, quá coi thường thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng đã nhanh chóng bày bố thiên la địa võng ở thành phố Lang, Dư Kiến Thăng đành phải chật vật trốn ở thành phố Lang, muốn rời khỏi thành phố Lang một bước cũng không dễ. Hạ Tưởng đáng sợ hơn ông ta nghĩ. Nhưng làm cho Ma Dương Thiên đau đầu nhất không phải là Dư Kiến Thăng mà là Thường Quốc Khánh. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện ở thành phố Lang, khi ông ta đang ở Bắc Kinh điều khiển chỉ huy các phương diện lực lượng, đột nhiên truyền đến một tin tức vô cùng khiếp sợ, Thường Quốc Khánh mất tích. Thường Quốc Khánh đã mất tích từ lâu, chỉ công bố ra bên ngoài là mất tích, hành tung của gã luôn nằm trong tay ông ta. Nhưng sau khi thành phố Lang xảy ra chuyện được vài tiếng, Thường Quốc Khánh đột nhiên mất liên lạc, đã mất tích thật sự, khiến cho ông ta lo sợ, chẳng lẽ nói bàn tay của Hạ Tưởng đã với đến Bắc Kinh? Chẳng lẽ nói, Thường Quốc Khánh mất tích là do Hạ Tưởng? Nếu chẳng may Thường Quốc Khánh lọt vào tay của Hạ Tưởng thì sẽ là một vở kịch lớn không có hồi kết. Trên người Thường Quốc Khánh có quá nhiều bí mật, nếu gã mở miệng khai, không những tăng thêm tội cho đồ quân mà còn có thể nguy hại đến cuộc sống chính trị của ông ta. Nếu quả thật là do Hạ Tưởng âm thầm gây ra thì hoàn toàn được giải quyết tận gốc, Thường Quốc Khánh mà nói ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, trong lòng ông ta hoàn toàn hiểu rõ. Thật không ngờ đúng thật không ngờ, trong lúc Hạ Tưởng tìm được đường sống từ chỗ chết còn nhanh chóng nghĩ tới việc phản kích, trực tiếp đánh trúng điểm yếu của ông ta, đúng là một chàng thanh niên điềm tĩnh đến đáng sợ, và kỹ lưỡng đến kinh ngạc. Càng khiến cho Ma Dương Thiên kinh ngạc là, người của ông ta trong phút chốc đã bị chặn lại. Đàm phán không có kết quả liền động thủ, kết quả sau mấy hiệp đã có mười mấy người bị thương, thấy tình thế không hay, đối phương lại có chuẩn bị từ sớm, biết là đấu không lại nên đành phải quay về. Hạ Tưởng không những rất bình tĩnh, kỹ lưỡng, mà còn không lộ chút sơ hở, đã tạo thành một cái khung sắt che kín cả thành phố Lang không còn chút kẽ hở, những người bên trong muốn ra ngoài và những người bên ngoài muốn vào, nếu không có Hạ Tưởng giơ cao đánh khẽ thì kể cả một con chim cũng khó mà ra vào. Ma Dương Thiên cuối cùng cũng có chút hối hận lúc đó vì nhất thời kích động đã không có trói buộc Thường Quốc Khánh, kết quả là để cho Thường Quốc Khánh gây ra chuyện lớn, gây xôn xao cả dư luận, không những khiến ông ta bị lún chân vào trong mà còn khiến Nga Ni Trần hao binh tổn tướng. Đúng rồi, Hạ Tưởng còn mượn cớ Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa để cưỡi lên đầu đánh vào mặt Nga Ni Trần. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hối hận cũng đã muộn, Ma Dương Thiên biết rất rõ thế cục của thành phố Lang. Biết hiện tại Cổ Hướng Quốc một cây chẳng chống được nhà, hơn nữa Hạ Tưởng sở dĩ có thể hô mưa gọi gió là bởi vì hắn rất thông minh mượn được thế lực của Ngả Thành Văn. Hậu thuẫn của Ngả Thành Văn là ai? Ma Dương Thiên biết rất rõ, chỉ cần thuyết phục được hậu phương của Ngả Thành Văn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Ngả Thành Văn lập tức sẽ buông lỏng lập trường, Hạ Tưởng mất đi sự chống đỡ, chỉ có thể rút lui. Nếu rút lui... Sau khi Dư Kiến Thăng thoát khỏi thành phố Lang thì những hành động rầm rộ của Hạ Tưởng trong giai đoạn trước sẽ trở thành điều bị người khác lên án, có thể quay ngược lại chỉ trích hành động của hắn gây nên ảnh hưởng tồi tệ. Thời gian, là điểm mấu chốt để quyết định ai thắng ai thua. Ma Dương Thiên lập tức gọi điện cho một nhân vật quan trọng, sau khi nghe được câu trả lời thiết thực của nhân vật quan trọng mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đi nghĩ lại gọi điện cho người quen ở Bộ Công an. Ông ta làm cho Bộ Công an tạo áp lực cho Sở Công an tỉnh, mau chóng thả Lộ Hồng Chiêm quay về thành phố Lang. Lộ Hồng Chiêm vừa về đến thành phố Lang, quản lý lại Cục Công an thành phố, thiên la địa võng mà Hạ Tưởng bày ra sắp bị phá bỏ, không những có thể để Dư Kiến Thăng ung dung rời khỏi thành phố Lang mà còn có thể bắt được thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng. Thời gian, rốt cuộc sẽ đứng về phía ai? Ma Dương Thiên biết rõ, ông ta đã huy động lực lượng lớn nhất. Việc đọ sức duy nhất là xem Ngả Thành Văn thỏa hiệp trước, hay là Lộ Hồng Chiêm về thành phố Lang trước, hoặc là Nga Ni Trần không chịu nổi áp lực trước. Nếu Nga Ni Trần có thể đứng vững trước áp lực trước khi Ngả Thành Văn thỏa hiệp và Lộ Hồng Chiêm quay trở về thì cuộc chiến lần này Hạ Tưởng sẽ có kết thúc thảm hại. Ma Dương Thiên lập tức lại gọi điện cho Cổ Hướng Quốc, để Cổ Hướng Quốc ra mặt trấn an Nga Ni Trần, nhất định phải chống đỡ được áp lực, không thể khuất phục trước thủ đoạn của Hạ Tưởng, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Văn phòng bí thư thành ủy thành phố Lang. Ngả Thành Văn đang xử lý công việc, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, điện thoại nối với phía Bắc Kinh, thông thường là thủ trưởng gọi đến, trong lòng ông ta liền căng thẳng, biết được phần lớn là vì những dư luận xôn xao ở thành phố Lang. Sau khi bắt máy,
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói êm dịu. Thành Văn, thành phố Lăng cách Bắc Kinh gần như vậy, gây xôn xao dư luận, không tốt lắm đâu. Hạ Tưởng tuổi trẻ nóng tính, cũng dễ nổi nóng, thấy đủ thì dừng lại được rồi. Không đợi cho ngả Thành Văn có thái độ gì, cuộc gọi đã ngắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngả Thành Văn đứng lên với vẻ mặt bất đắc dĩ, trước mắt là một cơ hội tốt để làm Nga Ni Trần bị thương nặng hơn nữa làm cho Cổ Hướng Quốc suy yếu, chỉ tiếc là suy xét từ góc độ cân bằng, dù cấp trên có người không muốn ông ta một mình độc chiếm cũng được, hoặc là hậu thuẫn của Cổ Hướng Quốc ra mặt thỏa hiệp cũng thế, tóm lại, dường như vở kịch này phải kết thúc sớm. Thật đáng tiếc, thật tiếc cho một bữa tiệc lớn được chuẩn bị tỉ mỉ, cuối cùng cũng không bắt được Dư Kiến Thăng. Trong lòng ngả Thành Văn tiếc hận, ông ta cũng không ngờ Nga Ni Trần lại kiên cường như thế, vẫn khăng khăng không chịu thả người, Hạ Tưởng coi như cũng đã tận tâm tận lực, ông ta cũng đã ủng hộ hết sức, bây giờ thủ trưởng cũng đã lên tiếng thì nhất định phải dừng tay lại. Ngả Thành Văn còn chưa kịp bảo Hạ Tưởng đến văn phòng của ông ta thì lại nhận được điện thoại của Sở Công an tỉnh. Sở Công an tỉnh thông báo vấn đề của đồng chí Lộ Hồng Chiêm đã được điều tra rõ, buổi chiều có thể trở về thành phố Lang. Phản kích rất nhanh, trong lòng ngả Thành Văn kinh ngạc, hai nơi ra tay cùng lúc, xem ra là nhất định phải thành công. Ông ta lắc đầu, bố cục lần này của Hạ Tưởng phần thắng rất xa vời, cho dù ông ta có thể kéo dài thêm nửa ngày không bảo Hạ Tưởng rút lui thì đợi đến khi Lộ Hồng Chiêm trở về, Nga Ni Trần có đủ sức mạnh sẽ càng không chịu thả người. Ngả Thành Văn cũng đành chịu. Một cơ hội vốn lớn như vậy lại không có được kết cục tốt đẹp, đúng là không đủ thời vận. Trương Nghiêu, đi mời Phó Thị trưởng Hạ đến văn phòng của tôi. Ngả Thành Văn biết rằng trước mắt chỉ có thể rút lui sớm thì có thể giảm bớt được hậu quả nghiêm trọng, còn có thể nghĩ cách khác để bù đắp. Trương Nghiêu lên tiếng trả lời rồi đi mời Hạ Tưởng. Đến văn phòng của Hạ Tưởng, gõ cửa bước vào thì phát hiện ra Hạ Tưởng không ở đó, Lý Tài Nguyên nói. Phó Thị trưởng Hạ đã đi đàm phán về vấn đề tiền lương với đại diện nông dân. Trương Nghiêu lắc đầu, trên đường về còn suy nghĩ, đã là lúc nào rồi, Phó Thị trưởng Hạ đúng là một người kỳ lạ, vấn đề của nông dân có gì quan trọng, bây giờ đã là việc khẩn cấp, y còn thanh thản đàm phán với đại diện nông dân sao? Một người lập dị, đúng thật là người lập dị. Trương Nghiêu báo cho Ngả Thành Văn cũng không dám tin, ngây người sửng sốt, đành phải xua tay bảo Trương Nghiêu ra ngoài. Sau đó gọi điện cho Hạ Tưởng, lại gọi không được. Suy nghĩ một lúc, thôi vậy, cũng không nóng vội một giờ nửa khắc, cứ chờ xem sao. Sau sự việc này, Ngả Thành Văn vô cùng may mắn vì đã không gọi điện bảo Hạ Tưởng rút lui, ông ta đã để lại làm ấn tượng tốt trong mắt Hạ Tưởng là một người biết dũng cảm chịu trách nhiệm. Thật ra Hạ Tưởng đã đến gặp mặt Nhạn Vĩnh Lương, bởi vì Nhạn Vĩnh Lương gọi điện báo có việc quan trọng cần báo cáo. Hạ Tưởng cũng không dắt theo Lý Tài Nguyên. Chỉ cùng Thang Hóa Lai đi đến chỗ hẹn. Thực ra, Nhạn Vĩnh Lương chỉ muốn thử xem có gọi được Hạ Tưởng không, y không cho rằng Hạ Tưởng đường đường là một phó thị trưởng thường trực lại có thể để y gọi đến là đến. Không ngờ, Hạ Tưởng không chỉ đến hơn nữa còn rất nhanh, khiến y vô cùng cảm động, và không còn hoài nghi lòng quyết tâm của Hạ Tưởng muốn giải quyết vấn đề tiền lương cho họ. Phó thị trưởng Hạ, có phải là tìm được Thường Quốc Khánh là có thể giải quyết được vấn đề tiền lương không? Câu nói đầu tiên của Nhạn Vĩnh Lương khi vừa mới gặp mặt đã khiến Hạ Tưởng vừa kinh ngạc vừa vui. Có thể tìm được Thường Quốc Khánh, nội trong một tuần tôi có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền lương cho các anh. Hạ Tưởng chắc như đinh đóng cột. Tốt, tôi tin con người của Phó Thị trưởng Hạ. Nhạn Vĩnh Lương hạ quyết tâm. Tôi có vài người bạn ở Bắc Kinh, họ biết Thường Quốc Khánh có một nơi bí mật, có động tĩnh gì là trốn ở đó không ra ngoài. Bạn của tôi lúc trước có làm qua công trình cho gã. Biết được một số chuyện xấu của Thường Quốc Khánh. Hạ Tưởng mừng rỡ, dường như là một thu hoạch lớn bất ngờ, thực ra còn là vì hắn thành tâm đối đãi tốt với Nhạn Vĩnh Lương mới đổi được lòng tin của Nhạn Vĩnh Lương, hắn vỗ vỗ vào vai của Nhạn Vĩnh Lương. Vĩnh Lương, cứ đợi tin tốt của tôi, nhất định sẽ có tiền ăn Tết cho các anh em, sẽ không để cho họ mang thất vọng và nước mắt mà về nhà. Nhạn Vĩnh Lương cảm động bởi lời nói của Hạ Tưởng. Phó Thị trưởng Hạ. Nếu ngài không chê bai thì sau này cứ gọi tôi là Nhạn Cửu được rồi, trong nhà tôi xếp thứ 9, những người quen thân với tôi đều gọi tôi là Nhạn Cửu. Hạ Tưởng cười ha hả. Nhạn Cửu, đúng là tên hay, sau này sẽ gọi cậu là Nhạn Cửu, đưa số điện thoại cho tôi và hãy chờ tôi gọi lại. Cáo biệt Nhạn Cửu, Hạ Tưởng gọi ngay cho Dương Uy.
Dương Uy cũng mò tìm được vài chỗ Thường Quốc Khánh ẩn náu nhưng không chắc là cái nào, mò tìm từng nơi thì lại dễ dàng rút dây động rừng, đúng lúc không biết làm thế nào thì một cú điện thoại Hạ Tưởng gọi đến như giúp người đang trong cơn hoạn nạn. Nửa tiếng sau, điện thoại của Dương Uy gọi đến, rất phấn khởi. Phó thị trưởng Hạ, đã có trong tay rồi. Hạ Tưởng mừng rỡ. Tốt, canh giữ cho kỹ, tôi sẽ cho người đến đón. Một cuộc điện thoại thông báo cho đại đội trưởng Lý biết bảo ông ta hành động khiêm tốn, dẫn theo 4-5 người đến Bắc Kinh đón người. Đại đội trưởng Lý lập tức chấp hành mệnh lệnh, đảm bảo trong 2 tiếng sẽ đem người về thành phố Lang. Lúc này, đã là 2 giờ chiều, Hạ Tưởng cũng nhận được tin tức, Lộ Hồng Chiêm ở thành phố Yến cũng đã khởi hành, bởi vì do mưa tuyết nên khoảng chừng 7 giờ tối sẽ về đến thành phố Lang. Mà lúc này, Nga Ni Trần không có chút dấu hiệu thỏa hiệp. Tranh thủ từng phút từng giây, đồng thời Hạ Tưởng cũng từ nguồn tin khác biết được bên phía Bắc Kinh cũng đã tạo áp lực cho thành ủy thành phố Lang, mà hắn cũng không nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn, phần lớn là Ngả Thành Văn cố ý kéo dài thời gian. Hạ Tưởng vẫn âm thầm cảm kích việc ủng hộ to lớn của Ngả Thành Văn, hắn vừa về đến thành ủy, vừa mới ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Nga Ni Trần, hắn cứ tưởng Nga Ni Trần đích thân gọi đến nhưng sau khi nghe mới biết là Hoa Nhài Vàng. Phó thị trưởng Hạ, tôi không biết phải như thế nào thì anh mới chịu tha cho ba tôi. Nếu anh muốn tôi, câu trả lời của tôi là, tôi đồng ý. Chương 849, thu lưới, thắng lợi trước mắt. Hạ Tưởng không nhịn được cười. Trong ấn tượng của hắn, Hoa Nhài Vàng có chút quyến rũ, cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng dưới mắt hắn, Hoa Nhài Vàng chỉ là con chim non, không như Tào Thu Lê bên ngoài tỏ ra ngây thơ nhưng bên trong lại rất gian xảo, cũng không bằng Liên Nhược Hạm quyến rũ nhưng lẳng lơ. Cô trong trắng và đơn giản, thủ đoạn vô cùng hạn chế. Ngay cả khi cô nhất thời xúc động, vẫn thật sự vì cha hiến thân, hoặc chỉ là một lần thăm dò, đối với Hạ Tưởng cũng không có ý nghĩa, bởi vì Hạ Tưởng cũng không muốn phải đối với cô ấy như thế nào. Cho ba cô tiếp điện thoại, tôi đang có chuyện muốn tìm ông. Hạ Tưởng trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề của Hoa Nhài Vàng, đem cầu đá trở lại. Tôi tin ông ở ngay cạnh cô. Hoa Nhài Vàng thất bại. Thật mất hứng, chẳng vui chút nào, sao anh lại không bị mắc lừa? Nếu Hạ Tưởng dễ dàng bị mắc mưu đàn bà, hắn đã sớm bị người đánh bại, bởi vì hắn ngay cả ải của Tùng Phong Nhi cũng không qua được. Tuy Tùng Phong Nhi không có xinh đẹp như Hoa Nhài Vàng, và Hoa Nhài Vàng cũng không có sức hấp dẫn như Tùng Phong Nhi. Đối với đàn ông có kinh nghiệm, cách nhìn phụ nữ của bọn họ đã vượt qua giai đoạn đầu chỉ nhìn vào khuôn mặt, bởi vì khi so sánh, dáng người uyển chuyển, mê người lẳng lơ. Thậm chí là công phu ở phương diện nào đó, đều khiến đàn ông mê muội hơn một khuôn mặt xinh xắn đơn thuần. Một lát sau, trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp của Nga Ni Trần. Phó thị trưởng Hạ, quá đáng rồi, cẩn thận thắt lưng bị tổn thương, không dễ thu dọn hiện trường. Nếu công khai, cũng không phải chuyện tốt, mọi việc phải lưu lại đường sống, sau này mới dễ gặp lại. Hạ Tưởng khẽ cười. Chủ tịch Trần, nếu con gái ông ngồi trong xe, thiếu chút nữa bị bê tông đổ vào, ông sẽ không nói chuyện thản nhiên như vậy. Nếu ông đang đi trên đường bị kẻ khác dọa dẫm, ông cũng không thể nói dõng dạc là sau này dễ gặp lại. Nói thật, tôi cũng không thấy gặp lại là tốt. Nga Ni Trần bị Hạ Tưởng làm cho sửng sốt, thiếu chút nữa nói không ra lời, ngừng lại một chút và nói. Nói như vậy, Phó thị trưởng Hạ không có ý định thu tay lại sao? Muốn cứng rắn chống đến cùng sao? Chẳng sợ cho cậu biết. Bí thư Ngả rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý, cục trưởng Lộ cũng sắp trở lại thành phố Lang, phó thị trưởng Hạ, trò hề của cậu cũng nên kết thúc đi. Trò hề cũng có cái tốt của trò hề, chủ tịch Trần, nếu làm ầm ĩ hai lần nữa, ông nghĩ xem, đừng nói ông có thể ở lại thành phố Lang hô phong hoán vũ, hô mưa gọi gió chỉ e rằng sẽ không còn chỗ đứng. Tôi nghe nói, bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân đang cùng thương lượng, muốn nhân cơ hội đoạt lại thứ gì đó vốn thuộc về họ, nhất là bang Bắc Kinh. Ca sĩ nổi tiếng nào đó hình như cũng muốn đến thành phố Lang, anh ta vẫn luôn dự định mở một quán bar gần trái tim thời gian, kế hoạch vẫn luôn nằm trong tay tôi, còn chưa được xét duyệt thông qua. Hạ Tưởng vẫn tiếp tục mỉa mai Nga Ni Trần. Nga Ni Trần lúc đầu cố gắng lắng lại, muốn cùng Hạ Tưởng bình tĩnh nói chuyện, không ngờ Hạ Tưởng còn nhắc lại chuyện đau lòng của ông Tứ Đại Kim Cương bị phế bỏ, khiến ông thương gân động cốt còn âm thầm xúi giục những kẻ thù không đội trời chung của ông đến đoạt lấy địa bàn. Thừa dịp ông bệnh muốn lấy mạng ông, chuẩn bị ở sau nhiều vô kể. Phòng tuyến của Nga Ni Trần từng chút một bị Hạ Tưởng công phá, tuy nhiên ông vẫn không chịu nhận thua.
Nếu phó thị trưởng Hạ khăng khăng cho mình là đúng, vậy chúng ta hãy chờ xem. Hạ Tưởng nghe thấy giọng ông như không có đủ lòng tin, cười ha hả. Cho dù bí thư Ngả buông tha, cho dù Lộ Hồng Chiêm quay lại, cục diện có lẽ hơi thay đổi, nhưng sẽ không là quá lớn. Dù Dư Kiến Thăng tạm thời chạy trốn, Chủ tịch Trần, sự nghiệp của ông là ở thành phố Lang, hơn nữa tôi nghĩ, ông cũng không thể gánh chịu nhiều tổn thất hơn nữa. Nếu chẳng may có người muốn đòi ông lấy lại công lý, cảnh sát lại bất lực, hậu quả khó mà nói trước được. Hơn nữa tôi còn nghe nói, một ca sĩ nổi tiếng nào đó ở bang Bắc Kinh, thực sự rất hứng thú đối với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Nga Ni Trần giận dữ. Phó thị trưởng Hạ, ai dám đụng đến con gái tôi liều mạng với hắn. Không phải tôi, ông gấp gáp với tôi làm gì? Hạ Tưởng rèn sắt khi còn nóng, hắn cũng biết muốn cho Nga Ni Trần Hạ quyết tâm chỉ ra chỗ của Dư Kiến Thăng là rất khó, cần phải từng chút công phá phòng tuyến tư tưởng của hắn, bởi vì thực sự không có nhiều thời gian. Hơn nữa cách nói liều mạng, nói thì dễ, làm mới khó. Đến lúc đó e rằng ông đã mất mạng để liều với kẻ khác. Nếu ông còn sống, hoa nhài vàng, hoa nhài bạc còn có người che chở, nhưng chẳng may ông bị bệnh, gia sản lớn này ai sẽ cai quản? Hoa nhài vàng, hoa nhài bạc ai sẽ chăm lo? Chủ tịch Trần, ông nghĩ phó thị trưởng Ma hay Thường Quốc Khánh sẽ thay ông giải quyết tốt mọi việc. Nga Ni Trần vô cùng tức giận, không nói được lời nào. Đã đến lúc, Hạ Tưởng đột nhiên cao giọng. Đừng trách tôi không cho ông cơ hội, Chủ tịch Trần, cuối cùng tôi chỉ muốn nói với ông một câu, Thường Quốc Khánh đã rơi vào tay tôi. Nói xong, hắn lập tức dập máy. Hạ Tưởng tin Nga Ni Trần hiểu được hậu quả nghiêm trọng khi Thường Quốc Khánh bị sa lưới, Thường Quốc Khánh mở miệng, sẽ liên lụy đến Ma Dương Thiên. Nếu Ma Dương Thiên sụp đổ, tuy rằng Nga Ni Trần cũng bị tổn thất, nhưng không đến nỗi liên lụy tới căn bản của ông. Hắn ám chỉ trọng điểm rơi vào Thường Quốc Khánh nếu bị sa lưới, Ma Dương Thiên nhất định cũng chịu ảnh hưởng chết người, cho dù Ma Dương Thiên không sụp đổ, cũng biến thành mặt xám mày cho, tương lai chính trị u ám. Như vậy, Nga Ni Trần không cần thiết vì một người hợp tác không có tiền đồ chính trị mà tự hủy trường thành. Vì người ta ra sức nhưng không được báo đáp, không nhìn thấy hy vọng, chuyện ngu ngốc như vậy, Nga Ni Trần sẽ làm sao? Hạ Tưởng đánh cuộc ông ta sẽ không làm vậy. Sau khi đặt điện thoại xuống, Hạ Tưởng đợi Nga Ni Trần trả lời, qua 5 phút, vẫn không có tin tức của Nga Ni Trần. Đang chờ đợi, Ngả Thành Văn đích thân đi tới văn phòng của hắn. Hạ Tưởng biết được mục đích đến của Ngả Thành Văn, không đợi Ngả Thành Văn mở miệng đã nói. Bí thư Ngả, hãy cho tôi 10 phút. Ngả Thành Văn buồn bực, một ngày một đêm còn không có bước đột phá, chẳng lẽ 10 phút sau cùng, đã có kết quả? Tuy rằng ông không tin, nhưng vẫn biết rõ ràng. Cũng không quan tâm 8 phút hay 10 phút, liền gật đầu cười. Tôi hút một điếu. Châm thuốc lá, Ngả Thành Văn vừa hút vừa nghĩ cách bắt Dư Kiến Thăng, cuối cùng tỉnh ủy gây áp lực, Hạ Tưởng không thoát khỏi bị xử phạt, bị cảnh cáo vẫn là nhẹ, nói không chừng còn bị ghi tội hành chính. Kết quả cuối cùng là gì, thì phải nhìn kết quả hai bên đọ sức. Song điều khiến Ngả Thành Văn ngạc nhiên, chính là dư luận xôn xao với sự kiện lần này, hiện tại tỉnh ủy chưa bày tỏ thái độ gì. Càng làm cho ông có nhận thức sâu sắc đối với mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh ủy. Không phải tỉnh ủy không có thái độ, là chưa đạt được nhận thức chung, cho nên chưa có một chỉ thị tinh thần nào hướng dẫn đối với thành phố Lang. Chưa có đạt được nhận thức chung thì nói rõ một điểm, người ủng hộ Hạ Tưởng và người phản đối Hạ Tưởng nhiều như nhau, đúng hơn mà nói, số người ủng hộ vẫn nhiều hơn một chút, nếu không, tỉnh ủy đã sớm gọi điện thoại tới hỏi tình hình cụ thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ngả Thành Văn vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm với Hạ Tưởng. Ông hút liền hai điếu, ông đã không còn đủ nhẫn nại, liền đứng lên. Đồng chí Hạ Tưởng, chuyển biến tốt hãy thu, thành ủy cũng dễ dàng giải thích với tỉnh ủy. Hạ Tưởng gật đầu. Bí thư Ngả, nếu sau 5 phút không có kết quả, tôi lập tức thu đội. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Vừa thấy điện thoại gọi đến, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, Ngả Thành Văn khẽ gật đầu. Xin bí thư Ngả dừng bước. Sau đó hắn tiếp tục nghe điện thoại. Chủ tịch Trần, có chuyện xin mời nói. Âm thanh của Nga Ni Trần yếu ớt truyền đến. Phó thị trưởng Hạ, tôi chỉ có một điều kiện, ngài nhất định phải đồng ý. Nói đi, tôi sẽ cố gắng. Hạ Tưởng không nói chắc chắn. Bất luận thế nào, cũng không được phép làm tổn thương đến hai đứa con gái của tôi. Được, tôi đồng ý.
Hạ Tưởng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn hại hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Nửa giờ sau, khách sạn vui sống. Nói xong, Nga Ni Trần, ba, một tiếng cúp điện thoại. Hạ Tưởng thở dài, hắn nghĩ tới quán bar, sàn nhảy, phòng karaoke và phòng tắm hơi, thật không ngờ Dư Kiến Thăng trốn sẽ ở trong khách sạn, hơn nữa còn là một khách sạn có quan hệ không lớn với Nga Ni Trần, xem như đi đúng được một bước, bằng không nếu mỏ kim đáy biển mà tìm kiếm, đừng nghĩ là tìm được người. Ngả Thành Văn kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng, không thể tin hỏi một câu. Bắt được người rồi sao? Hạ Tưởng không kiềm nén được vui sướng, dù sao hắn cũng lo lắng mất một ngày một đêm. May nhờ bí thư Ngả ra sức ủng hộ, may mà đồng chí cảnh sát công an hoàn thành sứ mệnh. Ngả Thành Văn trong lòng đang uể oải bỗng trở nên rạng rỡ, cười ha hả. Được, được, sau khi tan ca đêm, chúng ta cùng đi uống một chén. Trong lòng ông vui sướng, một là vui mừng vì vở kịch Hưng Sư Động Chúng cuối cùng cũng đã có thu hoạch, thứ hai Hạ Tưởng cũng biết ăn nói, đem công lao đẩy lên người ông và cảnh sát công an, vừa chịu trách nhiệm với cấp trên vừa an ủi cấp dưới, là một đồng chí giỏi. Hạ Tưởng rất hài lòng, lần đầu tiên Ngả Thành Văn đề xuất đi ăn cùng hắn, biểu thị mối quan hệ giữa hắn và Ngả Thành Văn ngày càng tốt đẹp. Nửa giờ sau, Dư Kiến Thăng mặt mày ủ rũ đã bị An Thành dẫn người vào khách sạn vui sống bắt được. Cùng lúc đó, cảnh sát của thời gian Duy Mỹ, đoàn tụ xung vầy, hoa hồng chi ước và trái tim thời gian, toàn bộ rút lui. Sau nửa giờ, toàn bộ cảnh sát kiểm tra trực trên những đại lộ cũng rút lui, đến lúc này, dư luận ở thành phố Lang mới dần dần lắng xuống. Cảnh sát Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa cũng lần lượt rút lui, nhưng vẫn đem đi không ít bằng chứng, để lại nỗi thấp thỏm cho Nga Ni Trần, coi như vẫn nắm được nhược điểm của ông. Không châm ngòi, là nể mặt ông. Làm thiện ý đối với việc ông đã giao ra Dư Kiến Thăng. Nhưng không nhất định lúc nào cũng có thể châm ngòi, sau này phải xem biểu hiện cụ thể của ông ta. Một tiếng sau, Thường Quốc Khánh được đại đội trưởng Lý bí mật mang đến thành phố Lang, Dương Uy cũng hộ tống đến đây, gặp riêng Hạ Tưởng một lần, thấy Hạ Tưởng quả thật bình an vô sự, cũng an tâm, ngay lập tức ở lại, phải đợi vụ án có kết quả mới rời khỏi thành phố Lang. Cùng lúc Dương Uy cũng mang đến đội ngũ vài chục người, rải rác khắp thành phố Lang. Đề phòng đối phương quay lại phản công. Hạ Tưởng để Anh Thành và Lịch Phi toàn quyền phụ trách công tác thẩm vấn Thường Quốc Khánh và Dư Kiến Thăng, yêu cầu không ai được can thiệp, cũng không được để lộ chút xíu thông tin gì, phải giữ kín bí mật. Anh Thành và Lịch Phi tất nhiên đồng ý, bọn họ cũng biết được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, đề phòng Lộ Hồng Chiêm sau khi trở về sẽ trở mặt. Về cơ bản mọi việc đã xong, Hạ Tưởng tiễn đại đội trưởng Lý và đám người quay về Bắc Kinh. Rồi gọi một cuộc điện thoại cho Lão Cổ, bày tỏ lòng biết ơn. Đại khái Lão Cổ cũng biết rõ chân tướng sự việc ở thành phố Lang, cười ha hả. Tiểu Hạ, tay chân rất nhanh nhẹn, thủ đoạn rất đẹp mắt, liên hoàn cước đánh rất có lực, không tồi, tôi không nhìn nhầm cậu, làm cho tốt. Chỉ cần đánh trúng bảy thốn của đối phương, thì không sợ sẽ đánh chết người. Lại dừng lại, nói một câu. Cổ Ngọc đã trở về Bắc Kinh, gần đây nó có chút mệt mỏi. Nói muốn đến thành phố Lang thăm cậu, cậu thay tôi khuyên bảo nó, kinh doanh tuy rằng quan trọng, nhưng cũng đừng để mình quá mệt mỏi. Lão Cổ vừa nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng lại gọi điện cho Tôn Hiện Vĩ, cho Tề Á Nam, Chu Hổ rời khỏi thành phố Lang trước, để hắn, Lý Hồng Giang, và Lý Thấm lưu lại, tiến hành hợp tác đầu tư khu đại học. Tôn Hiện Vĩ nhất nhất làm theo, âm thanh không kiềm được sự hưng phấn. Đẹp, quá đẹp, làm theo lãnh đạo, chính là lợi hại. Thật hả giận. Lãnh đạo, khi nào chúng ta sẽ làm một trận nữa? Hạ Tưởng mỉm cười. Đấu tranh chính trị không phải muốn chút giận là có thể chút giận bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tâm lý đấu tranh trường kỳ. Hiện tại bắt đầu, thu lại một mặt nhe nanh múa vuốt của chúng ta, khôi phục diện mạo vốn có của nhà doanh nghiệp, với thân phận nhà đầu tư, mặt quan đàng hoàng và Ủy ban Nhân dân thành phố Lang tiến hành đàm phán. Vâng, lãnh đạo nói gì thì là cái đó. Cả đời tôi diễn xuất quen rồi, không cho tôi diễn, thật là khó chịu. Sau tiếng cười, giọng của Tôn Hiện Vĩ thấp xuống. Vệ Tân không có việc gì, nhưng huynh đệ Tiêu Ngũ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, tôi thực sự muốn phế Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng không thể phế, nhất định phải khiến gã tốt hơn, nuôi dưỡng vừa trắng vừa béo ra tòa chịu xét xử, và chỉ chứng Thường Quốc Khánh và Ma Dương Thiên mới là mấu chốt. Đem so sánh, Thường Quốc Khánh cũng rất quan trọng. Gã là nhân vật quan trọng lật ngã Ma Dương Thiên. Sự chỉ chứng của Dư Kiến Thăng có thể khiến cho Thường Quốc Khánh sụp đổ tinh thần,
Thường Quốc Khánh sụp đổ có thể vạch trần toàn bộ chuyện của Ma Dương Thiên, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, không ai chạy được. Nhưng trước khi Lộ Hồng Chiêm quay trở về, nhất định phải nắm chặt trong tay quyền chủ động, sau đó Hạ Tưởng đã gặp Ngả Thành Văn, đã đạt được sự nhất trí làm thế nào thẩm tra xử lý Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Ngả Thành Văn nghe nói Thường Quốc Khánh cũng bị bắt, vô cùng vui sướng, ông biết rõ Thường Quốc Khánh bị sa lưới, nghĩa là Ma Dương Thiên đã lật thuyền, mà hậu đài của Ma Dương Thiên và hậu đài của ông vẫn luôn bất đồng ý kiến, mâu thuẫn không nhỏ. Nếu việc này có thể lật đổ Ma Dương Thiên, ông ở trước mặt hậu đài cũng lộ mặt ít một chút, khen ngợi vài câu không thành vấn đề, thậm chí có thể được đánh giá cao hơn. Ngả Thành Văn vui như hoa nở. Việc bắt Dư Kiến Thăng không thể giấu được Cổ Hướng Quốc, không hợp phép tắc, tại hội nghị công việc bí thư, Hạ Tưởng báo cáo tình tiết vụ án. Nhưng Thường Quốc Khánh xa lưới lúc này không nên để lộ, Hạ Tưởng liếc nhìn Ngả Thành Văn, hai người ngầm hiểu với nhau, không hẹn mà cùng không nhắc đến sự thật Thường Quốc Khánh đã bị khống chế. Lãnh đạo thành ủy tham gia hội nghị công việc bí thư ngoại trừ Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng, còn có Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả. Cổ Hướng Quốc sớm biết Dư Kiến Thăng xa lưới, cho nên không có gì kinh ngạc lắm, Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Vốn là một hoạt động truy nã lớn, lúc không có thấy kết quả gì, chờ cảnh sát đều lần lượt rút lui, Trương Anh Tịch còn tưởng rằng hành động thất bại, không có thu hoạch gì, không ngờ ở phút cuối lại có thể bắt được Dư Kiến Thăng. Trương Anh Tịch đối với Hạ Tưởng đột nhiên nảy sinh cảm xúc phức tạp khó hiểu, Hạ Tưởng quá trầm ổn, có chừng mực, mới có 30 tuổi, sắc sảo hơn nhiều so với người 40 tuổi, cũng càng làm cho người ta khó cân nhắc. Lữ Nhất Khả cũng xem trọng Hạ Tưởng hơn, ông cho rằng Hạ Tưởng chỉ là nhất thời phẫn nộ, nhìn như là thịnh nộ biến thành hành vi trả thù, trên thực tế Hạ Tưởng ở bề ngoài che giấu sự tức giận, chăm chú sắp xếp ván cờ. Hậu sinh khảo ý. Vừa trên bề ngoài nhất thời phẫn nộ đã trả thù Nga Ni Trần, lại nhờ dày công tính toán nên gặt hái được nhiều, một công đôi việc, thật là hiếm thấy một chàng trai sâu không lường được. Sau hội nghị, Cổ Hướng Quốc trở lại văn phòng, đóng cửa lại, đi đi lại lại trong phòng, bực bội bất ổn, tâm tư rối loạn, sau đó gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên, mới được biết Thường Quốc Khánh cũng mất tích, nếu cũng là bị Hạ Tưởng đứng sau âm thầm khống chế, thì thật phiền toái lớn. Chuẩn bị ở sau của Ma Dương Thiên là, sau khi Lộ Hồng Chiêm trở về, sẽ từ từ ngăn cản, hoặc làm Dư Kiến Thăng phản cung, hoặc là công tố và xét xử gian lận, tóm lại nhất định phải kiểm soát tình hình của Dư Kiến Thăng trong phạm vi nhất định, không thể để nó lan đến Bắc Kinh. Đương nhiên Cổ Hướng Quốc hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, nếu Dư Kiến Thăng cắn chết Thường Quốc Khánh, nếu Thường Quốc Khánh thực sự bị Hạ Tưởng khống chế, lại cắn sang Ma Dương Thiên thực sự sụp đổ. Không cần nói gì khác. Chỉ là trong công trình qua tay Ma Dương Thiên mà ông biết, có quá nhiều lỗ hổng có thể dùng để viết văn lớn, Thường Quốc Khánh lại từ trong tay Ma Dương Thiên lấy đi rất nhiều công trình, tay chân sạch sẽ mới là lạ. Trong nháy mắt Cổ Hướng Quốc thậm chí nghĩ đến nếu chẳng may sự việc không thể cứu vãn, thì làm sao có thể cùng Ma Dương Thiên vạch rõ ranh giới, không đến mức ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông. Sau đó, Cổ Hướng Quốc lại gọi điện cho Lộ Hồng Chiêm. Lòng nóng như lửa đốt Lộ Hồng Chiêm đang chạy trên đường cao tốc, bởi vì tuyết rơi, xe không thể đi nhanh được, khiến ông vô cùng tức giận. Không nổi nóng không được, Hạ Tưởng thừa dịp ông không có mặt, không chỉ mượn uy của Ngả Thành Văn điều chỉnh lực lượng nòng cốt cục thành phố, gần như gạt hết người của ông qua một bên, nhân vật chủ quản trước kia cũng trở thành nhân viên nhàn rỗi đứng sang một bên, có thể không khiến ông nổi trận lôi đình hay sao? Bởi vậy ông luôn hiểu rõ xu hướng của cục thành phố. Sống một ngày ở sở tỉnh dài bằng một năm. Nhưng sở tỉnh không để ông trở về, ông cũng không có cách nào, bởi vậy bộ phận liên quan yêu cầu sở tỉnh cùng tranh luận và đưa ra giải thích rõ ràng, và phải làm kiểm điểm sâu sắc, kiểm điểm không sâu sắc thì không được thông qua. Một bộ phận liên quan liền giữ chết Lộ Hồng Chiêm, bởi vì ông ở trong quan trường nhiều năm, cũng không làm rõ được một bộ phận liên quan rốt cuộc có liên quan đến bao nhiêu bộ phận, bởi vậy, ông làm kiểm điểm một lần lại một lần. Không phải bộ phận liên quan này không thông qua, thì là bộ phận liên quan kia không đồng ý. Tóm lại, mỗi ngày Lộ Hồng Chiêm ở sở tỉnh viết kiểm điểm, hàng đêm mất ngủ, không những sống một ngày như một năm, mà còn gầy đi trông thấy. Không gầy không được, áp lực tâm lý quá lớn. Áp lực tâm lý lớn chỉ là một mặt, tình hình cục thành phố khiến ông lo lắng, mới làm ông gần như phát điên. Nhưng sự thật chính là như vậy, anh không có ở vị trí đó, lời của anh không có giá trị. Ngoài tầm tay Lộ Hồng Chiêm, muốn lên án,
nhưng đau lòng mà phát hiện, lời của ông ở cục thành phố đã không còn như trước, nhất ngôn cửu đỉnh. Cuối cùng Sở Tỉnh cũng đồng ý thả ông về thành phố Lang, ông liền vội vã trở về, dọc đường về ông toàn nghe thấy những tin tức khiến người ta vô cùng lo sợ. Khi còn một tiếng nữa là đến thành phố Lang, ông đã nhận được một tin rất xấu, Dư Kiến Thăng đã xa lưới. Lộ Hồng Chiêm trong lòng đã biết, dám chắc là Nga Ni Trần đã chủ động tố cáo, nếu không Hạ Tưởng không có khả năng bắt được Dư Kiến Thăng. Bây giờ có oán hận Nga Ni Trần cũng vô dụng, điều ông cần nhất chính là thời gian, thiếu nhất cũng chính là thời gian, liền chuẩn bị mau chóng trở về thành phố Lang, tham gia cuộc thẩm vấn. Chỉ có điều trời đang có tuyết không thể tăng tốc xe được, khiến ông hận không thể bay đến thành phố Lang. Cuối cùng cũng tới thành phố Lang, điện thoại reo, là người thân cận của cục thành phố gọi tới, nói cho Lộ Hồng Chiêm một tin tức xấu. Xếp Lộ, Dư Kiến Thăng đã khai. Chương 850, ồn ào, việc lớn không tốt. Cái gì? Vẻ mặt Lộ Hồng Chiêm xám lại, suy sụp ngồi ở trong xe, nửa ngày cũng không nói câu gì. Tuyết rơi thật đáng ghét, nếu không phải tuyết rơi, ít nhất hắn có thể đến thành phố Lang sớm trước một tiếng, có thể đi trước một bước, có lẽ sự việc còn có thể xoay chuyển được. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, không thể làm việc vừa ý. Còn nữa, Dư Kiến Thăng cũng bất lực quá, bị giữ mất vài giờ thì khai ra rồi. Lộ Hồng Chiêm khóc không ra nước mắt, Long Khổng bị vặn ngã, Lục Phi tiến vào cục, thành phố, Hạ Tưởng lại nắm 1/3 ngân sách tài chính, hiện nay lại giữ không ít chức vụ quan trọng, thừa dịp hắn vắng mặt, lợi dụng lực lượng của cục, thành phố đối phó với Nga Ni Trần, cuối cùng cũng giành được một thắng lợi lớn, nghĩ lại một loạt các hành động, cũng như không muốn nhớ lại những cơn ác mộng. Lộ Hồng Chiêm biết, Hạ Tưởng chắc chắn rút ra được kinh nghiệm từ sự việc lần trước, sẽ không để ông tham gia vào quá trình xử lý nữa. Hiện tại ông muốn tham gia, cũng rất khác so với lần trước, người của ông đều bị đứng sang một bên, ông không có khả năng như trước nữa, không thể nghĩ muốn thế nào được thế đó. Chỉ có thể bắt tay với Viện Kiểm sát và Tòa án, tin Hạ Tưởng không có khả năng ngay cả Viện Kiểm sát và Tòa án cũng đánh phá. Lộ Hồng Chiêm bâng khuâng nghĩ đến chuyện ông trở lại cục, thành phố, cho dù không còn uy phong như trước kia, nhưng ít nhất ông vẫn là một cục trưởng, vẫn là ủy viên thường vụ thành ủy, mọi người đều phải nể ông 3 phần. Chẳng ngờ tình thế xưa không bằng nay, ông vừa vào cục, thành phố liền cảm thấy không khí khác xưa, rất nhiều người vẫn chào đón ông với khuôn mặt tươi cười, cung kính giống như trước đây, nhưng cung kính bên trong, lại lộ ra sự xa lánh và rửng rưng. Chẳng lẽ cục, thành phố đã hoàn toàn bị thay đổi? Lộ Hồng Chiêm không tin và không chịu nhận thua, ông quyết định lợi dụng khoảng thời gian 1 tháng, một lần nữa cố nắm giữ quyền lực ở trong tay mình. Nga Ni Trần nghe tin Lộ Hồng Chiêm trở lại thành phố Lang, Dư Kiến Thăng mở lời, gã thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, cậu không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, coi như không lộ chút sơ hở, ngay cả ông trời cũng giúp cậu. Hoa Nhài Bạc ở một bên thở hổn hển nói. Ba, Hạ Tưởng hại chúng ta và không ít người, còn khiến công việc kinh doanh của chúng ta bị tổn thất không nhỏ, bỏ qua sao được? Đương nhiên là không. Ánh mắt Nga Ni Trần lạnh lùng. Trước tiên chúng ta để hắn đắc ý một khoảng thời gian, hiện tại chúng ta cần đề phòng chính là bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân thừa cơ quấy rối, do đó làm cho ổn định rồi giải quyết sau, chậm rãi thu dọn tàn cục. Hiện tại Hạ Tưởng và Ma Dương Thiên đang ngầm đấu đá nhau, Hạ Tưởng thắng, thì Ma Dương Thiên sẽ thất bại thảm hại. Cho nên Ma Dương Thiên sẽ liều mạng phản kháng, nếu Hạ Tưởng bị Ma Dương Thiên đánh cho không thể đánh trả, đó là thời điểm hắn suy yếu nhất, chúng ta sẽ đâm sau lưng hắn. Một đêm vô sự, một ngày thành phố Lang náo động, tuyết rơi phủ kín mặt đất. Thành phố yên bình và tĩnh mịch, nhưng có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, như Lộ Hồng Chiêm, như Cổ Hướng Quốc, và Nga Ni Trần. Hạ Tưởng ngủ rất say, hắn cũng mệt mỏi, đấu tâm đấu trí, chấn động lòng người một ngày một đêm cuối cùng cũng kết thúc, tuy đã giành được thắng lợi tạm thời, cách thắng lợi còn có một khoảng cách, nhưng ít ra cũng có thể an giấc. Tiêu Ngũ còn không có dấu hiệu tỉnh dậy, tuy nhiên tình trạng thương tích đã kiểm soát được, đang có chuyển biến tốt. Phượng Mỹ Mỹ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Ngũ, một tấc không rời, khiến Hạ Tưởng cũng rất yên tâm, biết Phượng Mỹ Mỹ rất thật lòng với Tiêu Ngũ, cũng không uổng kiếp trước Tiêu Ngũ vì cô mà chết. Vệ Tân còn đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói cần phải theo dõi một thời gian. Vệ Tân muốn ra viện, cô không yên lòng công việc kinh doanh của mình, nhưng Hạ Tưởng bắt cô phải ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần, Vệ Tân nghe lời của Hạ Tưởng nhất, đành phải đồng ý.
Lý Thấm cũng ở bên cạnh vệ tân trong bệnh viện, sau khi tiếp xúc với vệ tân cô mới phát hiện, vệ tân dịu dàng, cẩn thận chăm sóc hơn những người phụ nữ khác nhiều, nếu là một người đàn ông nhất định sẽ chọn người như cô để lấy làm vợ. Vệ tân đã hiểu ý, lại biết cách quan tâm chăm sóc người khác, còn rất cẩn thận, hơn nữa cũng có đầu óc buôn bán không tầm thường, khiến cô vô cùng khâm phục vệ tân, quyết tâm học làm một người phụ nữ tốt như vệ tân. Tề Á Nam và Chu Hổ đã trở về thành phố Yến thuận lợi, trên cơ bản có lẽ cùng lúc Lộ Hồng Chiêm xuống cao tốc, bọn họ bước trên đường về, thậm chí có khả năng chạy lướt qua Lộ Hồng Chiêm. Nếu Lộ Hồng Chiêm biết thành viên tổ chức của Hạ Tưởng ở trước mắt của cục trưởng nghênh ngang rời khỏi thành phố Lang, có khi ông còn nổi trận lôi đình. Không có biện pháp, Hạ Tưởng chơi độc thủ giỏi, chơi chính trị cũng có rất giỏi, hoàn toàn biết sử dụng quyền lực như thế nào, mang lại lợi ích lớn nhất. Suốt đêm, Cổ Hướng Quốc, Lộ Hồng Chiêm và Nga Ni Trần đã cùng nhau bàn bạc. Nga Ni Trần giải thích qua nguyên nhân gã giao ra Dư Kiến Thăng là không chịu được sức ép lớn của Hạ Tưởng, không muốn bị lực lượng chính quyền tiêu diệt. Xuất phát từ mục đích hoặc suy nghĩ không rõ ràng, Nga Ni Trần che giấu Thường Quốc Khánh đã bị Hạ Tưởng biết được. Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm không nói thêm gì, đứng trên lập trường của Nga Ni Trần, bọn họ biết Nga Ni Trần đã cố gắng hết sức, quả thật không thể chỉ trích gã nữa, huống hồ chuyện của Dư Kiến Thăng là do Ma Dương Thiên một tay chặn ngang. Nhưng Ma Dương Thiên và mấy người có mối quan hệ phức tạp, cũng phải cố gắng hết sức hiểm trợ. Lộ Hồng Chiêm cũng nói ra tình hình hiện tại của ông ở cục, thành phố, không bằng trước kia có thể hô phong hoán vũ, ít nhất cần một tháng mới có thể nắm quyền lại, không kịp ở giai đoạn thẩm vấn làm thủ đoạn, chỉ có thể ra tay ở phân đoạn kiểm sát và tòa án. Cuối cùng mọi người cũng đã nhất trí, trên vấn đề tiếp theo làm thế nào đối phó với Hạ Tưởng, đều có trọng điểm. Thành phố Lang. Sau khi trải qua một đêm yên lặng, nghị luận về các vũ trường như thời gian Duy Mỹ được truyền đi khắp nơi, về sự kiện Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa bị đập, cũng trong phạm vi nhỏ với đủ loại phiên bản bị người truyền bá. Tuy nhiên tin đồn kia cũng biến mất theo thời gian, nhưng tổn thất của Nga Ni Trần vĩnh viễn không thể bù đắp được. Nga Ni Trần khiến người ta phải thu thập tàn cục, tranh thủ để bù đắp tổn thất, phục hồi lại hình ảnh. Không điểm rõ còn tốt, có điểm lại mới biết được tổn thất hơn nhiều so với tưởng tượng. Khiến cho gã càng thêm hận Hạ Tưởng thấu xương thấu tủy. Càng khiến gã căm giận Hạ Tưởng hơn nữa chính là đả kích hy vọng lần này đối với gã rất lớn, khiến cho gã một người có quyền uy nhất ở thành phố Lang bị suy giảm, trong khoảng thời gian một ngày những thế lực đen dám dương oai trên địa bàn của gã nhiều hơn mấy lần, khiến cho gã không thể chịu nổi. Ngay cả những người dân thành phố cũng đều ham thích mà truyền những tin vỉa hè, đồng thời cũng đều cho rằng uy phong bát diện ở thành phố Lang của Nga Ni Trần, vừa đi đã không còn nữa. Ở thành phố Lang vẫn không có ai dám trừng trị Nga Ni Trần, hiện tại được rồi, rốt cục tới một phó thị trưởng Hạ, dám dồn Nga Ni Trần vào góc tường. Dân chúng sáng suốt vô cùng, truyền đi truyền lại, sẽ trở thành trò cười, liền có một câu vẻ mới. Ban ngày ngả thành văn, ban đêm Nga Ni Trần, hoa nhài vàng, hoa nhài bạc, đều vào cửa Hạ ra. Hạ Tưởng không những thu thập Nga Ni Trần, mà còn có thể thu thập hai người con gái bảo bối của gã. Nga Ni Trần tức giận đến sôi máu, hoa nhài vàng, hoa nhài bạc cũng tức giận mặt đỏ bừng. Ngày hôm sau, thời tiết đã tốt hơn, trời không mây, thành phố Lang sau tuyết, một vẻ trắng xóa, hết sức động lòng người. Sau khi đi làm, Ủy ban Nhân dân thành phố liền mời dự họp, hội nghị thường vụ đầu tiên từ ngày Trần Chí Tiệp nhậm chức tới nay. Hội nghị do thị trưởng Cổ Hướng Quốc chủ trì, trọng điểm thảo luận là tình hình kinh tế của thành phố Lang hiện nay, và sắp xếp công việc tiếp theo. Hôm nay hội nghị thường trực chính phủ, không khí vô cùng trầm lặng, Hạ Tưởng ngồi ở vị trí thứ hai bộ máy chính quyền không còn đồ quân, có vẻ rất hài hòa, đã không còn bầu không khí căng thẳng do con người tạo ra. Trần Chí Tiệp ngồi phía sau Hạ Tưởng, thái độ nghiêm chỉnh, vài tên phó thị trưởng khác, ngoại trừ Thiệu Đinh chỉ hướng về phía Hạ Tưởng khẽ gật đầu, Chu Duệ Nhạc, Vương Nháo, Liễu Tiên Bính và Võ Nhược Lam khi Hạ Tưởng tiến vào, vẻ mặt cũng tươi cười cung kính, sau đó hỏi thăm. Trước kia chỉ có hai gã phó thị trưởng tỏ vẻ dựa vào Hạ Tưởng, hiện tại bốn gã phó thị trưởng lần lượt chào hỏi Hạ Tưởng, lại có Trần Chí Tiệp trợ trận, Cổ Hướng Quốc có chút đau xót phát hiện Hạ Tưởng trong bộ máy chính phủ, đã vững vàng mở ra cục diện, và hơn nữa có chiều hướng phát triển lớn mạnh. Hắn thờ ơ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Nhưng không hài lòng cũng không còn cách nào khác, không phải là thị trưởng thì chắc chắn có thể chỉ huy tất cả phó thị trưởng. Hắn cũng không có khả năng khiến mọi người cùng hắn đồng lòng. Cổ Hướng Quốc ho khan một tiếng.
Cuộc họp bắt đầu, các đồng chí, căn cứ vào tình hình kinh tế năm ngoái, mục tiêu kinh tế năm nay là tăng 9%, 8 trụ cột công nghiệp vẫn như cũ là đầu máy xe lửa, đồng thời, Sun Occupy có hy vọng sẽ được tăng 10 triệu đô la Mỹ đầu tư, sẽ trở thành nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất được thu hút của thành phố Lang. Ngoài ra, đồng chí Hạ Tưởng cũng đề xuất ý tưởng nông nghiệp ngắm cảnh, tuy không tồi, nhưng trong thời gian ngắn khả năng sẽ không thấy được hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa đồng chí Hạ Tưởng phụ trách dự án khu đại học tiến triển chậm chạp. Lúc này, tôi phải nhắc nhở đồng chí Hạ Tưởng, phải đặt kinh tế phát triển là công tác hàng đầu, đừng phân tâm đi làm việc khác. Kinh tế không đi lên được, nói nhiều lời suông cũng không có tác dụng. Cổ Hướng Quốc vẫn không quên mỉa mai Hạ Tưởng vài câu. Hạ Tưởng nghĩ rằng, nếu hắn không đứng vững vàng trên gót chân, mở ra cục diện, trong tay không có quyền, làm thế nào để triển khai công việc. Tự mình không thể định đoạt, bận rộn cuối cùng cũng là may áo cho người khác. Hoặc là vừa triển khai công tác, thì thay đổi xoành xoạch, bị người ta phủ nhận, hắn làm thế nào để đạt được thành tích. Và lại Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần một sáng một tối hợp lại ép hắn, còn đường hoàng mặt quan mà chỉ trích hắn không an tâm công tác, thực biết đổi trắng thay đen. Nhưng Cổ Hướng Quốc thích như thế nào thì nói như thế, ai để hắn làm thị trưởng. Tạm thời nghe rồi thôi, Hạ Tưởng liền khẽ mỉm cười. Nông nghiệp ngắm cảnh rất có triển vọng, ở nước ngoài đã chứng minh được tính chất khả thi, thành phố Lang gần Bắc Kinh, không cần nói gì sâu xa, riêng là hái dâu tây, dưa hấu, nho, thậm chí du lịch ẩm thực nhà nông, thận trọng phỏng đoán, hàng năm đều có thể mang đến thu nhập 100 triệu cho thành phố Lang, càng không cần phải nói nâng cao phát triển nông nghiệp ngắm cảnh. Cổ Hướng Quốc hiểu được hàm ý của Hạ Tưởng, có chút không vừa lòng nói. Về dự án nông nghiệp ngắm cảnh, tôi cũng thâm nhập tìm hiểu một chút, nhưng dù sao cũng không toàn diện, nếu Phó Thị trưởng Hạ hiểu biết hơn, thì hãy giới thiệu một chút cho các đồng chí đây. Hạ Tưởng cũng không cố ý châm chọc Cổ Hướng Quốc hiểu biết nông cạn về dự án nông nghiệp ngắm cảnh, mà là quả thật vài năm sau nông nghiệp ngắm cảnh mới dần dần phát triển, về hiện tại thành phố Lang mà nói, vẫn là sự kiện mới. Tuy nhiên do vòng kinh tế Bắc Kinh sớm lên ngựa, nông nghiệp ngắm cảnh cũng được Hạ Tưởng tiến hành mở rộng sớm hơn ở thành phố Lang. Nông nghiệp ngắm cảnh là một loại hình du lịch sinh thái mới kết hợp nông nghiệp và nông thôn, đem du lịch ngắm cảnh kết hợp với nông nghiệp thành một loại hình hoạt động du lịch, rất nhiều hình thức và loại hình, căn cứ thực tiễn ở nước Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Hà Lan và Đài Loan của chúng ta, trong đó quy mô hơi lớn chủ yếu có 5 loại. Một là du lịch vườn. Ở ngoại ô thành phố hoặc khu du lịch phụ cận phát triển đặc sắc gồm vườn cây ăn quả, vườn rau, vườn chè, vườn hoa, du khách có thể hái quả, nhổ rau, ngắm hoa, hái chè, hưởng thụ lạc thú điển viên. Hai là vườn hoa nông nghiệp, dựa vào ý tưởng kinh doanh vườn hoa, đem nơi sản xuất nông nghiệp, nơi tiêu thụ nông sản và khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp lại làm một, tập đoàn viễn cảnh công viên rừng rậm thì có hiệu quả như nhau. Ba là dạy làm vườn. Là hình thái kinh doanh nông nghiệp kiêm sản xuất nông nghiệp và chức năng phổ cập khoa học giáo dục. Bốn là công viên rừng rậm, khiến người dân thành phố sống lâu trong rừng bằng bê tông có thể cảm nhận và hít thở không khí thiên nhiên. Năm là thôn du lịch dân tộc, lấy dân tộc là chính, thể nghiệm cuộc sống nông thôn, cảm nhận hơi thở nông thôn. Hạ Tưởng giới thiệu tỉ mỉ loại hình và triển vọng của du lịch nông nghiệp, đề xuất trước mắt ở thành phố Lang chủ yếu là mở rộng du lịch vườn nông và nông nghiệp vườn hoa là việc chính. Nếu triển vọng lớn, có thể phát triển tiếp hình thức công viên rừng rậm. Hạ Tưởng kết thúc bài phát biểu, Trần Chí Tiệp nhẹ nhàng vỗ tay, liên tục tán thưởng. Xuất sắc, quá tuyệt vời, Phó Thị trưởng Hạ thực sự làm đủ bài tập, khiến tôi nghe xong như được mở rộng tầm mắt, lần đầu nghe nông nghiệp cũng có nhiều triển vọng, như vậy còn có thể kiếm tiền, không tồi, tôi cho rằng du lịch nông nghiệp rất có triển vọng, như vậy còn có thể kiếm tiền, tôi cho rằng du lịch nông nghiệp hoàn toàn có triển vọng. Thành phố Lang gần Bắc Kinh, hơn nữa giao thông thuận lợi, hoàn toàn có thể thu hút lượng lớn du khách Bắc Kinh đến thành phố Lang ngắm cảnh du lịch. Trần Chí Tiệp vội vã phụ họa cho Hạ Tưởng, khiến cho Cổ Hướng Quốc liếc mắt nhìn y đầy thâm ý, trong ánh mắt toát ra vẻ uy phong mờ nhạt, dường như muốn xuất ra quyền uy của thị trưởng nhắc nhở nhỏ cho Trần Chí Tiệp. Trần Chí Tiệp làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của Cổ Hướng Quốc, trái lại vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn Võ Nhược Lam. Phó Thị trưởng Võ, cô cho rằng đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ có khả thi không? Đột nhiên Trần Chí Tiệp hướng về phía Võ Nhược Lam chất vấn, khiến ánh mắt nghi ngờ của không ít người đổ dồn về, trong lòng Thiệu Đinh thấp thỏm, nghĩ thầm chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn Trần Chí Tiệp đã tiếp xúc được với Võ Nhược Lam. Dường như Võ Nhược Lam không thích trở thành tiêu điểm,
khuôn mặt đỏ lên. Tôi nghĩ đề nghị của Phó thị trưởng Hạ hoàn toàn khả thi. Trần Chí Tiệp lễ phép trả lời, lại hỏi Chu Duệ Nhạc. Phó thị trưởng Chu có ý kiến quý báu gì? Không có, đề nghị của Phó thị trưởng Hạ tốt, rất toàn diện, tôi tán thành cả hai tay. Chu Duệ Nhạc cười ha hả, trả lời vô cùng thẳng thắn. Sau đó, Trần Chí Tiệp lần lượt hỏi Vương Nháo, Liễu Tiên Bính, và Thiệu Đinh, ngoại trừ Thiệu Đinh không trả lời trực tiếp, Vương Nháo và Liễu Tiên Bính đều trả lời khẳng định. Tất cả mọi người rõ ràng chuyện gì xảy ra, trước kia Đồ Quân là người tích cực dẫn đầu của Cổ Hướng Quốc, thôi được, phong thủy luân chuyển, bây giờ Trần Chí Tiệp trở thành người tích cực dẫn đầu của Hạ Tưởng, vừa rồi cố ý trưng cầu ý kiến của mọi người, chính là muốn cho Cổ Hướng Quốc xem, có hai mục đích. Một là mượn hội nghị này trịnh trọng tuyên bố lập trường của y, hoàn toàn cùng Hạ Tưởng nhất trí cao độ, hai là cũng mượn cơ hội biểu lộ cho Cổ Hướng Quốc thấy, hiện nay Hạ Tưởng xưa không bằng nay. Trong bộ máy chính phủ đã có một vị trí, trên cơ bản có đầy đủ sức mạnh của Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc hiểu được dụng ý của Trần Chí Tiệp, ông vô cùng tức giận liếc mắt nhìn Trần Chí Tiệp, nhưng phát hiện ra Trần Chí Tiệp cũng không để ý tới sự bất mãn của ông, dường như cũng là không đem quyền uy của ông đặt ở trong mắt. Phản, đường đường là thị trưởng, nếu mất đi quyền lực khống chế đối với bộ máy nhà nước, trên có ngả thành văn giữ thăng bằng, giữa có Hạ Tưởng giam chân, dưới có vài tên phó thị trưởng bằng mặt không bằng lòng, Cổ Hướng Quốc nhìn xung quanh, bị cô lập từ bốn phía. Làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Ông nói không lên lời trong lòng là chua xót hay bất đắc dĩ. Lần này hội nghị thường trực chính phủ đã thông qua kiến nghị của Hạ Tưởng, khẳng định mục tiêu công việc sau này. Đồng thời Hạ Tưởng cũng hứa mau chóng chứng thực vấn đề đầu tư khu đại học, bày tỏ cố gắng vì xây dựng kinh tế thành phố Lang sẽ làm ra cống hiến nên có. Tất cả thành viên bộ máy chính quyền trong đầu đều hiểu rõ, hội nghị lần này là một lần ảnh hưởng sâu sắc, chính thức xác định địa vị thứ hai của Hạ Tưởng trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa người ủng hộ hắn vượt qua Cổ Hướng Quốc, rốt cuộc khiến quyền uy của Phó thị trưởng thường trực rơi xuống chỗ thực. Thành phố cũng khua chiêng gõ trống tiến hành công tác thẩm vấn. Dư Kiến Thăng quả thật mở miệng rồi, sau khi gã nhận thức được thủ đoạn mây mưa thất thường của Hạ Tưởng, lại bị Nga Ni Trần đích thân đưa đến tay Hạ Tưởng, gã liền biết đại thế đã mất, lại rơi vào tay cục công an thành phố Lang, nếu phải cứng rắn chống đỡ, không chết cũng bị lột ra. Dù gì cũng phải khai, cần gì phải chịu nổi khổ ra thịt. Cho nên Dư Kiến Thăng rất thống khoái mà khai ra toàn bộ sự thật. Thường Quốc Khánh đứng phía sau xúi dục, phụ trách cung cấp xe trộn bê tông, phụ trách tài chính, phụ trách cung cấp các tin tức như đặc thù ô tô cho Hạ Tưởng, còn phía sau Thường Quốc Khánh là ai, Dư Kiến Thăng không dám khẳng định mà chỉ chứng Ma Dương Thiên, chỉ có điều mơ hồ nói không rõ, chỉ biết là một nhân vật có địa vị rất lớn. Có khẩu cung của Dư Kiến Thăng, thẩm vấn Thường Quốc Khánh thì dễ dàng hơn. Ngay từ đầu Thường Quốc Khánh cũng không chính thức được giao cho cảnh sát, mặc dù do anh Thành đích thân thẩm vấn. Nhưng tiến hành riêng. Ngay từ đầu Thường Quốc Khánh đã có thái độ vô cùng cứng rắn, tuyệt không phối hợp, còn hùng hổ công bố phải báo cáo lãnh đạo cấp trên cục thành phố Lang giam giữ trái phép, gã muốn kiện cục công an thành phố Lang, khiến người bắt gã phải vào tù. Anh Thành làm sao bị gã hù dọa được, gã gặp rất nhiều nhân vật, cũng kiên nhẫn mà hù theo trò đùa của Thường Quốc Khánh. Lộ Hồng Chiêm vừa trở về, liền tuyên bố chấn chỉnh lại tác phong công tác của cục. Thành phố. Rõ ràng là muốn thu quyền, nhưng trên hội nghị tổ đảng cục, đều bị nhất trí phản đối, kế hoạch của ông bị thất bại, gặp phải một lần khiêu chiến lớn nhất từ khi ông đảm nhiệm chức vụ cục trưởng tới nay. Lộ Hồng Chiêm giận dữ, ông biết rõ biểu lý, anh Thành, Lịch Phi ba gã phó cục trưởng hợp lại, uy thế không phải nhỏ, hoàn toàn có thể gây chiến với quyền uy cục trưởng của ông. Ông không còn cách nào khác, chỉ còn cách từ từ lấy lại quyền lực, sẽ bồi dưỡng thân tín mới có thể một lần nữa củng cố quyền lực của ông. Đều là họa do Hạ Tưởng gây ra. Nếu để Lộ Hồng Chiêm biết ngày ông sống ở sở, tỉnh một ngày bằng một năm tất cả đều do Hạ Tưởng ban tặng, không biết có nổi trận lôi đình không. Nhưng hiện giờ ông có biết hay không không quan trọng, bởi vì hiện giờ ông đã cực kỳ phẫn nộ, và còn kinh hồn bạt vía. Trước khi Lộ Hồng Chiêm còn chưa chuẩn bị thu quyền và có hành động, ông liền nghe được tin tức nhận tội của Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng nhận tội sớm nằm trong dự đoán, cũng không khiến ông vô cùng kinh hãi, ông cũng biết rõ Dư Kiến Thăng không thể chịu nổi, cũng biết Dư Kiến Thăng nhất định sẽ cắn lại Thường Quốc Khánh. Cắn Thường Quốc Khánh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ông vừa biết được tin, Thường Quốc Khánh đã bị nắm được,
và dưới sự thẩm vấn của anh Thành, khai ra Ma Dương Thiên. Việc lớn không tốt. Chương 851, sau màn, một thả một thu. Cảm giác được việc lớn không tốt, không chỉ có Lộ Hồng Chiêm, còn có Cổ Hướng Quốc. Sau khi kết thúc hội nghị thường vụ chính phủ, Hạ Tưởng liền đi tới khu đại học điều phối vấn đề nợ lương, dường như một vở tuồng mới xong vừa rồi đã hoàn toàn hạ màn, không liên can tới hắn. Kỳ thật Cổ Hướng Quốc rõ, Hạ Tưởng bày ra một thái độ không đếm xỉa đến, chính là chỗ cao minh của hắn, bởi vì thẩm án là chuyện của cơ quan công an, hắn còn nhúng tay, sẽ để lại cho người khác ấn tượng quấy nhiễu tư pháp công chính, cho nên hắn mới đem tinh lực tập trung vào chuyện khác. Mặc kệ Hạ Tưởng là giả bộ không đếm xỉa đến, hay là thật tâm muốn kéo đến đầu tư cho khu đại học, Cổ Hướng Quốc cũng không quan tâm, y quan tâm chính là tình hình tiến triển của vụ án. Làm cho y không thể dự tính được chính là, Dư Kiến Thăng không đợi Lộ Hồng Chiêm ở Cục Công an thành phố nắm quyền lại, mà mới một hai lần tra hỏi liền cung khai ra Thường Quốc Khánh, hơn nữa Thường Quốc Khánh đã rơi vào tay Cục Công an thành phố, thiếu chút nữa đã khiến y sợ tới mức nhảy dựng lên. Nga Ni Trần tuy rằng biết được Thường Quốc Khánh đã lọt vào trong tay Hạ Tưởng, nhưng xuất phát từ nguyên nhân suy xét cho bản thân, gã cũng không tiết lộ cho Cổ Hướng Quốc hay. Bởi vậy Cổ Hướng Quốc sau khi nghe được, lập tức kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì Ma Dương Thiên vẫn ảo tưởng rằng, không thể liên quan đến Thường Quốc Khánh, chỉ là bởi vì Thường Quốc Khánh sợ tới mức núp vào, tuy rằng cũng nghĩ tới khả năng là bị Hạ Tưởng khống chế, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Không ngờ tới, ác mộng đã trở thành sự thật. Ý nghĩa Thường Quốc Khánh xa lưới, lập tức khơi lên một trận gió lốc cực lớn. Cổ Hướng Quốc lần đầu tiên cảm thấy lo lắng hãi hùng, vội vàng gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên cũng mơ hồ đoán được, Thường Quốc Khánh hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, nhưng y vẫn cảm thấy Thường Quốc Khánh thỏ khôn có ba hang, có khi chính bản thân mình muốn tìm gã cũng không dễ. Hạ Tưởng muốn ở Bắc Kinh lớn như vậy tìm ra một người cố ý lẩn trốn, còn khó gấp trăm lần so với mỏ kim đáy biển. Thời khắc nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, y kinh ngạc đến há to miệng ra, trong lòng khiếp sợ không có cách nào để hình dung. Thường Quốc Khánh xa lưới, gã mà khai ra. Cộng thêm lời khai của Dư Kiến Thăng, cũng đủ đánh y mình đầy bụi bặm. Ma Dương Thiên rối loạn, thật sự hoảng hốt, sau khi ý thức được hậu quả nghiêm trọng, y không kịp nói thêm gì với Cổ Hướng Quốc, vội vàng cúp máy Cổ Hướng Quốc, vội vã gọi một cuộc điện thoại cầu cứu. Lãnh đạo cũ, mau cứu cứu tôi với. Ma Dương Thiên đường đường là phó thị trưởng Bắc Kinh, thanh âm lại khóc lóc nức nở, giống như một đứa trẻ cầu xin người khác cứu mạng vậy. Trong thanh âm không kiên nhẫn bên kia điện thoại lại lộ ra vẻ thân thiết. Lại sao thế, Dương Thiên, cậu không thể thành thật một chút sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, hành động bí mật một chút, ăn uống lịch sự chút, cậu cứ không chịu nghe. Lãnh đạo cũ, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Mà Dương Thiên thiếu chút nữa thì đã than thở khóc lóc. Sự tình là thế này. Bên kia điện thoại nghe xong lời Mà Dương Thiên nói, liền trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Tôi giúp cậu một lần cuối cùng, sau này còn gây chuyện nữa, tự mà chùi đít đấy. Tuy rằng lời không dễ nghe, mà Dương Thiên vẫn là thở phào nhẹ nhõm một hơi, lãnh đạo cũ đã mềm lòng, khẳng định sẽ thay y ra mặt nói đỡ. Chỉ cứng rắn chống đỡ một ngày, Thường Quốc Khánh liền cung khai ra Ma Dương Thiên. Đến tận đây, Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh hai quả đạn pháo đều đã lên nòng. Chuẩn bị phóng ra bất cứ lúc nào. Sau khi anh Thành, biểu lý đem vụ án trình báo cho Lộ Hồng Chiêm, Lộ Hồng Chiêm biết sự tình quan trọng, y phải tỏ ra thái độ nên có, vì thế liền tuyệt bút vung lên, chính thức đệ trình viện kiểm sát đối với Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, đề nghị phê duyệt việc bắt giữ. Vụ án chính thức tiến vào trình tự tư pháp. Theo sau mời dự họp văn phòng bí thư, Lộ Chiêm báo cáo vụ án, bởi vì sự tình liên quan đến Phó Thị trưởng Bắc Kinh. Văn phòng bí thư cuối cùng quyết định, báo lên cho tỉnh ủy và trung ương. Một khi báo lên tỉnh ủy và trung ương, sự tình liền tiến vào trận cờ của cao tầng, Hạ Tưởng cũng không thể nhúng tay. Ma Dương Thiên thân là phó thị trưởng Bắc Kinh, là cán bộ cấp thứ trưởng, chỉ có ủy ban kỷ luật trung ương mới có quyền điều tra lấy chứng cứ. Sau khi báo lên tỉnh ủy và trung ương đều không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, không có bất cứ câu trả lời nào. Thì lại sinh ra vấn đề khó cho thành phố lang, tiếp tục đào sâu, hay là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tỉnh ủy và trung ương trầm mặc biểu lộ rõ là chấp nhận cho thành phố lang điều tra lấy chứng cứ,
hay là hàm xúc mà biểu đạt ý bất mãn đây? Lệnh trên khó đoán, thành ủy thành phố Lang lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường. Thân là người khởi xướng như Hạ Tưởng, lại như người không có việc gì, một lòng một dạ tập trung vào dự án khu đại học. Tiêu Ngũ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, nhưng tình hình ổn định, tạm thời chưa tỉnh lại cũng không có cách nào, Hạ Tưởng liền chuẩn bị quan sát thêm 2 ngày, thật sự không được liền chuyển tới bệnh viện Bắc Kinh. Bác sĩ không đề nghị chuyển viện, cho rằng Tiêu Ngũ chưa tỉnh lại là cơ năng cơ thể tự bảo vệ, bởi vì hiện tại cơ thể anh ta đã bình phục, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tâm trạng Phượng Mỹ Mỹ cũng ổn định lại, biết Hạ Tưởng vì Tiêu Ngũ, dưới cơn tức giận đã khiến giá sóng gió nổi lên khắp thành phố Lang, cũng rất cảm kích tấm lòng chân thành của Hạ Tưởng đối với Tiêu Ngũ. Bởi vì Tiêu Ngũ chưa tỉnh lại, nên do Lý Hồng Giang đại biểu bất động sản Giang Sơn, Tôn Hiện Vĩ đại biểu bất động sản Thiên An, hai nhà bất động sản liên hợp bỏ vốn 800 triệu, chính thức hướng Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất đầu tư dự án khu đại học. 800 triệu là một khoản đầu tư lớn nhất mà thành phố Lang đưa vào trong những năm gần đây, lập tức liền chấn kinh cả thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, quầng sáng Hạ Tưởng, nhất thời lan tỏa khắp nơi, khiến cho Cổ Hướng Quốc đột nhiên cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Có 800 triệu đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Lý nào lại không chào đón phải không? Cơ bản sau khi thông qua hội nghị công tác Ủy ban Nhân dân thành phố, đệ trình đến văn phòng bí thư, cũng nhất trí đạt được thông qua. Đồng thời, công ty khoa học kỹ thuật nông nghiệp của Dương Uy hướng Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức đệ trình hợp đồng đầu tư, với 80 triệu đầu tư đề xuất nhận thầu 1000 mẫu ruộng tốt ở phía bắc thành phố Lang, mở rộng du lịch nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng với tốc độ nhanh nhất có thể phê duyệt mục đích đầu tư, và dưới đề nghị của Hạ Tưởng, cho nâng đỡ trên chính sách. Hạ Tưởng một lúc kéo về 2 hạng mục lớn, trở thành hạng mục đầu tư lớn nhất của thành phố Lang những năm gần đây, tạo thành chấn động ở thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, danh tiếng Hạ Tưởng chấn động mạnh. Cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, tỉnh ủy và trung ương vẫn chưa có chỉ thị gì truyền xuống, khiến cho thành phố Lang lòng người không yên, đều đang dự đoán, chẳng lẽ trước năm mới không thể cho ra kết luận về vấn đề của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Thành ủy rốt cuộc có định tiếp tục xâm nhập bới móc không đây? Cục Công an thành phố dùng hành động thực tế đưa ra đáp án cho mọi người, vụ án tiếp tục trong vòng thẩm vấn, Thường Quốc Khánh chẳng những khai ra ma Dương Thiên, còn khia ra sự tình y cùng Đồ Quân kết hợp lừa cho vay, đồng thời đề xuất đồng ý ói ra tiền tham ô, để tranh thủ được xử phạt khoan hồng. Thường Quốc Khánh ói ra tiền tham ô thật ra cũng vô cùng đúng lúc, công ty Bắc Kinh của y chuyển 30 triệu vào tài khoản chỉ định của Cục Công an thành phố trong thời gian sớm nhất, vừa lúc dùng để trả cho khoản khất nợ tiền lương của nông dân. Tiền tham ô đã ói ra, nhưng Cục Công an thành phố cũng không vì vậy mà cho y được hưởng chính sách khoan hồng, ngược lại tiếp tục yêu cầu y xâm nhập giải thích vấn đề. Bên Bắc Kinh vẫn tiếp tục giữ im lặng đối với việc bắt giữ Thường Quốc Khánh, mà Dương Thiên cũng đi làm bình thường, không hề có chút gì là bị ảnh hưởng, thành ủy thành phố Lang cũng không bị áp lực từ bất cứ phương diện nào, dường như không ai để ý tới lời khai của Thường Quốc Khánh. Hạ Tưởng trong lòng lại rõ, kỳ thật không phải không quan tâm, mà là thế lực khắp nơi đang ở sau lưng âm thầm phân cao thấp, đang đàm phán một kết quả thỏa hiệp mà khắp nơi đều vừa lòng. Hắn ở mặt ngoài thờ ơ, dường như rất thờ ơ đối với sức mạnh tối thượng mà Thường Quốc Khánh dẫn phát, trên thực tế, vẫn luôn theo dõi chặt chẽ hành động của các nơi, hắn cũng đang âm thầm tìm cách, đợi các nơi sau khi có được kết quả, rồi hắn sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không thể để một hành động quan trọng lại thất bại. Thường Quốc Khánh cần phải lật đổ cho bằng được Ma Dương Thiên mới không uổng công bắt y lần này, nếu như để cho Ma Dương Thiên tránh được kiếp nạn này, sau này muốn lật đổ y lần nữa thì đúng là khó càng thêm khó. Hơn nữa đánh rắn không chết, tất bị rắn cắn. Hạ Tưởng hiện tại biết, hắn hiện tại đối mặt với đối thủ vừa cấp bậc cao, bối cảnh thâm hậu, chỉ cần cho đối phương có cơ hội thở dốc, thì sẽ có khả năng bị cắn ngược lại một cái. 2 ngày sau, thế lực ngầm thành phố Lang bắt đầu có một tin tức lan truyền khắp nơi, có người treo giải thưởng 1 triệu cho cái đầu Hạ Tưởng, nghe nói là ông trùm xã hội đen nào đó ở Nam Phương thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, muốn mua hung thủ giết người. Bất kể là ai, chỉ cần giết được Hạ Tưởng, thì tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ liền đưa cho 1 triệu. Mặt sau còn có ghi chú, đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ, mạng Hạ Tưởng đúng là có giá ghê, tin tức truyền vào trong thành ủy, không ít người nhốn nháo nghị luận. Đều đoán là bút tích của Nga Ni Trần, cũng muốn xem Hạ Tưởng có biểu hiện gì. Không ngờ Hạ Tưởng nghe xong sau đó chỉ lắc đầu cười. 1 triệu đô la Mỹ hơi ít đó,
nếu là 5 triệu đô la Mỹ còn có khả năng thành công. Thái độ thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho mọi người âm thầm thán phục. Không phục không được, đổi người khác bị người ta tung tin lấy 1 triệu đô la Mỹ mua cái mạng mình, cũng đều sẽ sợ tới mức mất ngủ. Hạ Tưởng Trấn Tĩnh cũng không phải là làm bộ, mà quả thật là một bộ dáng dường như không có việc gì. Nghĩ lại cũng phải, Hạ Tưởng và Nga Ni Trần đã so chiêu với nhau không ít lần, còn đơn thương độc mã một mình đấu với tên liều mạng mặt sẹo, hắn nào có lùi bước đúng không? Cũng chính là bởi vì Hạ Tưởng chẳng những thủ đoạn chính trị cao siêu, còn có một thân dũng khí và bản lĩnh, mới đánh cho Nga Ni Trần liên tiếp rút lui. Hạ Tưởng cũng biết rõ cái gọi là trùm xã hội đen Nam Phương chẳng qua chỉ là một người tùy tiện nào đó, độc thủ sau màn vẫn là Nga Ni Trần. Trước kia cũng có nghe qua trùm xã hội đen ở nơi nào đó ra giá 5 triệu tệ mua cái đầu của cục trưởng công an địa phương, không ngờ cũng có một ngày lại có chuyện giống vậy rơi trên người hắn. Hắn quả thật không cảm thấy có gì phải sợ, cũng chỉ là một loại thủ đoạn khác để uy hiếp con người của Nga Ni Trần mà thôi. Tuy rằng 1 triệu đô la Mỹ cũng rất hấp dẫn, nhưng cái gọi là sát thủ có gan dám trực tiếp sát hại một vị cán bộ chính phủ ở trong nước, trên cơ bản không tồn tại. Khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là, ở sự tình liên quan đến vấn đề Thường Quốc Khánh, tỉnh ủy không có trả lời công khai, nhưng áp lực âm thầm đã đột ngột xuất hiện, hắn đột nhiên nhận được điện thoại tỉnh ủy, muốn hắn đến tỉnh ủy họp. Gần tới cuối năm, làm gì mà có hội nghị quan trọng cần họp hành chứ? Hơn nữa lại không nói rõ là hội nghị gì, người sáng suốt đều biết rằng, trên cơ bản cán bộ đảng chính bị gọi đến tỉnh ủy với cách thức này, đều không có chuyện gì tốt đẹp. Điện thoại tuy rằng là điện báo văn phòng tỉnh ủy, nhưng sau khi Hạ Tưởng tới tỉnh ủy mới biết được, hóa ra là Phạm Duệ Hằng tìm hắn. Cũng khá giống với dự đoán của hắn, người ra mặt biện hộ hoặc là nói là tạo áp lực, lại là Phạm Duệ Hằng, hoặc là nói chỉ có thể là Phạm Duệ Hằng, đương nhiệm chủ tịch tỉnh và tiếp theo đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, thì mặt mũi Phạm Duệ Hằng lớn nhất, lời của y cũng rất có phân lượng, hơn nữa cũng mình cũng có không ít quan hệ. Hạ Tưởng là và Lý Tài Nguyên cùng nhau tiến vào tỉnh ủy, Lý Tài Nguyên tất nhiên không tiện cũng hắn gặp mặt Phạm Duệ Hằng, hắn liền cho Lý Tài Nguyên đến tổ lãnh đạo đợi một chút. Phương Cách vẫn còn ở tổ lãnh đạo công tác, đang chuẩn bị đề lên phó cục trưởng, anh ta rất nhiệt tình mà tiếp đãi Lý Tài Nguyên. Cổ Ngọc cũng ở đó, thời gian trước cô xin nghỉ đi Cực Ngọc, cuối cùng còn có thu hoạch lớn, sau khi trở về cũng cao hứng phấn chấn khoe mẽ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lần này đến không có tâm tư cùng Cổ Ngọc nhiều lời, vừa lúc Cổ Ngọc cũng đang bận công việc của mình, hai người chỉ khẽ gật đầu, chỉ dùng ánh mắt giao lưu không tiếng động. Sau đó sau Hạ Tưởng đi vào văn phòng Phạm Duệ Hằng đang gọi điện thoại, hướng Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu, cho hắn ngồi xuống trước. Gọi điện thoại, liền nói tới mười mấy phút. Hạ Tưởng rất rõ, Phạm Duệ Hằng có cố ý cân nhắc ý tứ của hắn, trong lòng liền đoán thêm là... Lập trường Phạm Duệ Hằng càng ngày càng nghiêng sang thế lực nào đó ở Bắc Kinh, hơn nữa sau này khi y leo lên vị trí chính, lập trường chính trị của y càng ngày càng rõ ràng. Quan to một tỉnh, không có khái niệm chủ quản của bản thân sẽ khiến người khác khinh thị, nhưng nếu không có lập trường chính trị của chính mình, căn bản là không có khả năng ngồi trên ngai vàng quan to một tỉnh. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Phạm Duệ Hằng và thế lực phía sau Ma Dương Thiên đã duy trì nhất trí, nếu không cũng không tiếp cận lúc này. Còn là lập trường giống nhau. Đợi Phạm Duệ Hằng gọi xong điện thoại, y mới liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý sâu sắc, đầu tiên là đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tưởng, đưa qua một điếu thuốc, sau đó ngồi đối diện Hạ Tưởng, bày ra một thái độ nói chuyện bình đẳng với nhau. Cũng may, Hạ Tưởng thầm nghĩ, chủ tịch tỉnh Phạm có hành động này, vẫn là niệm tình cũ, đánh vào mặt tư tưởng là chính, tạo áp lực là phụ, hai bút cùng vẽ, cũng hay hơn là đơn giản trực tiếp gây áp lực. Hạ Tưởng, có thời gian giúp tôi khuyên Phạm Tranh, tuổi nó không còn nhỏ rồi, còn không muốn kết hôn, cứ muốn chơi thêm vài năm. Tuổi lớn không kết hôn, người thường thì không có gì, nhưng với thân phận của nó sẽ không thích hợp cho lắm, sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Phạm Duệ Hằng vừa mở miệng, liền nhắc đến chuyện kết hôn của Phạm Tranh, quả thật là đánh vào mặt tư tưởng là chính, cũng suy đoán của Hạ Tưởng giống nhau như đúc. Hạ Tưởng liền cười. Được, tôi sẽ khuyên Phạm Tranh. Nên kết hôn thì nên làm liền tay, lướt qua muôn ngàn bụi hoa, sớm muộn gì cũng bị gai đâm bị thương, có một số gai còn có độc nữa chứ. Phạm Duệ Hằng cũng cười. Ha ha, cũng là thanh niên các cậu tốt, tôi già rồi. Cảm thán một câu, mới tiến vào chính đề. Hoàn cảnh thành phố Lăng quả thật hơi phức tạp,
có một tên Nga Ni Trần ở thành phố Lang rất huy phong, có phải hay không? Cậu chỉ gã một trận cũng coi như chút giận rồi, hết giận rồi, nên làm việc bình thường thì cứ làm việc bình thường, có một số việc thấy có chuyển biến tốt thì hãy thu tay, đừng làm lớn. Làm lớn quá, đối với ai đều không có lợi. Giọng điệu rất là miêu tả sơ lược, khiến trong lòng Hạ Tưởng ít nhiều có chút không dễ chịu, dù sao Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh đều đã công khai, Thường Quốc Khánh là xúi dục giết người, đối với hung thủ giết người còn phải giơ cao đánh khẽ, pháp luật ở nơi đâu. Hơn nữa mà Dương Thiên tham ô nhận hối lộ là chuyện có thật vô cùng xác thực, một số lượng rất lớn, hắn đã nắm giữ chứng cớ trong tay, Phạm Duệ Hằng hỏi cũng không hỏi vấn đề ma Dương Thiên nghiêm trọng cỡ nào, trực tiếp kêu hắn thu tay lại, cũng khiến hắn đối với con người Phạm Duệ Hằng có thêm một tầng nhận thức. Lập trường công chính cơ bản nhất mà cũng muốn hướng ân tình nhượng bộ, Phạm Duệ Hằng cũng sắp sửa đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, cách làm của y khiến Hạ Tưởng hơi hơi thất vọng. Diệp Thạch Sinh tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng ít ra trên vấn đề trái phải rõ ràng, kiên trì một nguyên tắc mà bí thư tỉnh ủy nên kiên trì, phải biết một bí thư tỉnh ủy chính là đại biểu tính công chính và nghiêm túc của đảng và quốc gia. Hạ Tưởng cúi đầu không nói, hắn trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nói. Chủ tịch tỉnh Phạm, có câu này tôi muốn hướng ngài nói rõ, căn cứ lời khai Thường Quốc Khánh, vấn đề ma Dương Thiên rất nghiêm trọng, gã ta liên quan tới số tiền rất lớn hơn 10 triệu tệ, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Sự thật rõ ràng, có giấu cũng không giấu được. Phạm Duệ Hằng sửng sốt, cũng trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên lắc lắc đầu. Có đôi khi, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu là Trung ương có người lên tiếng, nói là đụng vào ma Dương Thiên cũng không dễ, sự tình tới Thường Quốc Khánh là dừng. Đương nhiên, có người cũng sẽ nhận ân tình này của cậu. Đường đường chủ tịch tỉnh cũng nói ra lời nhờ vả, cũng quả thật đã rất nể mặt Hạ Tưởng. Đổi người khác, khẳng định sẽ rút tay đúng lúc, vừa có thể lấy lòng lãnh đạo Trung ương sau lưng, lại có thể khiến trên mặt bí thư tỉnh ủy tương lai sáng sủa. Người làm quan, ai cũng rất rõ quan hệ lợi hại trước mắt, huống chi người thông minh như Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại vẫn chần chừ một chút. Chủ tịch tỉnh Phạm, sự tình đã tiến vào giai đoạn tư pháp. Ngụ ý là, hắn không tiện trực tiếp nhúng tay thẩm vấn. Phạm Duệ Hằng rốt cục lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Lộ Hồng Chiêm tuy rằng là nhân vật số một cục công an thành phố, nhưng y hiện tại ở cục công an thành phố có đạp cũng không ra được, ngược lại lời của cậu có tác dụng hơn. Một câu ám chỉ của cậu, nhẹ tay một chút, sự tình còn lại không cần phải xen vào, trực tiếp để Lộ Hồng Chiêm tiếp nhận là được. Hạ Tưởng hiểu ý Phạm Duệ Hằng là để Lộ Hồng Chiêm tiếp quyền, sau đó thì phản cung, hắn trong lòng mơ hồ có lửa giận thiêu đốt, Phạm Duệ Hằng rất không có một lập trường khách quan công chính mà chính trị gia nên có. Vì ích lợi cá nhân, không ngờ trực tiếp lấy thân phận chủ tịch tỉnh hướng hắn tạo áp lực, quả thật thủ đoạn hơi không đủ phong độ. Hạ Tưởng cũng không mềm không cứng đáp trả một câu. Chủ tịch tỉnh Phạm, xin ngài hiểu cho chỗ khó xử của tôi, mà Dương Thiên trực tiếp phái người từ Bắc Kinh đến thành phố Lang, muốn tôi chết, tôi đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng là vẫn muốn đi theo trình tự bình thường, để lại chút mặt mũi cho ông ta. Phạm Duệ Hằng biến sắc. Giọng điệu còn có chút không tốt. Hạ Tưởng, cậu và Phạm Tranh quan hệ vẫn rất tốt, tôi cũng coi cậu là bạn bè, cho nên mới nói lời thấm thía mà khuyên nhủ cậu. Hậu thuẫn ma Dương Thiên rất cứng, cậu không thể trêu vào. Cậu hiện tại có thể không nghe lời của tôi, nhưng nếu chẳng may có chuyện lớn gì phát sinh, tôi cũng không giúp được cậu. Rời khỏi văn phòng Phạm Duệ Hằng, tâm trạng Hạ Tưởng không tốt lắm. Thái độ Phạm Duệ Hằng rất rõ ràng, Hạ Tưởng không thu tay. Y không bắt buộc, nhưng nếu bên Bắc Kinh tạo áp lực xuống tỉnh ủy, y cũng không giúp Hạ Tưởng. Cũng là nể mặt Phạm Tranh, nếu không Hạ Tưởng cũng biết rõ, Phạm Duệ Hằng nói không chừng có thể ngay tại chỗ nổi giận với hắn. Tới văn phòng Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng đem tình hình vừa nói ra, Tống Chiêu Độ ha hả cười, khuyên giải an ủi Hạ Tưởng. Không cần nản lòng, có áp lực mới bình thường, không có áp lực, mới không bình thường. Chờ vị trí cậu cao thêm một cấp, thì sẽ hiểu rõ. Đứng càng cao, gió càng mạnh, chỗ cao lạnh lẽo mà. Rồi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Ý của cậu là, đánh rắn phải đánh dập đầu. Nên dũng cảm đuổi sát kẻ thù đang tra đảo, mà Dương Thiên nếu không xuống ngựa, đánh rắn không chết khẳng định sẽ bị cắn ngược lại. Tống Chiêu Độ gật gật đầu, vẻ mặt chắc chắc nói. Đừng ở trước mặt tôi mặt mày nhăn nhó, tôi biết cậu khẳng định đã nghĩ xong đối sách, nói xem. Chuẩn bị ứng đối áp lực thế nào đây?
Hạ Tưởng liền cười. Không giấu ngài, thật đúng là chưa nghĩ ra, bởi vì vẫn chưa biết đối phương xuất chiêu như thế nào. Kỳ thật hắn cũng đã làm tốt hai tay chuẩn bị, sở dĩ giấu giếm không nói, cũng là tạm thời không muốn lộ ra quá nhiều. Tuy nhiên khiến hắn thật không ngờ tới chính là, tỉnh ủy, đột nhiên có biến cố nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chương 852, giao dịch, bố cục tất thắng. Tống Chiêu Độ lại đổi một vẻ mặt nghiêm túc. Động tác phải nhanh chút, nếu không có thể sẽ có lực cản lớn hơn nữa. Cậu không phải vẫn luôn muốn biết ai sẽ tiếp nhận Thôi Hướng sao? Hiện tại có tin tức truyền ra có khả năng là Mai Thái Bình. Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ phó bí thư cũng không có gì bất ngờ, đối với Hạ Tưởng mà nói cũng không phải là tin tức quá xấu, nhưng thấy Tống Chiêu Độ vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền biết, sự tình hỏng ngay chỗ ứng cử viên tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ. Ai là cán bộ đảm nhiệm trưởng ban tổ chức tiếp theo? Hạ Tưởng nói một câu liền hỏi ngay điểm mấu chốt. Sau khi bộ máy tỉnh ủy điều chỉnh, sự cân bằng quyền lực sẽ phát sinh biến hóa rõ rệt. Tống Chiêu Độ không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, mà là chậm rãi nói chuyện, nói về thế cục tỉnh Yến sau này. Thế cục tỉnh Yến sẽ càng phức tạp, thế lực khắp nơi sẽ càng phân tán, cũng là Trung ương có ý muốn cân bằng thế cục tỉnh Yến, phòng ngừa việc làm trọng đại của một nhà độc đại, cũng có liên quan đến vòng kinh tế Bắc Kinh sắp đưa lên chương trình. Có lẽ là nguyên do sắp tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, theo Hạ Tưởng thấy, Tống Chiêu Độ so với trước kia ít nói, cũng đã thoải mái hơn. Hơn nữa còn chủ động hướng hắn tiết lộ ra một số vấn đề, là một biến hóa đáng mừng. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có khả năng sẽ do Mã Tiêu tiếp nhận chức vụ. Hạ Tưởng quả thật giật mình kinh hãi, Mã Tiêu là trưởng ban tuyên giáo, là dòng chính phó gia. Y ở ban tuyên giáo còn đỡ, một khi quản lý ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quyền lực tăng nhiều, nhất là ở dưới tình hình Mã Tiêu đối với hắn rất có thành kiến, với hắn mà nói quả thật là tin tức vô cùng tồi tệ. Tạm biệt Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng chỉ kịp về nhà nhìn thoáng qua, ngồi được 2 tiếng đồng hồ, thì lại trở về thành phố Lang. Hiện tại thế cục thành phố Lang đang ở kỳ biến chuyển mấu chốt, không thể có chút qua loa, trước khi tất cả được xác định, thành quả thắng lợi nắm chắc trong tay cũng rất có khả năng chớp mắt thành thất bại, cho nên, ngàn vạn lần không thể sơ suất làm hỏng việc lớn. Hiện tại thái độ tỉnh ủy không rõ, Trung ương đã có người ra tay tạo áp lực, tình thế so với trong tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn. Tuy nhiên đối với thế cục tỉnh ủy về sau, Hạ Tưởng cũng không lo lắng giống suy nghĩ của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng có lòng tin ứng phó được cục diện Mã Tiêu tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ sau này, hiện tại phó gia tại tỉnh Yến đang suy tàn, Mã Tiêu một người một cây chẳng chống vững được nhà, huống chi lại là Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ phó bí thư, Mã Tiêu muốn làm gì thì làm, chắc chắn không được một cửa của Mai Thái Bình đây. Bởi vì y không có sự tự tin và thủ đoạn chính trị như của Mai Thái Bình. Thế cục ở tỉnh tạm thời không đề cập tới, thế cục thành phố Lang lại vô cùng tinh tế. Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh đã bị Viện Kiểm sát thành phố chính thức bắt giữ, đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị khởi tố, đây chỉ là trình tự mặt ngoài, người chủ sau màn do hai người âm thầm khai ra chủ mới là chỗ quan trọng của vụ án. Hai người muốn phải tuyên án thì rất dễ, nhưng sống chết hai người không quan trọng, mà vụ án trọng đại do bọn họ dẫn phát, mới là tiêu điểm mọi người hướng ánh mắt vào. Lúc trước do Hạ Tưởng dẫn phát một cuộc hành động bắt giữ với thanh thế to lớn, hiện tại trên cơ bản đã không còn trở thành tiêu điểm được mọi người nghị luận, hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng trên phương diện rốt cuộc xử trí Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh như thế nào, bởi vì, khởi tố và phán quyết đối với hai người, biểu tượng thắng lợi cuối cùng mà Hạ Tưởng có thể lấy được hay không. Nếu Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh rất nhanh liền tiến vào giai đoạn công tố, cũng bị kết án, sau đó không có câu dưới. Liền biểu thị hành động oanh oanh liệt liệt của Hạ Tưởng, đầu voi đuôi chuột, chẳng khác gì người khác đánh hắn một quyền, hắn chỉ trả lại một cước, không trả thêm một đao. Nếu Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh luôn nằm trong giai đoạn thẩm vấn, dẫn mà không phát bị khống chế, liền chứng minh trận đọ sức sau lưng vẫn đang tiếp tục. Thành ủy thành phố Lang, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, chính là xem Hạ Tưởng còn tiếp tục thi triển thủ đoạn gì nữa. Hạ Tưởng lại khiến mọi người thất vọng, hắn toàn bộ tinh thần chỉ chú tâm vào công việc chức trách, cùng bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn thị sát dự án khu đại học, cùng Dương Uy thị sát khoảng đất du lịch nông nghiệp. Dưới sự đốc thúc của hắn, hai khoản đầu tư nhanh chóng được chứng thực, rất nhanh khoản kinh phí đầu tiên đã giao đúng kỳ hạn. Sau đó không lâu, Hạ Tưởng lại làm ra một hành động trọng đại, tuyệt bút phung lên,
từ trong tài chính chuyên môn của Cục Công an thành phố lấy ra kinh phí làm việc 2 triệu tệ, dùng để cải thiện điều kiện làm việc của Cục Công an thành phố, nhưng người sáng mắt đều thấy, chuyên khoản quả nhiên chiếm được chuyên dụng, đều rơi xuống trên đầu những cảnh sát lập công trong hành động trọng đại lần trước, hễ là thân tín lộ hồng chiêm, gần như không có được một chút lợi ích thực tế nào. Ai gần ai xa, vừa nhìn thấy ngay. Lộ hồng chiêm cũng chỉ có thể hờn dỗi vu vơ, quyền lực nắm giữ trong tay Hạ Tưởng, hiện tại Cục Công an thành phố lại có thêm một phó cục trưởng Lịch Phi, càng làm cho y có giác bó tay bó chân. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đang mong chờ kết cục của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, thì giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần, lại xảy ra xung đột mới, nguyên nhân gây ra là bởi vì Trần Đại Đầu. Trần Đại Đầu ở hiện trường mặt sẹo nhảy lầu bị bắt, bị thương nặng nằm viện, sau một thời gian, thương thế tốt lên, liền bị chuyển giao tới trại tạm giam. Nếu là thời điểm Long Khổng đảm nhiệm phó cục trưởng, Trần Đại Đầu khẳng định có thể đã được hưởng ưu đãi, nhưng hiện là Lịch Phi nắm vai trò chủ đạo trong công tác trại tạm giam, ngày tháng Trần Đại Đầu ở trại tạm giam, không dễ chịu chút nào. Nga Ni Trần cho rằng y đưa Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nên nhận ân tình của y, liền gọi điện thoại hướng Hạ Tưởng xin tha, để Hạ Tưởng giơ cao đánh khẽ, thả Trần Đại Đầu. Hạ Tưởng lại không đồng ý, nói là vụ án trước khi chưa kết án không thể thả người, hết thảy dựa theo trình tự mà đi. Nga Ni Trần giận dữ, lại tìm Lộ Hồng Chiêm, muốn Lộ Hồng Chiêm làm chút việc. Lộ Hồng Chiêm liền tự mình ra mặt, yêu cầu chiếu cố thích hợp nhất định cho Trần Đại Đầu. Kết quả lúc ấy sở trường đã đáp ứng xong, đợi gã vừa đi, lại trở về như cũ, khiến cho Lộ Hồng Chiêm giận không thể át, tuyên bố phải loại bỏ sở trường. Sở trường liền hô hào oan uổng, nói là người cấp dưới làm việc bất lực, y quả thật đã có dặn dò xuống dưới. Lộ Hồng Chiêm cuối cùng vẫn là không khiến sở trường mất chức, dù sao sự tình có chút không thể lên mặt bàn, dễ dàng lọt vào miệng người đời. Y biết rõ. Cho dù y có thể nắm trong tay một phần lực lượng bậc trung của Cục Công an thành phố, nhưng nhân viên làm việc cụ thể cấp thấp đều bị Anh Thành và Lịch Phi từ từ thu nạp, y thân là cục trưởng, cũng không thể từng người một đi lôi kéo cảnh sát cấp cơ sở. Nga Ni Trần cho rằng Hạ Tưởng quá bạc tình, một chút mặt mũi cũng không nể tình, liền dưới cơn giận dữ, tự mình ra mặt mời Hạ Tưởng giáp mặt đàm phán, Hạ Tưởng cũng không cự tuyệt, vui vẻ dự tiệc. Địa điểm gặp mặt vẫn là ở gian phòng số 1 chữ Thiên của Kinh Tiên Cư. Hạ Tưởng không mang theo thư ký, lại dẫn theo Dương Uy, bởi vì Dương Uy lo lắng an toàn của Hạ Tưởng, lại muốn bản thân có chút hiểu biết về con người Nga Ni Trần, liền đề xuất muốn cùng Hạ Tưởng tới đó. Hạ Tưởng cũng không cự tuyệt ý tốt của Dương Uy, hiện tại Tiêu Ngũ bị thương nặng chưa tỉnh, Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang lại không tiện ra mặt bọn họ, nếu ra mặt, đánh mặt thì sẽ đánh tới rất trực tiếp, vẫn là hàm xúc một chút thì tốt hơn. Dương Uy đề xuất đưa Hồng Y Y đến dự tiệc, Hạ Tưởng suy ngẫm, cảm thấy có thể tiện cho việc làm nổi bật bầu không khí, nên cũng đồng ý, cho nên khi Hạ Tưởng, Dương Uy và Hồng Y Y ba người đi vào gian phòng Kinh Tiên Cư, khiến cho Nga Ni Trần không nghênh đón bên ngoài vừa thấy được, sắc mặt liền tái đi. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Y mời Hạ Tưởng dự tiệc, thương lượng vấn đề Trần Đại Đầu, Hạ Tưởng chẳng những mang người ngoài đến, hơn nữa còn có một phụ nữ đi theo. Rõ ràng là cách làm không coi y ra gì, khiến cho y rất là không vui. Hạ Tưởng thấy rõ Nga Ni Trần không vui, cũng không để ý. Nga Ni Trần chỉ phái lão tặc ở bên ngoài tiếp hắn, cũng là sĩ diện. Đã có chuyện nhờ và hắn còn muốn sĩ diện, hôm nay cho Dương Uy đi theo còn dẫn theo Hồng Y Y, thật đúng là đi đúng một nước cờ. Hạ Tưởng giới thiệu Dương Uy và Nga Ni Trần quen biết nhau, Nga Ni Trần cũng nghe nói qua biệt danh của Dương Uy, miễn cưỡng cười. Hóa ra là tứ đại hoa thiếu gia, hâm mộ đã lâu, hâm mộ đã lâu. Nào dám, Dương Uy một bên làm bộ khách khí, một bên ở trên mông Hồng Y Y dùng sức vỗ mạnh một cái. Chỉ là hư danh, đã khiến chủ tịch Trần chê cười. Hồng Y Y vô cùng phối hợp mà yêu kiều cười một tiếng. Đáng ghét, tối hôm qua sờ soạng một đêm, còn chưa sờ đủ sao. Hoa nhài vàng, bạc cũng ở đây. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, xoay đầu đi. Nga Ni Trần sắc mặt từ tái biến thành tím, lại không tiện trực tiếp mở miệng nói gì, đành phải phụ họa cười. Chủ tịch Dương đến thành phố Lang đầu tư du lịch nông nghiệp, ánh mắt vượt mức quy định, chúc cho chủ tịch Dương thành công. Dương Uy liền theo lời Nga Ni Trần nói tiếp. Ánh mắt của phó thị trưởng Hạ không sai được, do anh ta nhìn xa trông rộng mà dẫn dắt tôi đi tới, thành công rồi, là công lao anh ta. Thất bại.
là tôi kinh doanh không tốt. Khi nói chuyện, ánh mắt y có ý trong vô ý mà quan sát hoa nhài vàng, bạc vài lần. Đã lâu được nghe Chủ tịch Trần có hai đứa con gái như hoa như ngọc, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đúng là người đẹp quốc sắc thiên hương tìm khắp Bắc Kinh cũng không ra như thế. Hàn huyên vài câu qua đi, Nga Ni Trần cố ý không muốn đi vào chính đề, hạ tưởng biết rằng y kiêng rẻ Dương Uy, liền nói. Dương Uy không phải người ngoài. Dương Uy thật đúng là không xem mình như người ngoài. Không sợ Chủ tịch Trần biết, Thường Quốc Khánh là do chính tôi lôi được gốc gác của gã ở Bắc Kinh. Hạ tưởng cũng không ngờ Dương Uy sẽ chủ động nói ra việc này, hắn cho rằng vẫn là che giấu thì thích hợp hơn, để tránh Nga Ni Trần âm thầm trả thù Dương Uy. Không ngờ Dương Uy chủ động mở miệng nói ra, cũng là hướng hắn tỏ lòng nương tựa kiên định, một tầng hàm nghĩa khác là, không sợ Nga Ni Trần trả thù. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Nga Ni Trần liền sắc mặt đại biến, cười lạnh một tiếng. Chủ tịch Dương, thủ đoạn hay, bản lĩnh tốt, Trần mỗ ghi nhớ ở trong lòng. Hạ tưởng thấy so chiêu đã xong, thấy thời cơ đã chín mùi, trực tiếp tiến vào chính đề. Chủ tịch Trần, có chuyện nói thẳng, hôm nay gặp mặt, vừa không vì ăn cơm, cũng không vì thưởng thức hoa nhài vàng, bạc, vẫn là có một nói một thì tốt hơn. Hoa nhài vàng hừ một tiếng. Phó thị trưởng Hạ, đừng tưởng rằng anh vừa đẹp trai vừa nam tính, kỳ thật chị em chúng tôi đều không thích anh, còn rất hận anh. Lời hoa nhài vàng nói, dễ hiểu mà ngây thơ, liền lập tức chọc cho Hồng Y Y khanh khách cười không ngừng. Hồng Y Y ánh mắt cay độc, liếc mắt nhìn hoa nhài vàng, bạc thuần khiết chưa trải sự đời một cái, nói. Em, lời của em là nói ngược rồi, một người con gái nếu như yêu một người đàn ông, bình thường là bắt đầu từ hận anh ta trước. Cẩn thận một chút, em càng hận anh ta, về sau sẽ càng thích anh ta, thích tới vào trong xương tủy, khiến em như bị ngàn bộ vuốt đâm vào tim. Hơn nữa chị nói cho em biết, Phó thị trưởng Hạ là người đàn ông tốt thiên hạ hiếm có, em ngươi một khi thích anh ta, cả đời đều không bỏ xuống được, khiến cô em đau khổ suốt đời. Hoa nhài vàng xấu hổ. Ai là em cô, nói bậy bạ ai sẽ thích hắn, ăn nói lung tung. Thái độ thẹn thùng của cô, càng xinh đẹp hơn bình thường, làm cho người ta chỉ cảm thấy mùi hương lan tràn khắp phòng. Nga Ni Trần trong lòng điên tiết, hạ tưởng đúng là tay cừ, ở đâu tìm được một người phụ nữ cực phẩm đến quấy rối, cố ý châm ngòi thổi gió có phải không? Nhưng y là chủ, thì càng cần phải có phong độ, đành phải ho khan một tiếng. Phó thị trưởng Hạ. Anh tôi và mặt sẹo không có qua lại gì, anh ấy chỉ bị cái thích uống rượu, cùng mặt sẹo là bạn rượu, chuyện của mặt sẹo, anh ấy không hề biết đến, đầu óc lại có chút ngu ngơ, ngài nói, cần gì phải làm khó làm dễ với người ngốc như anh ấy chứ? Ngài có giận gì, thì cứ giận tôi thôi. Hạ tưởng ha hả cười. Tôi là có giận, nhưng cơn giận đối với Chủ tịch Trần đã nguôi ngoai rồi, còn cơn tức bây giờ, là nhằm vào người khác. Nga Ni Trần liền hiểu là chuyện gì. Ý của Phó thị trưởng Hạ chỉ Ma Dương Thiên. Hạ tưởng gật đầu. Chủ tịch Trần là người thông minh, tôi cũng không nói nhiều, nếu Trần Đại Đầu có thể cung cấp một số chứng cứ của Ma Dương Thiên, liền có biểu hiện lập công chuộc tội, khoan hồng cũng dễ dàng hơn. Nga Ni Trần sau một lúc lâu không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà hết nửa ngày, rơi vào trầm tư. Hoa nhài vàng, bạc dưới tình huống bình thường đều sẽ ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, ngoại trừ màu sắc áo khoác ngoài. Quần áo bên trong từ kiểu dáng đến màu sắc đều giống hệt nhau. Các cô ở trong phòng thì cởi áo khoác ra, nếu không phải biết trước là ai với ai, khẳng định sẽ nhận lầm người. Hồng Y Y cũng không biết làm cách nào mà phân được rất rõ, chỉ chốc lát sau liền cùng hoa nhài vàng, bạc nói to nói nhỏ, cùng nói chuyện riêng tư của phụ nữ, còn thỉnh thoảng cười ra tiếng nữa chứ, khiến cho hạ tưởng âm thầm khen Hồng Y Y cũng có chỗ hơn người, ít nhất lực hấp dẫn không tầm thường. Không ngờ có thể khiến hoa nhài bạc luôn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo cũng phải tò mò, cùng Hồng Y Y không ngừng nói to nói nhỏ. Hạ tưởng cũng không để ý tới vẻ trầm tư của Nga Ni Trần, hắn biết Nga Ni Trần cần thời gian để tiêu hóa đề nghị của hắn, liền cùng Dương Uy vừa ăn vừa nói chuyện, không hề tự coi mình là người ngoài. Nga Ni Trần rốt cục mở miệng. Phó thị trưởng Hạ, tôi cũng nói một câu thật lòng, sự tình lần này, tôi rất có ý kiến với Ma Dương Thiên, ông ta làm việc có thiếu suy xét. Cũng không hề suy xét đến hậu quả, trước đó tôi cũng không hay biết gì. Nhưng yêu cầu của ngài quá miễn cưỡng, tôi và Ma Dương Thiên dù sao còn là quan hệ hợp tác, chuyện ném đá xuống giếng thế này, tôi làm không được. Chủ tịch Trần. Hạ tưởng biết rằng Nga Ni Trần kỳ thật lòng tin đã dao động,
hắn tiếp tục nói xoáy vào. Tôi cũng nói một câu thật lòng, mà Dương Thiên sớm muộn gì cũng rơi đài, cùng ông ta phân rõ ranh giới sớm một ngày, thì càng có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Ông cùng ông ta cũng không phải đồng minh ích lợi chia đôi, cần gì phải cố ra mặt cho ông ta. Không cần nói, chỉ riêng tổn thất cực lớn gặp phải trước kia, phó thị trưởng Ma từng có biểu hiện gì với ông không? Hiện tại lại là anh ruột của ông, bên nào nặng bên nào nhẹ, chủ tịch Trần phải suy nghĩ cho kỹ đi. Nga Ni Trần ánh mắt chớp động, dù chưa mở miệng, Hạ Tưởng cũng rõ, lời nói vừa rồi đã đánh trúng điểm yếu của y. Hiện tại Ma Dương Thiên tuy rằng vẫn chưa biểu hiện rõ ra đại thế đã mất, nhưng cho tới bây giờ Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh vẫn còn bị tạm giữ ở thành phố Lang, tỉnh ủy cũng không thúc giục mau chóng kết án, càng không đưa ra quan điểm chủ yếu, thì đủ chứng minh trên vấn đề liên quan đến Ma Dương Thiên, rồi Trung ương vẫn chưa hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, thậm chí có thể nói, tiếng nói ủng hộ xử Ma Dương Thiên theo pháp luật đang là chiếm ưu thế. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh đây dưa không quyết thế này. Liền chứng minh thanh âm phản đối vẫn là yếu thế hơn, chưa đạt đến mức độ đấu tranh chính trị, hẳn là vẫn đang dừng lại ở giai đoạn của ân tình và mặt mũi, tức là nói, chuyện Ma Dương Thiên, cuối cùng vẫn có khả năng khơi dậy một cơn gió lốc. Nga Ni Trần không phải người trong quan trường, nhưng đối với sự tình trong quan trường cũng là khá am hiểu, nếu không y cũng sẽ không có thành tựu hôm nay. Từng giây từng phút trôi qua, tâm tư Nga Ni Trần cũng càng ngày càng nặng nề, Hạ Tưởng đúng là tận dụng mọi thứ. Một Trần đại đầu cũng bị hắn lấy làm điều kiện trao đổi, đổi, thì hơi uất ức. Không đổi, càng uất ức, anh trai trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm ở thành phố Lang ở trại tạm giam bị ngược đãi, thể diện y cũng mất sạch mặc dù dưới một loạt đả kích trước đây của Hạ Tưởng, y cũng đã không còn mặt mũi rồi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vẽ mặt bình thường. Đến anh trai còn không cứu nổi, thì hoàn toàn chẳng khác gì bị thoát y vẽ mặt ở thành phố Lang. Quá là mất mặt. Nga Ni Trần ước chừng suy xét gần 10 phút, mới hạ được quyết tâm. Nếu có người đánh chủ ý vào Tiểu Mạt Tiểu Lị, tôi hy vọng Phó Thị trưởng Hạ có thể giơ tay giúp một lần. Còn nữa, bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân gần đây động tác không ít, Cục Công an nếu có thể ra mặt ràng buộc một chút, thành phố Lang mới có một hoàn cảnh bình yên. Nga Ni Trần đưa ra điều kiện cũng không quá đáng, Hạ Tưởng đáp ứng. Chủ tịch Trần, nếu ông hạn chế người của ông một chút, bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân, còn có bang Đông Bắc muốn gây sức ép tạo sóng gió ở thành phố Lang, bọn họ cũng sẽ bị đả kích mạnh mẽ. Thấy qua thủ đoạn mạnh mẽ của Hạ Tưởng, Nga Ni Trần tin rằng dưới giọng điệu miêu tả sơ lược của Hạ Tưởng, nếu ra tay, sẽ vang dội mạnh mẽ đến cỡ nào, y liền khẽ gật đầu. Trước Tết âm lịch, Phó Thị trưởng Hạ sẽ có được thứ mình muốn. Hạ Tưởng cũng gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, đồng chí Trần Đại Đầu sẽ nhận được thu xếp thích đáng. Chỉ nói thu xếp, không nói thả ra, hiển nhiên, trước khi nhìn thấy thành ý của Nga Ni Trần, Trần Đại Đầu đừng mong ra được cửa chính của trại tạm giam. Nga Ni Trần ở mặt ngoài mang vẻ mỉm cười, cùng Hạ Tưởng chạm ly, trong lòng cũng là nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Hạ Tưởng khinh người quá đáng. Hết tiệc người tan, Hạ Tưởng và Dương Uy cáo từ mà đi, Nga Ni Trần đích thân đưa đến ngoài cửa, Hoa Nhài Vàng, bạc cũng theo sát phía sau. Hoa Nhài bạc còn đỡ, cố ý đi chậm vài bước. Dường như không muốn cùng Hạ Tưởng làm bạn, Hoa Nhài Vàng lại tránh ở sau lưng Nga Ni Trần, đôi mắt đẹp vừa đen vừa sáng, âm thầm càng không ngừng quan sát Hạ Tưởng, có tò mò có tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút cảm xúc phức tạp khó tả. Hạ Tưởng vẫy tay chào Nga Ni Trần, lên xe mà đi, hắn không biết ở trong căn phòng trên lầu, Dương Bối đang đứng ngay cửa sổ, lệ rơi đầy mặt. Dương Bối biết hôm nay Nga Ni Trần mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng là vì Trần Đại Đầu. Cô liền lặng lẽ tới Kinh Tiên Cư, muốn nhìn liếc mắt bộ dáng hiện nay của Hạ Tưởng một cái. Khi cô nhìn thấy Hạ Tưởng so với trước kia càng trưởng thành càng trầm ổn, cũng có nam tính hơn, trong lòng cô lẫn lộn đủ loại cảm giác, nhớ tới Hạ Tưởng ngây ngô năm đó, nhớ tới sự yêu thương trước kia của Hạ Tưởng đối với cô, nhìn thấy thành tựu và phong thái của Hạ Tưởng, không tự chủ được liền không ngừng rơi lệ. Là hối hận hay là căm hận, có lẽ đều có, hoặc là chỉ cảm thán cuộc sống bất công. Kỳ thật cuộc sống vẫn rất công bằng, tất cả bất công đều là do một tay mình tạo thành, thật sự không thể trách được ai. Trần Đại Đầu bị bắt, Dương Bối không thể nói là vui mừng hay là tiếc hận. Trần Đại Đầu tuy rằng thường xuyên đánh cô mắng cô, nhưng dù sao cũng là người đàn ông của cô. Nhưng gã ta cũng chỉ là người chồng trên danh nghĩa pháp luật của cô mà thôi, giữa cô và gã ta, cũng chỉ có một tờ giấy kết hôn, ngoài nó ra,
vừa không có tình cảm, cũng không có sự vui vẻ trong chuyện chăn gối. Chỉ có điều dù thế nào cô cũng là người phụ nữ đã kết hôn, đã già rồi, mà Hạ Tưởng lại đang ở độ tuổi, gái đẹp bên cạnh đầy giấy, hắn hiện giờ, e là sớm đã quên mất bộ dáng của cô. Dương Bối quay đầu lại nói với sau lưng. Cô nói xem, nếu tôi bây giờ chủ động hiến thân, thì Hạ Tưởng có muốn tôi không? Chương 853, lòng người hoang mang. Ngụy Hồng Thanh đứng sau lưng Dương Bối. Ngụy Hồng Thanh thấy Dương Bối vẻ mặt đau khổ, liền khuyên cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, cùng đừng đau lòng, sự tình đã qua rồi, hơn nữa cũng không oán Hạ Tưởng, ai khiến cô năm đó không có mắt nhìn. Cho dù là tôi cũng không bênh vực cô. Cô đừng nói nữa. Dương Bối nghẹn ngào nói không ra lời. Tôi cam chịu số phận. Tôi cũng cam chịu số phận. Ngụy Hồng Thanh cũng khóc. Bối bối, cô nói Sato có thể có một ngày lương tâm trỗi dậy hay không, đến đây nhận lại tôi và con. Dương Bối lắc lắc đầu. Hắn là cầm thú, sao cô còn mơ tưởng tới hắn? Tôi khuyên cô hay là tìm Hạ Tưởng, khiến anh ấy chút giận cho cô, trừng trị Sato cho tốt. Hạ Tưởng và Dương Uy đều tự về nhà. Hắn vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, trực giác nói cho hắn biết, trong nhà có người. Hạ Tưởng đầu tiên là cảnh giác mà đứng lại một chút, lập tức trong mũi truyền đến mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, lại nhìn thấy trên sàn nhà thu dọn sạch sẽ, cùng với sofa thu xếp rất chỉnh tề, trong lòng lập tức thoải mái ra, không cần nói, là Vệ Tân. Vệ Tân vẫn nghe theo sắp xếp của hắn nằm viện quan sát, vốn ngày mai mới nên xuất viện, lại chạy ra trước một ngày, còn không chào hỏi. Chủ động chạy tới dọn dẹp nhà, còn nấu cơm trong nhà bếp truyền ra âm thanh xào rau khiến hắn tâm tư chuyển động, có một loại cảm thán lặp lại kiếp trước kiếp này. Hạ Tưởng liền miễn cưỡng ngồi vào sofa, không suy nghĩ không nói lời nào, chỉ lặng lặng mà thưởng thức sự ấm áp của giờ này khắc này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên bị thanh âm Vệ Tân làm bừng tỉnh. Này, vào cửa cũng không biết đổi giày, em vừa mới lau sạch nhà, anh cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi. Còn như trẻ con Vệ Tân vừa oán trách vừa yêu thương, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, thay hắn cởi giày, lại lấy khăn mặt nóng giúp hắn lau mặt, còn giúp hắn phủi bụi trên người, thật sự là yêu mến từng ly từng tí. Bất luận một phụ nữ nào cũng không quan tâm bằng Vệ Tân, Hạ Tưởng lại cảm nhận được tình yêu của Vệ Tân, vẫn rất cảm thán. Khi ăn cơm, Hạ Tưởng thấy Vệ Tân sau khi làm việc một phen hai gò má đỏ hồng, trải qua một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, cô không chỉ hoàn toàn hồi phục. Còn mơn mởn đầy đặn hơn, liền cảm thấy yêu thích, nói một câu. Buổi tối đừng đi, ở lại đây. Vệ Tân bỗng chốc thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn Hạ Tưởng, cổ trắng đỏ bừng, dùng sức lùa cơm vào miệng, thanh âm nhỏ như con muỗi, ừ, một tiếng. Hạ Tưởng liền cười. Ăn ít chút, đừng cố chống đỡ. Vệ Tân càng xấu hổ, lập tức đặt cái chén lên bàn. Ngay cả cơm cũng không cho ăn no, em không ở lại đâu. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, nói cái gì vậy, dường như điều kiện tiên quyết mà cô ở lại là phải ăn no vậy. Sau khi ăn xong, Vệ Tân không yên lòng mà thu dọn chén đũa, ánh mắt ngẫu nhiên tiếp xúc với Hạ Tưởng, liền lập tức mặt đỏ tai hồng mà trốn tránh, thẹn thùng vô cùng. Hạ Tưởng liền cố ý nhìn cô chằm chằm, to gan mà làm cằn nhìn ngực cô, nhìn eo cô, nhìn mông cô, dù sao bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, khiến Vệ Tân cả người phát sốt, xấu hổ mà ức. Chờ đến khi nghỉ ngơi, Hạ Tưởng lại chỉ nhẹ nhàng bế Vệ Tân một cái, đẩy cô vào một căn phòng khác, nhẹ giọng nói một câu. Ngủ ngon. Sau đó liền về tới phòng mình, khiến cho Vệ Tân lại ngơ ngẩn tại chỗ, sau một lúc lâu không biết làm gì. Cô đứng trong bóng đêm cũng không biết bao lâu, đột nhiên vui vẻ mà mỉm cười, liền đi tới trước cửa phòng của Hạ Tưởng, nhẹ nhàng gõ hai cái. Này, em đi tắm trước, có thể phải tắm một lúc lâu, anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Ngủ cho ngon. Vệ Tân thật sự đi tắm, cũng thật sự tắm rất lâu, chờ sau khi cô quấn khăn tắm đi ra rón rén mà đi đến trước cửa phòng của Hạ Tưởng, nhẹ nhàng nghe trong chốc lát, Hạ Tưởng ở bên trong ngủ rất ngon, là đang ngủ, không có giả bộ, cô không khỏi hơi có chút thất vọng, vì sao hắn lại đối với cô một chút ý tưởng cũng không có. Lại suy nghĩ một cái thì hiểu Hạ Tưởng, gần đây hắn quá bận quá mệt rồi, sự hiểm ác và tàn khốc trong đấu tranh chính trị. Cho dù là người làm bằng sắt cũng sẽ tâm lực lao lực quá độ, vẫn phải chăm sóc hắn nhiều hơn, khoan dung hắn nhiều hơn mới tốt. Tâm tư bồn chồn, Vệ Tân cũng đi vào giấc ngủ. Cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, các hãng công việc bộn bề,
Hạ Tưởng Bân tổng kết và thị sát, cũng giao cho anh Thành và Lịch Phi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn vấn đề của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, cố gắng lấy được đầy đủ chứng cứ. Anh Thành ý thức được tính nghiêm trọng vấn đề của Thường Quốc Khánh, biết chỉ dựa vào lời khai của Thường Quốc Khánh còn không đủ để lật ngã Ma Dương Thiên, liền nói ra lo lắng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bảo anh Thành không cần lo lắng, chỉ để ý chặt chẽ đến vụ án của bản thân Thường Quốc Khánh là được rồi, Thường Quốc Khánh làm mồi lửa, khẳng định có thể khiến Ma Dương Thiên chuốc họa vào thân, chẳng qua hiện tại độ lửa chưa tới. Ma Dương Thiên sụp đổ không phải chuyện dễ dàng, dù sao y là phó thị trưởng Bắc Kinh, tác động ánh mắt các nơi, Hạ Tưởng trong lòng đều biết, trước Tết nếu không có cấp trên không đưa ra chỉ thị nhanh chóng kết thúc vụ án Thường Quốc Khánh, vậy thì chứng minh sau Tết có rất nhiều việc để làm. Nếu như tỉnh ủy ra ám chỉ, vụ án của Thường Quốc Khánh có thể chấm dứt, chứng minh Ma Dương Thiên có thể tránh được kiếp nạn này. Hạ Tưởng sẽ không khiến Ma Dương Thiên thực hiện được, hắn tin tưởng Nga Ni Trần sẽ tìm được chứng cứ càng có lợi, hơn nữa hắn cũng có tiến thêm một bước tính toán, chuẩn bị vì Ma Dương Thiên đập vang chuông tang. Thường Quốc Khánh nhả ra tiền ăn hối lộ dùng để chi trả nợ lương nông dân vui vẻ mà về nhà ăn Tết, hơn nữa được Phó Thị trưởng Hạ hứa hẹn, sau Tết khu đại học sẽ khởi công trùng kiến. Tất cả nông dân đều có thể có một công việc để làm, hơn nữa cam đoan đúng hạn phát lương, tuyệt không khất nợ. Nhạn Cửu cũng vô cùng cảm ơn, đối với con người của Phó Thị trưởng Hạ vô cùng kính nể. Tin đồn về vụ án có liên quan Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh tại thành ủy thành phố Lang cũng so với trước kia ít đi rất nhiều, bởi vì gần tới đầu năm, rất nhiều người đều bận ăn Tết, đối với tâm tư hỏi thăm sự tình sẽ phai nhạt rất nhiều. Nhưng không hỏi thăm không phải là không có lòng hiếu kỳ. Trước Tết an ủi và thăm viếng cán bộ lão thành đã gây ra một tin đồn không lớn không nhỏ, Phó Thị trưởng Thường trực Thụy Căn và Phó Thị trưởng Thường trực Hạ Tưởng đã cãi nhau. Kỳ thật nói là cãi nhau, chuẩn xác mà nói là Thụy Căn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc mà tiến hành phê bình giáo dục đối với Hạ Tưởng. Nguyên nhân của sự việc là Hạ Tưởng đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đến nhà Thụy Căn thăm hỏi ông ta, Thụy Căn coi như khách khí mời Hạ Tưởng vào ngồi, còn khiến bà xã pha trà ngon nhất cho Hạ Tưởng. Bắt đầu nói chuyện. Đang nói chuyện thì nói tới thế cục thành phố Lang, lúc đầu Thụy Căn còn duy trì bình tĩnh, đang nói thì đột nhiên kích động lên, vô cùng nghiêm khắc mà chỉ trích Hạ Tưởng tuổi trẻ khí thịnh, vừa tới thành phố Lang thì làm cho thành phố Lang long trời lở đất, phá hủy cục diện đoàn kết yên ổn của thành phố Lang, nếu kinh tế thành phố Lang bởi vậy trì trệ không tiến, Hạ Tưởng chính là đầu sỏ lớn nhất. Hạ Tưởng quả thật có kiềm chế, dưới sự giáp mặt chỉ trích giọng điệu không tốt của Thụy Căn, vẫn như cũ duy trì vẻ mặt cười thản nhiên, không bội không nóng này, vẫn nghe Thụy Căn dùng nghĩa chính ngôn từ nói hết nửa tiếng, hắn mới mở miệng. Phó Thị trưởng Thụy, thế cục thành phố Lang không phải bởi vì tôi đến mới đánh vỡ, mà vẫn luôn bên bờ bị đánh vỡ, chẳng qua mọi người đều bịt tai trộm chuông tự lừa dối mình, không lừa dối được người không dám nói ra thôi. Giống như câu chuyện bộ đồ mới của vua, tôi chỉ là đứa trẻ dám nói lời thật mà thôi. Thụy Căn nói nửa ngày, thấy Hạ Tưởng một chút cũng không buồn bực, cho dù có tức giận thế nào, đối mặt với một tượng đất cũng là có lực không thể dùng, ông cũng rất là khâm phục sức kiềm chế của Hạ Tưởng, đổi lại là một người nào khác, bị một phó thị trưởng thường trực đã lui xuống chỉ trích, không phải tay áo bỏ đi là tốt rồi, nói không chừng còn có thể giáp mặt đáp lễ ông không biết tốt xấu. Thụy Căn dùng sức hít sâu, đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng một cái. Phó thị trưởng Hạ, vừa rồi lời của tôi tuy rằng khó nghe, nhưng là lời tâm huyết. Cậu có thể nghe được là tốt nhất, nghe không lọt thì coi như tôi không có nói. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nói thêm vài câu, người trẻ tuổi, khi đi đường phải một dừng hai nhìn ba thông qua, thứ nhất mới có thể không bị chướng ngại vật dưới chân làm té ngã, thứ hai sẽ không bị xe bên đường đụng phải, thứ ba mới có thể làm tốt công tác bổn phận ở thành phố Lang. Lời nói của Thụy Căn đều là đạo lý lời lẽ tầm thường, không có ý mới, Hạ Tưởng cũng là tạm thời nghe. Hắn cũng nghe ra. Vừa rồi Thụy Căn dường như nổi giận, ở trước mặt hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trên thực tế, Thụy Căn người già thành tinh đang diễn trò, không phải diễn cho hắn xem, là diễn cho các thị ủy và những người khác cùng đến với hắn xem. Cho nên Hạ Tưởng cũng rất có kiên nhẫn mà nghe, không có lộ ra chút bất mãn. Cùng hắn đến thăm hỏi Thụy Căn có Lý Tài Nguyên và một đồng chí của văn phòng thành ủy, còn có mấy người hộ tống, nói vậy cũng là dụng ý mà Thụy Căn cố ý khoa trương biểu diễn. Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi đối với lời nói của Thụy Căn. Đồng chí Lão Thành nói về kinh nghiệm cũng có chỗ có thể tham khảo, cảm ơn Phó Thị trưởng Thụy nhắc nhở. Thụy Căn cười ha hả vài tiếng. Người trẻ tuổi,
cơn tức lớn hơn một chút cũng bình thường, tôi có một biện pháp tốt, dù sao có tác dụng với tôi, không biết đối với phó thị trưởng Hạ có tác dụng hay không. Trước khi gặp đại sự, trước tiên bình tĩnh một chút, nếu bình tĩnh không được thì tưới hoa, cắt lá, kiên trì nửa giờ, có thể tâm bình khí hòa. Một người chỉ có tâm bình khí hòa làm ra quyết định, mới lý trí nhất, cũng chính xác nhất. Rời khỏi nhà Thụy Căn, Hạ Tưởng cân nhắc hàm nghĩa trong lời nói của Thụy Căn, hiểu ý mà mỉm cười. Thụy Căn đứng thẳng trước sóng gió ở thành phố Lang nhiều năm, cũng là nhân vật gây sóng gió, làm sao nhất thời không khống chế được nổi giận với phó thị trưởng thường trực đến thăm hỏi ông. Khẳng định là có dụng ý khác, cho dù Hạ Tưởng sớm biết Thụy Căn không phải là nhân vật thực quyền, nhưng cũng không cho thấy Thụy Căn không phải người thông minh. Nuôi hoa cảnh, trọng điểm là rơi xuống Thu Hải Đường trong văn phòng, xem ra, Thụy Căn cố ý giữ lại Thu Hải Đường khẳng định có bí mật. Trở lại thành ủy, Hạ Tưởng lại vây quanh Thu Hải Đường vòng qua vòng lại, nhìn nửa ngày, giống như trước đây, không bắt được trọng điểm, trong lòng đã nghĩ Thụy Căn cũng là muốn cố làm ra vẻ huyền bí, lại không nói rõ bí mật chôn giấu ở đó, làm cho người ta say mê là có ý gì. Lại nghĩ, có lẽ ông có nỗi khổ bất đắc dĩ cũng chưa biết. Đang lúc Hạ Tưởng chuẩn bị tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu bí mật Thu Hải Đường, ý nghĩ của hắn lại một lần bị cắt ngang, Lý Tài Nguyên gõ cửa tiến vào. Phó thị trưởng Hạ, có người đưa tới một phần tài liệu, nói là được Nga Ni Trần nhờ vả. Hạ Tưởng vui vẻ. Mau đem tới. Lý Tài Nguyên đem tài liệu đưa cho Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt vui mừng, trong lòng còn buồn bực, Phó thị trưởng Hạ luôn luôn khá trấn tĩnh, hôm nay vì sao cao hứng như vậy? Hạ Tưởng cao hứng là có nguyên nhân, bởi vì tài liệu Nga Ni Trần đưa tới, khẳng định là chứng cứ phạm tội của Ma Dương Thiên với quan hệ chặt chẽ giữa Nga Ni Trần và Ma Dương Thiên. Gã ra mặt tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Ma Dương Thiên, chẳng những tỉ mỉ, hơn nữa khẳng định vô cùng xác thực. Hạ Tưởng mở ra nhìn một cái, chỉ đơn giản lướt qua vài lần, trong lòng chắc, có chứng cứ này trong tay, cho dù không thể phán Ma Dương Thiên tù chung thân, cũng khẳng định có thể làm cho Ma Dương Thiên sụp đổ. Nga Ni Trần, xem như dụng tâm, vì cứu anh ruột của gã, phỏng chừng cũng là gây nên sự kiện tai nạn giao thông rắc rối cho Ma Dương Thiên, cuối cùng làm liên lụy gã. Rất là bất mãn, lần này ra tay, gã cũng là hạ độc thủ. Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại gọi cho anh Thành. Sếp anh, vấn đề Trần Đại Đầu nếu không nghiêm trọng thì thả người. 2 giờ sau, Trần Đại Đầu bị Nga Ni Trần phái người đón đi. Nga Ni Trần thấy Trần Đại Đầu cơ bản không có chịu khổ trên da thịt, ở trại tạm giam cũng coi như được thoải mái. Tuy rằng gã rất bất mãn với việc Hạ Tưởng mượn cơ hội gây khó dễ cho gã, nhưng thấy đại ca coi như đã được đối đãi tốt. Cũng hơi bình ổn tức giận. Đương nhiên Nga Ni Trần sẽ không bởi vậy có cảm kích gì đối với, giữa gã và Hạ Tưởng vẫn là đối thủ, lần này bị bắt cung cấp tài liệu của Ma Dương Thiên cho Hạ Tưởng, cũng là vì cứu đại ca, đồng thời cũng muốn âm thầm trả thù. Ma Dương Thiên quả thật không có nói qua một câu xin lỗi với gã về sự kiện bị đập, cũng không đề xuất qua chuyện bồi thường cái gì, thậm chí một câu trấn an đều không có nói, khiến cho gã vô cùng bất mãn. Cho dù gã cũng biết Ma Dương Thiên có thể bởi vì Thường Quốc Khánh bị bắt, gặp phải lên án tham ô nhận hối lộ, khẳng định sứt đầu mẻ chán, cái gì cũng mặc kệ, nhưng Nga Ni Trần vẫn muốn nghe được một câu thoải mái. Nhưng không có. Gã cân nhắc, cũng cho rằng dựa vào thủ đoạn của Hạ Tưởng, khẳng định sẽ chặt chẽ quấn lấy Ma Dương Thiên, không chết không ngừng. Nếu như giữ một người sắp xuống ngựa, không bằng sau lưng đá một cước, vừa có thể giữ ích lợi của mình, lại cứu được đại ca. Càng làm cho Nga Ni Trần cảm thấy vui mừng chính là chẳng những Trần Đại Đầu được thả ra, sau đó, trong một ngày ngắn ngủi, mấy cứ điểm của bang Bắc Kinh, bang Thiên Tân và bang phía Bắc nào đó đã bị cảnh sát bưng hang ổ, bắt được mười mấy người tại chỗ, và đoạt lại rất nhiều vũ khí quản chế như dao pha. Một lần ra tay, lập tức kinh sợ thế lực ngầm, trong phạm vi thế lực của Nga Ni Trần, lập tức gió êm sóng lặng, khiến cho gã âm thầm khâm phục Hạ Tưởng quyết đoán, tàn nhẫn. Đồng thời Nga Ni Trần cũng nhận được tin tức, nói là ngôi sao ca nhạc Bắc Kinh vốn đã tính đến thành phố Lang, sau khi biết được tin tức Hạ Tưởng ra tay, lập tức hủy bỏ hành trình. Uy danh của Hạ Tưởng đã có thể kinh sợ ngôi sao ca nhạc nào đó mà ngay cả Nga Ni Trần cũng cảm thấy đau đầu phải lui bước, quả thật không giống bình thường. Vài ngày sau, bước chân của Tết âm lịch càng ngày càng gần. Tất cả mọi người hiểu được một sự thật, chính là vụ án trước Tết có liên quan Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Sẽ không có tiến triển gì nữa, kết quả cuối cùng, phải chờ tới sau Tết mới có thể tra ra manh mối.
Nhưng khiến ai đều thật không ngờ chính là, một đêm trước khi nghỉ Tết, nhằm vào vụ án Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, tỉnh ủy đột nhiên có chỉ thị mới. Tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy rất ngắn gọn, chỉ có 8 chữ. Theo nếp xét xử, tuyệt không nuông chiều. 8 chữ tuy rằng đơn giản, nhưng hàm nghĩa phong phú, trọng điểm rơi xuống, tuyệt không nuông chiều, ý nghĩa phía sau đại khái có một quan điểm chủ yếu, rất nhiều người đều đoán, chỉ sợ Ma Dương Thiên không giữ được, bởi vì tỉnh ủy không có thúc giục mau chóng kết án, cũng không có ám chỉ phải khống chế sự tình trong phạm vi nhỏ. Thành ủy thành phố Lang đang nghiền ngẫm quyết định của tỉnh ủy, không ít người đều gọi điện thoại liên tục về Bắc Kinh. Buông điện thoại, Cổ Hướng Quốc sờ sờ cái gáy, vẻ mặt ảo não, chán nản nói. Năm nay không tốt lắm. Đâu chỉ là Cổ Hướng Quốc không dễ ăn Tết, rất nhiều người đều hoảng sợ, bởi vì một tin tức đồng thời truyền ra với chỉ thị của tỉnh ủy chính là đã xác định vòng kinh tế Bắc Kinh sau Tết sẽ chính thức lên ngựa, mà thành phố Lang cũng cơ bản xác định làm thành thị thí điểm nhóm đầu tiên. Hành động này khiến thành ủy thành phố Lang lòng người hoang mang, đều đang suy nghĩ thành phố Lang của ngày mai, ngoại trừ chính trị có Hạ Tưởng mạnh mẽ can thiệp, kinh tế lại có biến động gì lớn. Hơn nữa vụ án Thường Quốc Khánh treo mà chưa giải quyết, thành phố Lang sau Tết, phỏng chừng còn có tình hình xáo trộn, sẽ không thái bình. Nhưng mà làm cho người ta càng thêm lo sợ chính là lại có một phong thanh truyền đến, có liên quan tin đồn Diệp Thạch Sinh sắp rời tỉnh Yến trở thành sự thật, Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức phụ bí thư đã thành kết cục đã định, Tống Chiêu Độ sẽ đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, đồng thời, nghe nói bộ máy tỉnh ủy cũng sẽ có điều chỉnh nhất định, tỉnh Yến, thế cục cân bằng ban đầu lại một lần nữa bị đánh vỡ. Thế cục ở tỉnh cũng sẽ ảnh hưởng triển vọng của thành phố Lang, hơn nữa vòng kinh tế Bắc Kinh một khi lên ngựa, tỉnh ủy đối với thành phố Lang chắc chắn chú ý càng nhiều, nếu tỉnh ủy mượn cơ hội nhúng tay vào thế cục thành phố Lang, triển vọng của thành phố Lang sẽ càng thêm khó bề phân biệt. Hoặc là Bắc Kinh cũng có người muốn hỏi về sự việc của thành phố Lang liền có khả năng từ bà ngoại không đau cậu không thương trước kia, lập tức biến thành miếng bánh thơm ngon. Trên thực tế biến thành miếng bánh thơm ngon cũng không phải chuyện tốt. Ủng hộ trên chính sách và tài chính sẽ không nhiều như trước kia, nhưng người khoa tay múa chân lại nhiều hơn, ngược lại công tác càng khó khai triển. Hơn nữa còn là sau khi Hạ Tưởng vừa mới đánh vỡ cân bằng của thành phố Lang, trong, có cuộc tranh đấu giữa Hạ Tưởng, Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, ngoài, có Bắc Kinh và tỉnh ủy đều có ý nhúng tay vào sự vụ của thành phố Lang loạn trong giặc ngoài, năm nay, không dễ qua. Ngay cả Ngả Thành Văn cũng phát ra cảm thán một năm không dễ qua. Hạ Tưởng lại sân vắng lững thững hơn hẳn, một chút cũng không có cảm thán một năm không tốt, đúng đó, tình hình trong năm của hắn không tồi, trước tiên là Tiêu Ngũ thức tỉnh, sau khi tỉnh lại lập tức sinh long hoạt hổ, một chút di chứng cũng không có, nếu muốn nói một vết thương mờ nhạt trên mặt cũng coi như di chứng, Tiêu Ngũ lại nói tăng thêm không ít hương vị đàn ông cho y. Tiếp theo Vệ Tân đã quay về thành phố Yến trước, và nói là sang năm lại đến đây, lúc đó cô muốn bố trí một gia đình nhỏ ấm áp, để khi Hạ Tưởng mệt nhọc thì qua đó nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc rào rạt thanh xuân của Vệ Tân, Hạ Tưởng cũng là thoải mái trong lòng, cảm thấy vui cho cô. Cuối cùng cũng có được tin tức xác thực, Tào Vĩnh Quốc qua Tết về nhà, muốn cùng Hạ Tưởng nói chuyện về một vài hướng đi của tỉnh Tây, bởi vì theo ông nói, mỏ than tỉnh Tây xuất hiện nhiệt độ quá mức, dường như có tiền nóng tràn vào, kỳ vọng Hạ Tưởng có thể vì ông phân tích một chút, cung cấp vài ý kiến mang tính xây dựng. Nếu trên đây còn không khiến Hạ Tưởng cảm thấy vui, vậy thì khiến hắn cảm thấy kỳ vọng nhất chính là qua Tết Trần Phong cũng quay về thành phố Yến một chuyến, hơn nữa Trần Phong lại có hướng đi mới, khả năng sau Tết sẽ có bổ nhiệm mới, khiến cho hắn lòng tràn đầy vui mừng, cũng không biết Trần Phong sẽ là chủ tịch tỉnh của tỉnh nào. Cửa ải cuối năm đã đến, Hạ Tưởng chú trọng sắp xếp vấn đề bảo hộ Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, Anh Thành và Lịch Phi lập hạ quân lệnh trạng, cam đoan sẽ không xảy ra sai lầm gì. Lịch Phi thậm chí còn quyết định Tết không trở về nhà, thủ vững cương vị ngay tại thành phố Lang, nhất định phải làm ra thành tích cho lãnh đạo xem. Sau đó thành ủy bắt đầu nghỉ, Hạ Tưởng đang chuẩn bị trở về thành phố Yến, đột nhiên đã xảy ra chuyện bất ngờ, viện trưởng tòa án thành phố phụ trách chủ thẩm Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh Lãnh Chất Phương đột nhiên qua đời. Chương 854, sự phát, hiểm họa chôn vùi. Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc quan hệ rất tâm đầu ý hợp. Ngay từ khi tranh chấp đất của Nga Ni Trần, thì Cổ Hướng Quốc đã ra mặt, Lãnh Chất Phương hợp tác diễn một vở kịch con báo đổi thái tử, và lại tại khi sắp đến giai đoạn thẩm vấn của Dư Kiến Thăng, Cổ Hướng Quốc cũng đã đánh tiếng trước với Lãnh Chất Phương.
yêu cầu hết sức cố gắng làm mờ nhạt đi một số tình tiết không đẹp đẽ gì ở bên trong. Lãnh Chất Phương một miệng đồng ý. Không ai ngờ đến, Lãnh Chất Phương đột nhiên chết mất, hơn nữa chết rất uất ức, rất bất ngờ. Lãnh Chất Phương bị chết bởi một quả đấm của một người. Vào lúc Lãnh Chất Phương đi chúc Tết những cán bộ lão thành, khi xe dừng lại, có xảy ra xung đột với một người thanh niên vì chỗ đậu xe, vốn dĩ dựa vào tuổi tác và cấp bậc của Lãnh Chất Phương thì không đáng chấp với một cậu thanh niên, nhưng bởi vì là bãi giữ xe của cục cán bộ lão thành, ông cảm thấy thật mất mặt, vì thế trong lúc nóng giận, trừng mắt với gã thanh niên, và thiếu chút nữa thì đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Kết quả là gã thanh niên đó lại càng nóng máu, mới mặc kệ Lãnh Chất Phương là ai, lại thêm có cô bạn gái ở bên cạnh, thế nên lửa giận lại càng dâng lên. Liền xảy ra việc đụng tay đụng chân với Lãnh Chất Phương, tiến tới xô đẩy, sau đó cả hai người đều nhất thời nóng giận, liền bắt đầu anh một đấm tôi một đá, đánh nhau loạn xạ cả lên. Lãnh Chất Phương tuổi đã gần 50, sao có thể là đối thủ của một gã thanh niên 20 tuổi. Sau mấy hồi giằng co, thì đã bị gã thanh niên đó đánh gục trên đất, thật không may mắn là đầu lại đập trúng vào cái cột sắt ở chỗ đậu xe, chết ngay tại chỗ. Đáng thương cho Lãnh Chất Phương. Đường đường là viện trưởng tòa án nhân dân trung cấp thành phố, nghe nói có cơ hội được thăng lên làm phó viện trưởng tòa án tối cao tỉnh, lại chết dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt, bình thường uy phong bát diện như y, lại vì một chỗ để xe mà chết, mà trước khi xuống suối vàng, đến tên tuổi gã thanh niên đó cũng không ai biết, thật là đáng thương. Gã thanh niên đó tên là Võ Tòng, tên của cậu ta lại hoàn toàn trùng hợp với anh hùng đánh hổ Võ Tòng. Tuyệt đối không phải là bởi vì cậu ta tên là Võ Tòng mới một đấm có thể đánh chết Lãnh Chất Phương, trên thực tế thì sức lực của cậu ta cũng không phải ghê gớm gì, bình thường cũng không có gan đánh nhau với người khác, tự dưng hôm nay lại nổi giận trong lòng, sinh ra ác tâm, huy động thiết quyền, một đấm đánh chết Lãnh Chất Phương, cũng gây phiền toái to cho thành phố Lang. Việc Võ Tòng đánh chết Lãnh Chất Phương không hề gì, nhiều lắm thì xử một tội ngộ sát, nhưng những sự việc sau khi mà Lãnh Chất Phương chết đi, lại dẫn đến hàng loạt những sự việc khôi hài và giật gân. Lãnh Chất Phương vốn vẫn được biết đến với cái danh làm việc liêm khiết, ông ta cũng một mực khiêm tốn đối xử với mọi người, danh tiếng ở trong tòa án tương đối không tồi, hơn nữa rất có danh vọng, còn được bình bầu là nhân viên tiên tiến toàn tỉnh thậm chí là toàn quốc. Nghe nói việc năm sau được cân nhắc lên tòa án tối cao tỉnh là sự thật rõ rành rành, đã thông qua sát hạch rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa, lại bị người ta một đấm đánh chết, thật là thời vận không tốt. Lãnh Chất Phương vừa chết, Võ Tòng bị bắt giữ, vẫn còn chưa kịp thẩm tra xử lý tình hình cụ thể của vụ án, thì người nhà của Lãnh Chất Phương đã đến Cục Cảnh sát thành phố nhận thi thể, lo việc hậu sự. Người phụ trách tiếp đón của Cục thành phố chính là anh Thành, bởi sự việc có liên quan đến việc hậu sự của viện trưởng, bắt buộc phải có sự có mặt của Phó Cục trưởng mới được coi là thận trọng. Điều làm cho anh Thành ngạc nhiên là y lại không nhận ra người đến nhận thi thể của Lãnh Chất Phương. Vợ của Lãnh Chất Phương là Ngô Khải Anh. Con trai là Lãnh Cống, y đã từng gặp qua, cũng coi như là quen biết, vậy tại sao người phụ nữ và đứa trẻ đến nhận thi thể lại là hai người khác? Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đứa trẻ là con gái, xưng tên là Đơn Na, là vợ hợp pháp của Lãnh Chất Phương, yêu cầu phụ trách toàn bộ việc hậu sự của Lãnh Chất Phương, tiếp nhận di sản của Lãnh Chất Phương. Anh Thành không tin lời của Đơn Na hình như đã có chuẩn bị từ trước. Lấy ra giấy đăng ký kết hôn và những bức ảnh thân mật mà cô ta chụp cùng Lãnh Chất Phương, lại còn có cả bức ảnh cả nhà ba người nữa, đủ loại chứng cứ cho thấy cuộc hôn nhân hợp pháp của Lãnh Chất Phương và Đơn Na, là quan hệ hôn nhân theo pháp luật, chứ không chỉ là hôn nhân trên thực tế. Anh Thành còn chưa kịp báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố, thì ngay sau đó, người vợ đã được công khai của Lãnh Chất Phương là Ngô Khải Anh cũng đến để giải quyết việc hậu sự, cũng yêu cầu tiếp nhận tất cả di sản của Lãnh Chất Phương. Hai người phụ nữ vừa gặp nhau đã nhìn nhau một cách giận dữ, nếu không có anh Thành can ngăn, thì sớm đã đánh nhau to rồi. Nhưng, sự tình vẫn chưa kết thúc ở đây, trong khi hai người phụ nữ đều lôi giấy đăng ký kết hôn của mình ra, đều xưng mình là vợ hợp pháp duy nhất của Lãnh Chất Phương, đều có quyền thừa kế tài sản của Lãnh Chất Phương. Một việc làm cho mọi người giật mình ngã ngửa lại xảy ra, lại có một người phụ nữ xuất hiện ở cục thành phố, cũng xưng là vợ hợp pháp của Lãnh Chất Phương. Cũng dẫn theo một đứa trẻ đến, lại lấy ra giấy đăng ký kết hôn. Ba người đàn bà thành một cái chợ, tranh cãi không dứt, loạn thành một mối bòng bong, đột nhiên, một sự việc suýt nữa làm người ta phát điên lại xảy ra, lại có một người đàn bà xuất hiện tại cục thành phố, cũng lấy ra giấy đăng ký kết hôn, cũng xưng là vợ hợp pháp duy nhất của Lãnh Chất Phương, đòi chia tài sản.
Bốn người đàn bà, bốn tờ giấy đăng ký kết hôn, bốn đứa con, bốn ngôi nhà, lãnh chất phương dưới suối vàng nếu có linh thiêng, có thể nào nghĩ ra một ngày nào đó sự việc bị bại lộ. Việc ông ta một mình lấy được bốn tờ giấy đăng ký kết hôn, tạm thời không nhắc đến, bốn người phụ nữ, bốn đứa con do một mình ông ta nuôi dưỡng, ông ta lấy tiền ở đâu ra mà lắm thế. Điều quan trọng còn là, chỉ sau khi sơ lược tìm hiểu sự tình, anh Thành đã vô cùng bất ngờ. Bốn người phụ nữ không những đều có bốn tòa nhà giá trị không xoàng, mà mỗi người mỗi tháng còn lĩnh từ tay lãnh chất phương một khoản phí sinh hoạt hơn 10.000 tệ, và lại người nào cũng có xe, cuộc sống của nhà nào cũng sung túc. Sở dĩ phải tranh nhau tài sản thừa kế, là bởi vì theo các vị ấy tiết lộ, lãnh chất phương có đến trên chục triệu bất động sản, và số tiền gửi ngân hàng cũng đến hơn chục triệu. Bọn họ tất cả đều dựa vào lãnh chất phương nuôi sống, lãnh chất phương chết đi, bọn họ không còn nơi chu cấp nữa, tranh nhau tài sản, cũng chính là tranh nhau sinh tồn. Hay cho một vị quan liêm khiết như lãnh chất phương, anh Thành nhanh chóng đem sự việc báo lên Lộ Hồng Chiêm, sự việc trọng đại, Lộ Hồng Chiêm cho dù hiểu rất rõ quan hệ mật thiết giữa lãnh chất phương và Cổ Hướng Quốc, ông cũng không dám giấu giếm bất cứ một điều gì, lập tức trình báo sự việc lên Thành ủy. Thành ủy từ trên xuống dưới, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Ngả Thành Văn ngay lúc này triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp, thông qua thảo luận, hội nghị thường vụ đều thông qua quyết định, yêu cầu nghiêm khắc khống chế lan truyền sự việc của lãnh chất phương, khống chế sự việc trong phạm vi thành phố Lang, các đơn vị truyền thông ở thành phố Lang cũng không được phép đưa tin bất kỳ một tin tức nào làm ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố. Hạ Tưởng quan sát đến vẻ mặt cực kỳ phức tạp của Cổ Hướng Quốc, hầu như không phát biểu một lời nào trong cuộc họp thường vụ, nét mặt u ám trông giống như là sắp giỏ nước ra vậy. Lẽ nào giữa Cổ Hướng Quốc và việc tham ô nhận hối lộ của lãnh chất phương, có gì liên quan đến nhau? Hạ Tưởng đoán đúng rồi, năm nay, Cổ Hướng Quốc phải sống trong lo lắng sợ sệt, bởi vì sau khi sự việc của lãnh chất phương bị bại lộ hồi cuối năm, làm cho ông cũng bắt lửa lên người, trở thành mồi lửa xung đột lớn nhất giữa ông và Hạ Tưởng. Hội nghị thường vụ vừa họp xong, thì thành phố Lang cũng chính thức nghỉ Tết, có điều, cái Tết năm nay, rất nhiều người trong thành ủy thành phố Lang đều cảm thấy rất cô vị, bởi có quá nhiều hiểm họa được chôn giấu trước Tết, ai mà biết được, đợi đến năm sau, sẽ xuất hiện biến chuyển to lớn đến thế nào. Vừa nghỉ lễ, Hạ Tưởng liền muốn cùng với Tiêu Ngũ, Phượng Mỹ Mỹ cùng nhau về thành phố Yến. Tiêu Vũ đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa rồi, nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần ngược lại càng thêm phấn chấn. Hạ Tưởng nghĩ, giữa hắn và Tiêu Ngũ, kiếp trước thân nhau như anh em, kiếp này sống chết có nhau, cũng không nói với Tiêu Ngũ lời nào khách sáo, chỉ là nói cho anh ta biết, sau này chú ý đến an toàn hơn nữa, đối xử tử tế với những người bên cạnh. Tiêu Ngũ không cảm thấy mình đã làm được điều gì, còn cảm thấy hổ thẹn vì chưa bảo vệ tốt cho Vệ Tân. Hạ Tưởng lại còn khuyên anh ta mấy câu, cho anh ta nghỉ phép, để cho anh ta quây quần cùng gia đình khi Tết đến xuân về. Hạ Tưởng cũng muốn nhân cơ hội này ở bên gia đình mình, đến nhận chức tại thành phố Lang, gió dục mây vần, thật sự là nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, trước mắt cũng coi như là tạm ổn rồi, tuy vẫn còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng rõ ràng là Ma Dương Thiên đã không thể nào trốn thoát được chế tài của pháp luật nữa rồi. Mặc dù đứng trước vấn đề của Ma Dương Thiên, cấp trên đã từng có thời gian tranh cãi và do dự, nhưng Hạ Tưởng cũng biết, thứ nhất là Ma Dương Thiên phạm tội kinh tế vô cùng xác thực, hai là Ma Dương Thiên thuê đầu gấu giết người, tuy sự việc này chỉ có nhân chứng chứ chưa có vật chứng, chắc chắn sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của một số lãnh đạo cấp cao, hoàn cảnh chính trị trong nước không cho phép xuất hiện những vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như việc các cán bộ chém giết lẫn nhau, vì thế Ma Dương Thiên nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Vừa hay đúng dịp năm mới, cũng làm cho sự việc của Ma Dương Thiên tăng thêm một chút biến đổi. Bởi vì thời điểm năm mới, luôn là lúc mà việc lễ nghĩa qua lại với nhau nhiều nhất, Ma Dương Thiên có thời gian hòa hoãn, chắc chắn sẽ tận dụng thời điểm này, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống sót nào, chắc chắn gã sẽ không tiếc bất cứ một cái giá nào để đi đả động, thuyết phục hoặc cầu xin người đứng đằng sau gã bảo vệ cho gã. Vì thế, Tết năm nay, Ma Dương Thiên sẽ đón một cái Tết khó quên nhất từ khi sinh ra tới giờ, sống hay chết, tất cả chỉ quyết định trong vòng vẻn vẹn vài ngày. Trong tay của Hạ Tưởng lại có thêm một chứng cứ mới do Nga Ni Trần cung cấp, cứ cho rằng Ma Dương Thiên lại tìm thấy một nhân vật đáng gờm nào nữa, thì bằng chứng của hắn cũng sẽ làm cho tình cảnh của Ma Dương Thiên càng trở nên tồi tệ hơn thôi, trở thành cây rơm cuối cùng để hạ gục gã. Lại thêm sự việc xảy ra ngoài dự đoán của lãnh chất phương, Hạ Tưởng cũng mơ hồ cảm giác được,
sự việc của Lãnh Chất Phương rất có khả năng liên quan đến Cổ Hướng Quốc, hắn liền mang một thái độ thoải mái nhẹ nhõm, đón một cái Tết nhàn nhã mà thanh thản. Về tới nhà, ôm lấy vợ và con trai, mọi sự phiền muộn cuối cùng cũng tan biến hết, Tào Thù Lê gầy đi một ít, trên gương mặt nhỏ bé tràn ngập lo lắng và nhớ nhung, làm cho Hạ Tưởng cảm thấy hơi đau lòng, cũng không để ý đứa con đang có mặt ở đó, liền hôn mạnh hai cái. Hạ Đông mặc kệ, đưa mặt chen vào. Hôn con, nếu không con sẽ tức giận đấy. Nó quả là mập lên rất nhiều, và lại cũng trắng ra nhiều nữa, vừa mập vừa trắng rất đáng yêu. Hạ Tưởng liền hôn lên mặt con trai một cái. Con trai, nhớ ba không? Nhớ, nhớ không chịu nổi. Hạ Đông ôm chặt lấy cổ của Hạ Tưởng. Mẹ nói, ba ngày ngày phải chiến đấu với bọn người xấu, con liền nghĩ, ba vừa cao vừa khỏe, nhất định có thể một đấm đánh gục bọn người xấu, nếu mà không đánh được, Đông Đông cũng phải giúp ba. Trong lúc nói, thằng bé còn khoa tay múa chân, làm động tác như đang muốn đánh người. Hạ Tưởng cười ha hả. Nhóc con, rất có khuynh hướng bạo lực, phải nhớ kỹ, phải đấu văn chứ không nên đấu võ. Không, con phải văn võ song toàn. Hạ Đông vinh mặt lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê liếc nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, buổi tối, Hạ Tưởng và cô bé Lê ôn lại mộng xưa, tuy rằng ngựa quen đường cũ, rồi lại có đường ngoắt nghéo tới nơi sâu thẳm kỳ diệu, cũng có ở chỗ quen thuộc phát hiện phong cảnh ảo diệu mới. Hạ Tưởng một phen ra sức, thẳng gây sức ép đến nổi cô bé Lê liên tục cầu xin tha thứ, đổ mồ hôi đầm đìa, mới coi như hai bên đều đạt được mong muốn. Ngày hôm sau, 30 Tết, Tào Vĩnh Quốc từ tỉnh Tây về, Hạ Tưởng liền có một cuộc nói chuyện lâu với Tào Vĩnh Quốc. Công nghiệp than đá của tỉnh Tây phát triển từ trước đến nay, và là sản nghiệp trụ trống của tỉnh Tây, luôn có sự tham gia của tư bản tư nhân. Nhưng gần đây Tào Vĩnh Quốc phát hiện có rất nhiều các mỏ than vừa và nhỏ do người dân địa phương giám sát, lại dần dần bị người bên ngoài mua lại. Thực ra sự vận hành của thị trường tư bản, mua vào bán ra là rất bình thường, nhưng điều bất bình thường là, giao dịch dày đặc, hơn nữa rõ ràng ở phía sau có sự nhúng tay của đại tư bản, sơ bộ có khoảng trên vài chục tỷ tiền nóng được rót vào, đồng thời Tào Vĩnh Quốc còn nhạy bén phát hiện, lượng tiền nóng này trên cơ bản đều từ Văn Châu đến. Liên tưởng đến tiền lệ của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã đánh úp tập đoàn đầu cơ nhà đất thương mại Trường Cơ, Tào Vĩnh Quốc liền ý thức được, có khả năng là một sự việc đầu cơ tiền nóng đang tích tụ lực lượng, thông qua một loạt các điều tra nghiên cứu, trên cơ bản có thể rút ra kết luận, lượng tiền nóng rót vào có nghi ngờ là đầu cơ than đá, thủ đoạn của nó giống y hệt với đầu cơ nhà đất của thương mại Trường Cơ. Hạ Tưởng tuy rằng không biết người giật dây phía sau là ai, nhưng ngay khi nghe câu chuyện của Tào Vĩnh Quốc nói liền biết. Điều trùng hợp với đời trước chính là, sự việc đầu cơ than đá của tỉnh Tây, quả thật là lại một lần nữa xảy ra rồi. Hạ Tưởng trong lòng đã nắm rõ được sự việc, giải thích cho Tào Vĩnh Quốc một cách tỉ mỉ làm thế nào để đối phó với tiền nóng của việc đầu cơ than đá, làm thế nào để thả vào lượng tiền nóng trước, sau đó lại từ từ để nó nới lỏng cảnh giác, cuối cùng lấy lý do là chính sách thay đổi, làm cho lượng tiền nóng sẽ bị chết kẹt ở tỉnh Tây. Trước đây, đã từng có 20 tỷ tiền nóng bị tắc ở tỉnh Tây, tổn thất trực tiếp lên tới hơn 10 tỷ, hậu quả trực tiếp chính là dẫn tới trận khẩu chiến giữa hai tỉnh, cho dù sau khi sự việc xảy ra trên thời sự không hề đưa bất cứ tin tức nào có liên quan, Hạ Tưởng cũng biết, sự việc vẫn chưa giải quyết được gì. Tào Vĩnh Quốc rất khen ngợi chủ kiến của Hạ Tưởng, cho rằng xác thực khả thi, làm cho ông ta càng nhìn Hạ Tưởng càng thích, bây giờ càng nghĩ càng thấy có được con rể như Hạ Tưởng. Không chỉ là phúc phận của con gái ông ta, cũng là may mắn của chính ông ta. Chỉ cần có một đứa con gái có con mắt nhìn đời, có vận may mới có thể kiếm được một con rể vàng như thế. Trong năm, Hạ Tưởng đã thăm hỏi rất nhiều các lãnh đạo trong tỉnh, thành phố, ôn lại chuyện cũ, giao lưu, xúc tiến tình cảm, vân vân, bận rộn vô cùng. Người trong chốn quan trường, những lễ tiết cần thiết nhất định không thể thiếu, tuy có lúc cũng biết là chuyện phiền toái, nhưng có ai trách lễ nhiều đâu. Cứ cho là trách cứ đi, cũng là oán giận một cách vui mừng. Nhưng nếu lễ không đến nơi đến chốn, tuy miệng lãnh đạo không nói ra, nhưng trong lòng sẽ cho rằng anh không coi trọng người ta, khinh thường người ta. Sau khi thăm viếng, Hạ Tưởng lại ở thành phố Yến hội kiến với Trần Phong mới từ Bắc Kinh xuống. Trần Phong có mập lên một chút, người cũng có sinh lực hơn lần gặp trước ở Bắc Kinh rất nhiều, đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn. Trần Phong sắp được thả ra ngoài. Tinh thần đương nhiên là rất tốt, bước vào hàng ngũ đứng đầu của một tỉnh,
cũng đồng nghĩa là chỉ còn cách một bước với hàng đại quan rồi. Căn cứ vào tuổi tác và tư cách của Trần Phong, trên cơ bản, trở thành một nhân vật nòng cốt trong tỉnh, chỉ là vấn đề về thời gian. Hạ Tưởng mời Trần Phong dùng cơm tại Yến Phong Lầu, làm bước khởi đầu quen biết giữa hắn và Trần Phong. Yến Phong Lầu trong con mắt của Hạ Tưởng có một ý nghĩa đặc biệt. Trần Phong vừa gặp Hạ Tưởng, liền bắt tay Hạ Tưởng một cách thân mật, cười nói. Tiểu Hạ, cứ lắm, ở thành phố Lang đã ra đòn rất uy phong và sĩ khí, tổ hợp quyền cũng đánh vô cùng đẹp, tôi rất ngưỡng mộ tuổi trẻ và dũng khí của cậu. Hạ Tưởng tiếp tục giữ tác phong khiêm tốn cẩn trọng của mình. Chủ nhiệm Trần quá khen rồi, đều là lãnh đạo lâu năm rồi, vẫn còn khen tôi kiểu khẩu thị tâm phi như thế, tôi có ý kiến đấy. Trần Phong cười mắng. Lại còn đùa giỡn với tôi. Ha ha, cậu ở thành phố Lang không bằng ở thành phố Yến. Ở thành phố Yến đã có tôi, có lãnh đạo tỉnh ủy, cậu có chỗ dựa, đến thành phố Lang rồi, cậu một mình xông pha, không đem theo ai cả, đơn thương độc mã, có thể mở ra cục diện như ngày hôm nay, quả thật là không dễ. Hơn nữa hoàn cảnh của thành phố Lang so với thành phố Yến phức tạp hơn tất nhiều, Tiểu Hạ, tốt, có phong độ của một đại tướng. Trần Phong vẫn đang khen ngợi hắn, Hạ Tưởng liền vội vàng chúc rượu. Chủ nhiệm Trần, uống rượu, ngài không nghĩ để cho tôi cùng ra ngoài với ngài chứ? Trần Phong cạn một ly với Hạ Tưởng. Biết là không giấu được cậu, tôi phải đi Sơn Thành đảm nhiệm chủ tịch thành phố, qua một năm, nghĩ cách điều cậu đến đảm nhiệm chủ tịch quận, thế nào? Thành phố Sơn Thành là thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch quận thì là cấp giám đốc sở, tương đương với thị trưởng của một thành phố cấp 3. Đảm nhận chức thị trưởng Sơn Thành là một chuyện tốt, nếu bước tiếp theo có thể phủ chính ngay trên Sơn Thành, là phải tiến vào trong bộ chính trị, có thể nói là triển vọng rất tốt. Nhưng hiện tại vẫn là năm 2006, nếu lịch sử cứ men theo quỹ đạo như trước kia, thì sang năm sẽ có một vị con cháu của Đảng Cộng sản đảm nhận bí thư thành ủy, kết phường cùng với Trần Phong. Đối với người này, Hạ Tưởng có thể nói là vẫn vô cùng chú ý không được, anh ta đi đến đâu, đều là nhận vật tranh luận, và lúc nào cũng gây ra những sự việc làm cho mọi người chú ý. Cho dù là sự việc lớn hay là việc lạ, việc đặc biệt, tóm lại, tính cách của anh ta chính là phô trương mà cấp tiến. Mấu chốt không phải là anh ta đối xử với mọi người như thế nào, mà là anh ta có kết hợp được với Trần Phong hay không. Anh ta là một nhân vật mạnh mẽ, sau khi đến thành phố Sơn Thành, bắt đầu đánh đen trừ ác, thủ đoạn hiểm ác, làm cho người ta chỉ biết đứng than, cũng làm cho Hạ Tưởng mơ hồ lo lắng. Hai nhân vật cứng rắn đụng nhau, trừ phi có một người chịu nhường bước, không thì chắc chắn sẽ va chạm nảy lửa. Nếu Trần Phong nhẹ nhàng một chút còn tốt, còn mà muốn lấy đá chọi đá với anh ta, e rằng sẽ phải chịu thiệt, bởi vì anh ta không chỉ là con cháu của đảng viên Đảng Cộng sản, hơn nữa còn là một kẻ rất có thủ đoạn và cơ mưu, và còn là ủy viên Bộ Chính trị. Hy vọng Trần Phong có thể chung sống hòa bình với anh ta, có điều lịch sử vẫn xảy ra sự khác biệt nhất định, bởi vì tại thời điểm này của đời trước, người này đang đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Hơn nữa đã là ủy viên Bộ Chính trị rồi, nhưng hiện tại, anh ta tuy cũng là ủy viên Bộ Chính trị nhưng không làm Bộ trưởng Bộ Thương mại nữa, Bộ trưởng hiện tại là Dịch Hướng Sư. Tên của anh ta là Hậu Khang. Cho dù là thế nào, hy vọng Trần Phong có thể bước vững vàng trên mỗi bước đi, Hạ Tưởng không hề trông mong rằng Trần Phong leo lên càng cao, hắn càng có chỗ dựa. Xuất phát từ góc độ cá nhân, hắn cũng xem Trần Phong là một bề trên đáng tin cậy và đáng được tôn trọng. Hy vọng ông có thể vững bước trên con đường của mình. Hạ Tưởng điểm lại cục diện trong tương lai một cách kín đáo, lúc ám thị Hậu Khang có thể đến đảm nhiệm bí thư thành ủy nhiệm kỳ tiếp theo, Trần Phong lại cười hà hà. Tôi đã nghe nói từ lâu rồi, trên cơ bản chính là Hậu Khang đến rồi, tôi từng tiếp xúc với anh ta ở Bắc Kinh, cảm thấy anh ta là một người rất có cá tính cũng rất mạnh mẽ, không hợp với tính cách của tôi lắm, có điều tính cách của chúng tôi cũng có điểm giống nhau, chính là căm ghét cái ác như kẻ thù. Tính nguyên tắc rất mạnh. Lại nói cười mấy câu, Hạ Tưởng không còn nhắc tới việc cùng Trần Phong đến Sơn Thành, Trần Phong cũng không nói đến việc đó nữa, sự việc có thể làm không thể làm, nhất thời cũng khó mà nói được, chỉ có thể bình tĩnh quan sát sự biến đổi của sự việc thôi. Cuộc hội đàm với Trần Phong, hai người trò chuyện với nhau rất vui, Hạ Tưởng cũng uống không ít rượu, có một ít men say rồi. Lúc chia tay, Trần Phong nói đến kẻ đứng sau của Ma Dương Thiên, chỉ Hạ Tưởng. Ma Dương Thiên là con rết, chết mà vẫn không cương, gã nhân thời điểm năm mới hoạt động khắp mọi nơi, khả năng thoát được vẫn có, chúng ta không thể xem nhẹ,
nếu muốn một nhát đánh đổ Ma Dương Thiên, nhất định phải nghĩ tới mọi loại khả năng. Trần Phong chỉ ở lại một ngày liền trở lại Bắc Kinh, hạ tưởng đích thân đi tiễn ông. Vốn dĩ dịp Tết bận rộn mà phong phú sẽ trôi qua trong sự yên ổn, không ngờ, sau mồng 6 Tết, đã thấy hết Tết rồi. Hạ tưởng đang chuẩn bị tâm lý để bắt đầu công việc của năm mới, đột nhiên, thành phố Yến lại xảy ra một việc lớn liên quan đến lợi ích thiết thực của hạ tưởng. Chương 855, gió lốc, bình địa thủy triều. Trong nhà vệ tân đã xảy ra chuyện. Nhà của vệ tân tại huyện Nguyên ngoại ô thành phố Yến, cách thành phố Yến 30 km, là một huyện coi như giàu có. Gia cảnh của vệ tân bình thường, điều kiện trong nhà vẫn không tốt, nếu không phải hạ tưởng giúp đỡ, có khả năng cô sẽ giống như kiếp trước, lưu lạc thành nữ hát song. Nhưng kiếp này bởi vì hạ tưởng nhúng tay, vệ tân thong dong vượt qua đại học, mẹ bệnh tình nguy kịch, lại cùng Liên Nhược Hạm thành bạn tốt, mới có thành tựu hôm nay, cũng coi như vận mệnh mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Dịp Tết, vệ tân về nhà thăm hỏi cha mẹ, mẹ cô có bệnh tiểu đường, phải luôn uống thuốc điều trị, nhưng bởi vì duyên cớ vệ tân hiện tại kiếm tiền nhiều, thuốc gì cũng có thể uống được, cũng coi như duy trì được bệnh tình. Vốn vệ tân về nhà thăm hỏi cha mẹ, mọi thứ đều rất tốt, cũng bình an vô sự. Cha mẹ của cô ở tại thị trấn cũ, đúng lúc là khu giải phóng mặt bằng của thị trấn mới trong quy hoạch. Vệ tân vốn muốn mua một căn nhà tại thành phố Yến cho cha mẹ lại không muốn rời khỏi huyện Nguyên. Người già đều có tâm lý giống nhau, khó rời quê hương, cũng có thể lý giải, vệ tân cũng không có miễn cưỡng. Hai ông bà chỉ có mỗi một đứa con gái là vệ tân, yêu như hòn ngọc quý trên tay. Vệ tân qua Tết về nhà, hàng ngày ở bên cạnh vệ tân, nhìn mãi không thấy đủ. Vốn muốn vui vẻ ăn Tết, nhưng mùng 6 vừa qua, thì xảy ra một sự kiện lớn, thị trấn mới trong quy hoạch của huyện Nguyên phải giải phóng mặt bằng nơi ở của cha mẹ vệ tân. Cha mẹ của vệ tân coi như thông tình đạt lý, cũng ký kết hiệp nghị bồi thường, đồng ý năm sau dọn đi, không biết sao, còn chưa qua hết năm thì gặp phải cưỡng chế phá dỡ. Bởi vì hàng xóm của vệ tân là hộ bị cưỡng chế. Đội cưỡng chế phá dỡ tiến đến cưỡng chế phá dỡ, nhưng lại phá dỡ sai lầm, mặc cho vệ tân giải thích như thế nào, hai ông bà đau khổ cầu xin, đều không có tác dụng, đội cưỡng chế phá dỡ đẩy cụ ra, dùng máy ủi ủi bằng nhà của vệ tân. Trên đây còn không đủ để khiến hạ tưởng giận dữ, khiến hạ tưởng giận không thể át chính là, đội cưỡng chế phá dỡ chẳng những không nói lý lẽ, phá sai nhà dân, sau khi được biết phá sai, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là sớm muộn gì cũng phải phá hủy. Sớm một ngày trễ một ngày có gì quan trọng. Vệ tân đi lý luận với bọn họ, kết quả còn bị người ta đẩy ngã xuống đất, hơn nữa còn có người không đứng đắn nói những lời lỗ mãng trêu chọc vệ tân. Hạ tưởng lúc này cùng Tiêu Ngũ, dẫn theo mười mấy người tới huyện Nguyên. Đội cưỡng chế phá dỡ tự cao là hậu trường của chủ tịch huyện, khinh thường mặc kệ đám người hạ tưởng đến đây, lại ỷ vào người đông thế mạnh, còn muốn động tay động chân. Gã cầm đầu của đội cưỡng chế phá dỡ tên Cường Cách. Người ta gọi là Cường Ca, đầu chọc, trên đầu có một dấu bớt, gã có ước mơ trở thành góc ba chốt. Gã nhìn thấy hạ tưởng thế tới rào rạt, mới không chịu phục. Gã là em vợ của chủ tịch huyện, ở huyện Nguyên xưa nay hoành hành ngang ngược quen rồi, sợ qua ai chứ? Huống chí anh rể của gã Lưu Tuấn chủ tịch huyện lưu tại thành phố Yến rất có hậu trường, hạ tưởng là nhân vật nào, gã cũng thật không để vào mắt. Gã liền giễu võ dương oai nói với hạ tưởng. Mày từ đâu đến? Đến huyện Nguyên rồi, cho dù là một con rồng cũng phải nằm xuống cho tao. Còn muốn cái gì, tao nói cho mày biết, cô nàng này cho ả tiếp tao, tao sẽ tha cho mày một phen, bằng không, đã đến huyện Nguyên thì đừng nghĩ tay chân lành lặn mà trở về. Một câu nói liền chọc giận hạ tưởng, vệ tân hiện tại là vảy ngược hạ tưởng, rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận vừa mới phục hồi vết thương, hạ tưởng đang lúc yêu thương vệ tân, không ngờ tới huyện Nguyên, còn có người dám ở trước mặt hắn ô nhục vệ tân. Khiến cho hắn không dễ dàng phát hỏa lập tức giận tím mặt. Hạ tưởng giận dữ, Tiêu Ngũ ngay lập tức động thủ, hiện tại Tiêu Ngũ đối với nhất cử nhất động của hạ tưởng rất rõ ràng, hạ tưởng là hỉ là giận, không cần phải nói, chỉ nhìn động tác của hắn, Tiêu Ngũ liền trong lòng hiểu rõ. Tiêu Ngũ là ai, y vừa động thủ, nhanh như tia chớp, một cước đánh ngã Cường Ca trên mặt đất, hơn nữa một cước đang đá vào đầu gối, lập tức một cước đá gãy chân của gã. Cường Ca không dám hùng hồn nữa, té ngã lộn nhào trên mặt đất, đau đến kêu cha gọi mẹ, lộn nhào dưới đất, khiến thủ hạ vây quanh đám người hạ tưởng, một người cũng không thể thả đi. Một đám người của đội cưỡng chế phá dỡ có khoảng 4-50 người, vây quanh đám người hạ tưởng ở giữa.
Mọi người vây quanh đám người Hạ Tưởng, nhưng không hề động thủ, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra Hạ Tưởng không dễ chọc, tuy rằng chỉ có khoảng 10 người, nhưng ai cũng có công phu, một chọi ba, thật sự đánh nhau, đám ô hợp của đội cưỡng chế phá dỡ chưa chắc là đối thủ. Sau đó có người gọi điện thoại báo cảnh sát, không bao lâu, cảnh sát chạy tới, khoảng 4 chiếc xe tới đây, gần 20 người, vây quanh đám người Hạ Tưởng. Khí phái rất lớn, Hạ Tưởng nói với cảnh sát cầm đầu. Gọi chủ tịch huyện Lưu lại đây. Giọng điệu rất mạnh. Tên cảnh sát cầm đầu giật mình, giọng điệu của Hạ Tưởng còn vênh váo hơn bí thư huyện ủy, liền hỏi. Cậu ở đơn vị nào? Tôi là thành ủy thành phố Lang. Lời còn chưa dứt, tên cảnh sát đã cười lên. Thành phố Lang, ha ha, cho dù cậu bí thư thành ủy thành phố Lang cũng không quản được huyện Nguyên, giả bộ cái gì, còn muốn tìm chủ tịch huyện Lưu của chúng tôi qua đây. Thổi phồng quá rồi. Y vung tay lên. Bắt hết, phá hoại cục diện tốt hiền ổn đoàn kết của huyện Nguyên, cản trở công trình giải phóng mặt bằng của huyện Nguyên, tạm giam trước nói sau. Hạ Tưởng thấy bộ dáng vênh váo hung hăng của Y, biết là cũng không thiếu ức hiếp kẻ yếu trong đội cưỡng chế phá dỡ, liền lạnh lùng cười. Không hỏi rõ ràng đã bắt người, không sợ không có cách nào kết thúc sao? Sợ, sợ cái gì, có chỗ dựa chủ tịch huyện Lưu, tôi có cái gì phải sợ? Tên cảnh sát cầm đầu gọi là Long Dân, là thân tín của Lưu Tuấn, Y thấy em vợ của chủ tịch huyện Lưu bị đánh, lại nghe Hạ Tưởng đến từ nơi khác liền to gan lớn mật, chỉ mong sao lộ mặt trước mặt chủ tịch huyện để biểu hiện. Đám cảnh sát lập tức bao vây lại, còng lại đám người Hạ Tưởng. Nói ra đây là lần thứ hai Hạ Tưởng bị còng, hắn cũng không có phản kháng, lại đưa mắt ra hiệu với Tiêu Ngũ, ý là bọn họ không cần phản kháng. Đám người Hạ Tưởng bị đưa tới phòng công an huyện. Còn vệ tân cũng bị bắt lại, kể cả cha mẹ đầu tóc bạc trắng đáng thương của vệ tân. Hai ông bà trên đường đi không ngừng oán trách vệ tân, có thể nhịn thì nhịn, hà tất liên lụy bạn bè, lại không phải chuyện lớn gì. Vệ tân lại biết rõ Hạ Tưởng cố ý cho bọn họ bắt, chính là muốn hung hăng trừng trị một phen. Hạ Tưởng hận nhất là hiện tượng cưỡng chế phá dỡ trong quá trình giải phóng mặt bằng, tuy rằng huyện Nguyên không quy hắn quản, nhưng hiện tại hắn bị bắt giữ tại huyện Nguyên. Huyện Nguyên sẽ là mời thần dễ dàng đưa thần khó. Sau khi Hạ Tưởng tới phòng công an huyện, Long Dân liền đi lĩnh công với trưởng phòng. Trưởng phòng Vương Trung Trân có thêm một lo âu, nghe nói Hạ Tưởng ngay từ đầu trực tiếp yêu cầu gặp Lưu Tuấn, liền đoán Hạ Tưởng có phải có chút lai lịch hay không, y liền tự mình đến thẩm tra Hạ Tưởng. Vừa thấy Hạ Tưởng, Vương Trung Trân trong lòng căng thẳng, Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn bất động, vừa thấy chính là sự uy nghiêm ở lâu trong quan trường mà dưỡng thành. Hơn nữa nhìn hắn trầm ổn khí thế, khẳng định là cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng là nhân vật ở cấp cục phó trở lên, hơn nữa còn có khả năng là phó cục trưởng. Vương Trung Trân liền khách khí hỏi một câu. Xin hỏi cậu ở đơn vị nào? Tên là gì? Thành ủy thành phố Lang, Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rất phối hợp mà trả lời một câu, lại hỏi. Anh là trưởng phòng, tốt nhất mời Lưu Tuấn lại đây, tôi có lời muốn nói với ông ấy. Hạ Tưởng. Vương Trung Trân bỗng nhiên cảm thấy tên này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra, liền ngây người sửng sốt. Chủ tịch huyện Lưu không phải nói mời thì có thể mời được, cậu có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi. Cấp bậc của anh không đủ. Hạ Tưởng trực tiếp nói một câu. Tôi suy nghĩ, nếu như anh là trưởng phòng công an huyện Nguyên, vậy chính là Vương Trung Trân rồi. Phải, phải, là tôi. Vương Trung Trân lập tức khom lưng. Lời của Hạ Tưởng so với chủ tịch huyện, không, so với thư ký của chủ tịch huyện còn khí thế hơn, y liền biết đối phương có lai lịch. Ngài ở thành ủy thành phố Lang đảm nhiệm chức vụ gì? Cũng oán Vương Trung Trân ngày hôm qua đánh mạt trược ngủ quá muộn, hôm nay đầu óc xoay chuyển không nhanh, trước kia y cũng không ít lần nghe qua cái tên Hạ Tưởng, nhưng từ khi Hạ Tưởng điều nhiệm đến thành phố Lang, thành phố Yến cố ý làm nhạt chuyện tích của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã. Không thể nói là bị người quên đi, ít nhất uy danh của Hạ Tưởng tại thành phố Yến đã thành quá khứ. Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời, Lưu Tuấn liền xuất hiện. Lưu Tuấn là vừa lúc có việc đến phòng công an huyện, không phải chính sự gì, lại là dịp Tết, ông cũng không có sĩ diện thông báo trước cho phòng công an huyện gióng trống khua chiêng mà nghênh đón. Không ngờ vừa vào cửa phòng công an huyện thì nhìn thấy Cường Cách nghiến răng nghiến lợi đang thầm thì gì đó với mấy tên cảnh sát, ông liền hỏi một câu. Cường Cách vừa thấy anh rể đến liền nước mắt nước mũi kể lể một trận. Lưu Tuấn liền nổi giận. Ông sải bước đi vào phòng thẩm vấn,
vừa thấy Vương Trung Trân vô cùng cung kính nói chuyện với Hạ Tưởng thì càng tức giận. Lão Vương, rốt cuộc sao lại thế này? Là cha hỏi phạm nhân hay là nói chuyện nhà? Vương Trung Trân vừa thấy Lưu Tuấn xuất hiện, vội bước lên phía trước giải thích vài câu. Lưu Tuấn nghe xong, quan sát Hạ Tưởng vài lần, ông biết Hạ Tưởng là ai, trong lòng bối rối, vốn không dám trêu chọc Hạ Tưởng, nhưng vừa nghĩ tới Hạ Tưởng gần như là bị người ta từ thành phố Yến đuổi tới thành phố Lang, cũng liền ít nhiều to gan hơn, ho khan một tiếng. Hóa ra là phó thị trưởng Hạ, từ thành phố Lang quản đến huyện Nguyên, bàn tay thật quá dài. Lời tuy nói nghe không hay, nhưng coi như biết điều, vung tay lên liền khiến cho người ta vội vàng tháo còng tay ra. Nhưng Lưu Tuấn không hề sợ Hạ Tưởng, bởi vì hậu đài của ông là trưởng ban thư ký thành ủy Nhạc Minh. Mà Nhạc Minh lại là người của Phạm Duệ Hằng, ông có thể gián tiếp bắt quan hệ với bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ sau Phạm Duệ Hằng liền khiến cho ông tự cảm thấy rất tốt. Cũng đem Hạ Tưởng để vào mắt, dù sao Hạ Tưởng đã là quá khứ tại thành phố Yến, ai cũng không muốn đắc tội bí thư tỉnh ủy sắp nhậm chức, hơn nữa Nhạc Minh cũng hứa hẹn sẽ tìm một cơ hội tiến cử ông cho Phạm Duệ Hằng. Ngẫm lại xem, một chủ tịch huyện nếu được bí thư tỉnh ủy ưu ái, bước tiếp theo đảm nhiệm bí thư chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi tháo bỏ còng tay, Lưu Tuấn vẫn là thái độ vô cùng thoải mái mà nói. Nếu phó thị trưởng Hạ muốn tới huyện Nguyên thị sát, phải thông báo qua thành ủy thành phố Yến trước, sau đó mới thông qua thành ủy chuyển đạt huyện Nguyên, cũng không biết ngài là lấy thân phận cá nhân, hay là lấy thân phận gì tới huyện Nguyên. Chuyện vừa rồi, hiển nhiên là hiểu lầm. Phó thị trưởng Hạ, còn có tinh thần chỉ thị gì hay không? Giọng điệu hời hợt, thái độ dường như không có việc gì, mọi thứ cho thấy Lưu Tuấn vừa không đem Hạ Tưởng để vào mắt, vừa không có chút thành ý giải quyết vấn đề, càng không cần nhắc đến chuyện còng người mà xin lỗi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết hậu trường của Lưu Tuấn là ai, hôm nay hắn cũng bị thái độ của Lưu Tuấn chọc giận rồi, Lưu Tuấn không phải không hiểu quy củ, cho dù hắn chỉ là phó thị trưởng thường trực thành phố Lang. Nhưng quan cao hơn Lưu Tuấn một bậc, Lưu Tuấn cũng phải tôn trọng hắn, Lưu Tuấn là cố ý lên mặt, lạnh nhạt với hắn. Hạ Tưởng cũng không tức giận, bởi vì hắn đã ý thức được một điểm, chuyện hôm nay, có thể dùng để làm lớn chuyện, thử thăm dò một chút phản ứng của Phạm Duệ Hằng, hắn liền đem chuyện vừa rồi nói lại, chỉ trách huyện Nguyên cưỡng chế phá dỡ, hy vọng công tác sau này cải tiến, và có manh mối tồn tại thế lực đen ác. Lưu Tuấn lại lạnh lùng cười. Phó thị trưởng Hạ. Ngài thật đúng là không quản được chuyện của huyện Nguyên, hơn nữa, cũng không sợ nói với ngài, hôm nay tôi thật sự cho rằng Cường Cách không có làm sai cái gì. Không có làm sai cái gì. Hạ Tưởng giận dữ phản cười. Đẩy người ra té ngã dưới đất, đụng vỡ đầu, kết quả phát hiện phá dỡ lầm nhà, còn từ chối nhận sai lầm. Lại bắt sai người, cũng không cảm thấy có gì không đúng, chủ tịch huyện Lưu, là huyện Nguyên trị an quá kém, hay là tôi vừa lúc thấy được một mặt tệ nhất của huyện Nguyên. Lưu Tuấn biến sắc. Phó thị trưởng Hạ, ngài nói như vậy không đúng rồi. Nếu ngài lấy thân phận là phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, tôi có thể làm như không nghe thấy. Nếu ngài lấy thân phận là một người bình thường, tôi cũng làm như ngài nhìn nhầm. Được, rất khí thế, Hạ Tưởng ngược lại cười. Được, tôi gọi điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Lưu Tuấn một chút cũng không để ý, còn đích thân đem điện thoại đưa cho Hạ Tưởng. Tin rằng lãnh đạo thành ủy sẽ chủ trì công chính. Hạ Tưởng cũng không khách khí, lấy điện thoại liền gọi cho Cao Hải. Cao Hải hiện tại là phó thị trưởng thường trực, tại thành phố Yến địa vị ngày càng củng cố, y nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, biết được Hạ Tưởng bị bắt vào phòng công an huyện Nguyên, có thiếu chút bị đánh, phẫn nộ, lập tức bảo Lưu Tuấn tiếp điện thoại, mắng Lưu Tuấn một trận phủ đầu. Lưu Tuấn không sợ Cao Hải, còn luôn kêu oan, nói ông không hay biết gì, cũng là một hiểu lầm. Cao Hải biết hậu trường của Lưu Tuấn là ai, trực tiếp cúp điện thoại của Lưu Tuấn, tìm đến Nhạc Minh, kể lại tình hình, Nhạc Minh nghe xong, lại không có khẩn trương như Cao Hải mong đợi, chỉ trầm tư một lát. Nếu là hiểu lầm thì cho Hạ Tưởng trở về là được, một chút việc nhỏ, không cần làm lớn chuyện. Được thôi, Phạm Duệ Hằng còn chưa chính thức nhậm chức bí thư tỉnh ủy, Nhạc Minh cũng đã bắt đầu lên mặt rồi, Cao Hải tức giận không nguôi, xoay người bỏ đi, lại tìm tới Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu hiện tại ở tỉnh ủy địa vị cũng củng cố rất nhiều so với trước kia, quan hệ với Vương Bằng Phi, Tống Chiêu Độ từ từ đến gần, nghe nói Hạ Tưởng ở huyện Nguyên gặp chuyện, biết rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng, ông lập tức ý thức được việc này là một cơ hội, chỉ nghĩ một cái, liền biết rõ mấu chốt trong đó, lập tức gọi điện thoại.
Cuộc điện thoại của Hồ Tăng Chu cho Lưu Tuấn một áp lực rất lớn, cho dù ông tự cao có Nhạc Minh làm hậu trường, mà Nhạc Minh chính là nhân vật cực kỳ thân tín của Phạm Duệ Hằng. Nhưng ông cũng biết rõ, Hồ Tăng Chu là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, đối với tiền đồ của ông có lực ảnh hưởng rất quan trọng, ông phải tôn trọng, bằng không thì sẽ không biết điều. Dạ, dạ, bí thư Hồ, lập tức thả người, chịu nhận lỗi. Lưu Tuấn chỉ có thể chịu thua, Hồ Tăng Chu thái độ rất cứng rắn, yêu cầu lập tức vô điều kiện thả người, ngụ ý còn rất là bất mãn đối với những gì Lưu Tuấn đã làm. Lưu Tuấn bị răn dậy một trận, trong lòng không vui, tuy nhiên cũng âm thầm kinh hãi vì Hồ Tăng Chu che chở cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã rời khỏi thành phố Yến rồi, ước kia cũng không nghe nói qua Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu quan hệ có gần thế nào, vì sao bây giờ quan hệ mật thiết như thế. Không nghĩ ra cũng không có cách nào, ông lại gọi điện thoại cho Nhạc Minh, Nhạc Minh cũng gật đầu đồng ý thả người, nhưng có một điểm, không chịu nhận lỗi. Nhạc Minh biết rõ Hạ Tưởng rất có lai lịch, y vừa mới xin qua chỉ thị của Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng không có nói rõ như thế nào, chỉ là đầy thâm ý nói một câu. Hạ Tưởng quả thật bàn tay quá dài rồi. Nhạc Minh liền hiểu rõ, Phạm Duệ Hằng cũng muốn mượn sự kiện này để thử thăm dò hành động của ủy viên thường vụ tỉnh ủy có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, tiện cho việc ông tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, nhận rõ lập trường của các ủy viên thường vụ, thấy rõ phương hướng. Hạ Tưởng lại một lần nữa trở thành điểm tựa đánh giá thế lực khắp nơi, kỳ thật cũng là ý muốn của Hạ Tưởng, hắn chính là muốn lợi dụng Lưu Tuấn khiêu động một chút điểm dừng chân của lực lượng các phương diện của tỉnh ủy. Bởi vì sắp tới Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức vụ bí thư, các ủy viên thường vụ trước đó quan hệ chặt chẽ với Tống Chiêu Độ, chưa hẳn sẽ duy trì một lòng với Tống Chiêu Độ, có khả năng sẽ dựa vào Phạm Duệ Hằng. Bởi vì Lưu Tuấn có thể gián tiếp có liên quan với Phạm Duệ Hằng, hơn nữa ông cấp bậc không cao, nếu thành công sẽ là một vật hy sinh vứt bỏ không tiếc. Nếu thất bại, ông cũng không liên quan đại cục, lại có thể thử Phạm Duệ Hằng có mạnh hay không, và ông có khả năng chống đỡ áp lực của các ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay không. Sự tình phát triển sau này, quả nhiên không ngoài dự tính của Hạ Tưởng. Lưu Tuấn thả người, nhưng một chữ cũng không nhắc tới chuyện chịu nhận lỗi, Hạ Tưởng nhất định phải yêu cầu Lưu Tuấn xin lỗi, nếu không sẽ không rời khỏi phòng công an huyện một bước. Lưu Tuấn quyết không xin lỗi, nói là huyện Nguyên từ đầu đến cuối không có một chút sai lầm, không cần xin lỗi. Hai bên không nhường nhau, rằng co không xong. Tin tức, rốt cục rơi vào tay tỉnh ủy. Tống Chiêu Độ, Vương Bằng Phi, Cao Tấn Chu, Mai Thái Bình đều gọi điện thoại đến thành ủy thành phố Yến tìm hiểu tình hình. Sau khi được biết Hạ Tưởng đang cùng Lưu Tuấn rằng co, ngoại trừ Mai Thái Bình ha hả cười không nói thêm nữa, Tống Chiêu Độ, Vương Bằng Phi và Cao Tấn Chu đề xuất lập tức khiến huyện Nguyên chịu nhận lỗi và giải thích rõ ràng với thành ủy. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, so sánh với lập trường Mai Thái Bình lựa chọn hàm xúc mà trung lập, Lý Ngôn Hoàng xưa nay quan hệ xa cách với hắn cũng ngoài ý muốn đột nhiên gọi điện thoại tới, đích thân hỏi đến việc này, hơn nữa thái độ cũng rất rõ ràng dứt khoát, huyện Nguyên cưỡng chế phá dỡ bản thân có sai trước, tạm giữ một người đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lang, phó thị trưởng thường trực, liền càng sai càng thêm sai, có sai lầm còn không sửa chữa, tội thêm một bậc. Hồ Tăng Chu tâm tư vòng vo mấy vòng, phân tích thế cục ở tỉnh một lần, đưa ra kết luận. Mai Thái Bình sắp tiếp nhận chức vụ phó bí thư, thái độ của ông ta khéo léo nhiều hơn so với trước kia, lực độ ủng hộ Hạ Tưởng cũng yếu bớt một ít, nhưng Cao Tấn Chu ra sức ủng hộ, và Lý Ngôn Hoàng không ngờ lên giọng ủng hộ Hạ Tưởng, liền chứng minh quan hệ của Hạ Tưởng và Mai gia đã xa cách vài phần, nhưng cùng lúc đó, Ngô gia liền lập tức ủng hộ. Hạ Tưởng thật đúng là con lật đật, trong thế lực bốn đại gia tộc, luôn có thể cùng lúc duy trì quan hệ tốt đẹp với một hai nhà, giỏi, thông minh. Đồng thời Hạ Tưởng hôm nay đã chỉ rõ một phương hướng cho ông, hoặc là theo sát nền bước của Phạm Duệ Hằng, hoặc là duy trì nhất trí với Tống Chiêu Độ. Nếu duy trì nhất trí với Tống Chiêu Độ, như vậy ông tất yếu phải đến gần Cao Tấn Chu, Lý Ngôn Hoàng cùng với Vương Bằng Phi. Tổng hợp so sánh, lại căn cứ lập trường chính trị của mình, Hồ Tăng Chu trong nháy mắt hạ quyết tâm, trực tiếp đi vào văn phòng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tô Công Thần, mở miệng liền hỏi. Chủ nhiệm Tô, gần đây tôi nghe được không ít quần chúng phản ánh vấn đề huyện Nguyên cưỡng chế phá dỡ khá nghiêm trị, còn nhận được tố cáo, nói là chủ tịch huyện đồng chí Lưu Tuấn có vấn đề kinh tế, ông có ý kiến gì không? Trận gió lốc đầu tiên sau Tết, vừa không nổi dậy từ Bắc Kinh, lại không phải bình địa nổi lên sấm sét ở thành phố Lang, mà là từ một huyện ngoại ô của thành phố Yến, do một sự kiện bé nhỏ không đáng kể, gây thành một loạt động đất.
Chương 856, lựa chọn, hai hậu quả. Tô Công Thần rất có thiện cảm với Hạ Tưởng, bởi vì có vài lần hợp tác với nhau hai người xem ra cũng rất ăn ý, y cũng vừa nghe nói đến chuyện của Huyện Nguyên, vừa nghe lời Hồ Tăng Chu nói là biết cuộc đấu tranh đã lên tới tầng lớp chính trị, phải liên quan đến nước cờ của cấp trên, cần cân nhắc một chút về thành công hay thất bại, y liền có vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Hồ đến rất đúng lúc, trong tay tôi có một số tài liệu liên quan đến việc tham ô nhận hối lộ của đồng chí Lưu Tuấn, đang muốn báo cáo với ngài. Hồ Tăng Chu vừa nghe liền rất vui sướng, Tô Công Thần thật là biết điều, tuy nhiên ông ta cũng biết Tô Công Thần không phải là nể mặt mình, bởi vì giữa ông ta và Tô Công Thần chỉ có mối quan hệ bình thường, người Tô Công Thần nể mặt là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn khuấy động lợi ích của một bên, hắn có vô số thế để mượn, hắn có điều kiện tiên quyết xem đúng thời cơ để ra tay quyết đoán, nếu là người khác thì muốn trở thành tâm điểm quan trọng cũng không thể nào. Nhưng Hồ Tăng Chu vẫn rất tò mò sự lựa chọn của Tô Công Thần, tại sao không chút do dự gì mà ủng hộ Hạ Tưởng, liền hỏi. Chủ nhiệm Tô, vấn đề của Chủ tịch huyện Lưu Tuấn nghiêm trọng đến mức nào? Tô Công Thần rất gian xảo, đã quen với việc tận dụng mọi thứ. Vừa nghe câu hỏi của Hồ Tăng Chu đã biết là ông ta muốn thăm dò xem sự ủng hộ của y đối với Hạ Tưởng là bao, liền giả vờ suy tư. Đồng chí Hạ Tưởng ở huyện Nguyên gặp phải chuyện nghiêm trọng thế nào? Hồ Tăng Chu lập tức hiểu ra lựa chọn của Tô Công Thần là bởi vì cơn tức giận của Hạ Tưởng, liền nói. Hơi nghiêm trọng. Tô Công Thần lập tức gật đầu. Vấn đề của đồng chí Lưu Tuấn cũng rất nghiêm trọng. Hồ Tăng Chu rời khỏi văn phòng của Tô Công Thần. Trong lòng nghi hoặc đến khó hiểu, vẫn chưa nghe qua giữa Tô Công Thần và Hạ Tưởng có qua lại thân thiết với nhau nhưng hôm nay gặp mặt, mức độ ủng hộ của y đối với Hạ Tưởng lớn nhất từ trước đến giờ, chẳng lẽ nói giữa y và Hạ Tưởng đã ngầm có thỏa hiệp gì? Hồ Tăng Chu đã đoán sai, thực sự giữa Tô Công Thần và Hạ Tưởng đã không có thỏa hiệp gì, mà là y chỉ tin Hạ Tưởng sẽ ghi nhớ cái tốt của mình và sẽ đền đáp vào một thời cơ thích hợp, bởi vì y và Hạ Tưởng đã từng vài lần hợp tác với nhau. Hạ Tưởng cũng hoàn toàn thực hiện đúng lời hứa. Sau vài lần hợp tác, Tô Công Thần liền chắc chắn cho rằng Hạ Tưởng là người luôn giữ lời hứa trong đám bạn đồng minh mà y từng gặp, hoàn toàn đáng để tin cậy, chẳng giống gì với tật xấu nói một đằng làm một nẻo của những quan liêu khác. Lần này Hạ Tưởng ra tay, Tô Công Thần lại có thêm một tâm địa khác, chuẩn bị cho Hạ Tưởng một phần ân tình để Hạ Tưởng ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ trả ơn gấp đôi. Chủ yếu là Lưu Tuấn có rất nhiều vấn đề. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, so với việc sau này đem nhường công lao xét xử Lưu Tuấn lại cho người khác thì chi bằng bây giờ nắm giữ trong tay có thể một công đôi việc. Thời gian Tô Công Thần đến thành phố Yến không ngắn, còn chưa xét xử được những vụ án lớn, y cũng muốn thăng chức. Xét xử Lưu Tuấn vừa có thể cho Hạ Tưởng một phần ân tình lại có thể lời được một phần thành tích, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, y cũng biết hậu thuẫn của Lưu Tuấn là Nhạc Minh. Hậu thuẫn của Nhạc Minh là Phạm Duệ Hằng nhưng công bố vấn đề của Lưu Tuấn là chức trách của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như y, Phạm Duệ Hằng làm gì được y. Hơn nữa y cũng thấy rõ được tình thế, việc xét xử Lưu Tuấn lần này đã diễn biến thành một cuộc biểu tình của các ủy viên thường vụ ở thành phố Yến trước khi Phạm Duệ Hằng nhậm chức. Cũng là gián tiếp thăm dò Phạm Duệ Hằng xem trong tâm tính của Phạm Duệ Hằng khi chuyển từ chủ tịch tỉnh lên bí thư tỉnh ủy có bành trướng và khuếch trương gì không, để phòng y đi theo con đường cũ của Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng ngồi ở cục công an huyện cả tiếng đồng hồ, trong lúc đó Lưu Tuấn cũng ngồi cùng hắn, tuy không có nói chuyện gì nhưng trong trường hợp đó lễ phép cũng phải có, cho nên Lưu Tuấn đành phải kiên trì cùng ngồi. Nhưng Lưu Tuấn cũng có kiên nhẫn nhìn thấy lúc Hạ Tưởng thất vọng, y tin rằng Hạ Tưởng sẽ không thu hoạch được gì. Một chuyện nhỏ như vậy làm sao có kinh động gì lớn? Lưu Tuấn cho là cách làm của Hạ Tưởng không đúng. Lúc trước nghe nói Hạ Tưởng rất có đầu óc chính trị. Hôm nay lại thấy Hạ Tưởng có thủ đoạn cố tình gây sự, Lưu Tuấn cảm thấy lời đồn lúc trước chỉ là phóng đại lên thôi. Y tin là Nhạc Minh và Chủ tịch tỉnh Phạm đã có chào hỏi nhau, Chủ tịch tỉnh Phạm cũng đã có chỉ thị liên quan. Ám chỉ của nhân vật số một tương lai của tỉnh ủy, ai lại không nể mặt. Hạ Tưởng, đừng cố chống đỡ nữa, người không có kết cục tốt đẹp chính là anh. Đang lúc Lưu Tuấn có vẻ mặt rất kiên nhẫn ngồi đợi xem Hạ Tưởng mất mặt thì đột nhiên từ bên ngoài có hai người đi vào với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn thấy bọn họ sụ mặt, nét mặt tối sầm lại thì đã biết lai lịch của họ không nhỏ. Lưu Tuấn còn tưởng rằng là người ở thành ủy đến giải quyết phiền toái, nhìn thấy vẻ mặt không vui của họ, trong lòng đoán rằng chắc họ cũng đang giận Hạ Tưởng, vội tiến đến. Hai vị đồng chí là... Sau đó dùng tay chỉ Hạ Tưởng.
vị này là phó thị trưởng Hạ, phó thị trưởng Hạ rất có mặt mũi, tôi mời cũng không được, chỉ còn làm phiền hai vị đây thôi. Hai người đó đều không nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Tuấn, nhìn đến y cũng thấy phát sợ, trong lòng nghĩ chẳng lẽ đã xảy ra nhầm lẫn gì sao? Người đứng ở phía trước lạnh lùng hỏi. Anh là đồng chí Lưu Tuấn. Trong lòng Lưu Tuấn càng hoang mang. Là tôi, tìm tôi có việc gì không? Đồng chí Lưu Tuấn, Ủy ban kỷ luật thành phố nhận được tố cáo có liên quan đến vấn đề kinh tế của anh, cần anh đi với chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra. Hai người vừa nói xong, không cần phân trần liền kẹp Lưu Tuấn ở giữa. Xin mời. Vẻ mặt Lưu Tuấn xám lại, sao lại vậy? Làm sao có thể? Y ủ rủ liếc nhìn Hạ Tưởng, trong lòng ít nhiều hiểu ra là thủ đoạn của Hạ Tưởng, nhưng không dám tin Hạ Tưởng lại có thể mời được Ủy ban kỷ luật ra mặt trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp đưa y đi, đây là một khả năng đáng kinh ngạc. Hơn nữa, hôm nay còn chưa chính thức đi làm. Hạ Tưởng cũng có khả năng làm mây mưa thất thường quá. Sự hoang mang trong lòng Lưu Tuấn khó có thể nói nên lời, y cũng biết mình đã gặp chuyện, một khi rơi vào tay của Ủy ban kỷ luật tuyệt đối chạy không thoát. Ủy ban kỷ luật ở trong thời gian ngắn có thể cho nhân viên đến huyện Nguyên bắt y, từ lúc Hạ Tưởng gọi điện đến khi nhân viên đến chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng, mà từ thành phố Yến chạy đến huyện Nguyên ít nhất cũng phải mất 40 phút, nói cách khác hội nghị bí thư chỉ cần nửa tiếng đã thông qua nghị quyết bắt y. Hoàn toàn có thể chứng minh mức độ ra tay của thành ủy rất lớn, căn bản là không để cho Phạm Duệ Hằng có cơ hội nhúng tay vào. Chẳng lẽ nói, Chủ tịch Phạm cũng không trấn áp được. Lòng Lưu Tuấn như chìm xuống đáy sâu. Buổi chiều mùng 7, Hạ Tưởng đã về đến thành phố Lang, vấn đề của thành phố Yến đã để lại di chứng, hắn không thèm quan tâm, chỉ để lại cho những ai cần âm thầm đọ sức đi so chiêu với nhau. Hạ Tưởng cũng từ mặt khác biết được phản ứng của Phạm Duệ Hằng, hơi khác với dự đoán của hắn là sau khi Phạm Duệ Hằng nghe được tin Lưu Tuấn bị Ủy ban kỷ luật thành phố bắt, thì trước tiên là đích thân gọi điện đến thành ủy hỏi tình hình, sau khi được Hồ Tăng Chu cho biết câu trả lời. Chứng cứ xác thực, sự thực rõ ràng. Ông ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ là lần này Phạm Duệ Hằng nhường một bước không có nghĩa là lập trường của ông ta không vững chắc, thái độ không cứng rắn, cũng có thể là ông ta cố ý tỏ vẻ yếu thế. Đương nhiên, cũng không loại trừ Phạm Duệ Hằng biết rõ tình thế, biết được trong tỉnh ủy cũng có rất nhiều lời phản đối. Sau sự việc, trong việc tiến triển của sự kiện Thường Quốc Khánh cũng đã chứng thực được suy đoán của Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng đã khiêm tốn rất nhiều, khi phía Bắc Kinh có người ra mặt bảo ông ta tạo áp lực cho thành phố Lang thì ông ta liền khéo léo từ chối. Sự việc của Lưu Tuấn gây ảnh hưởng sâu xa, mãi đến sau này Phạm Duệ Hằng nhậm chức bí thư tỉnh ủy, trong một thời gian dài cũng không thể xóa bỏ. Kể cả Hạ Tưởng cũng không ngờ một vụ lọt đài của Lưu Tuấn đã để lại trong lòng Phạm Duệ Hằng một tia ám ảnh. Nhưng cũng gián tiếp khiến cho thành kiến của Phạm Duệ Hằng đối với Hạ Tưởng càng sâu thêm. Mặc dù ông ta cũng biết hành động lần này của Hạ Tưởng, một là vì muốn cảnh báo ông ta, hai cũng là gián tiếp khiến cho ông ta không nhúng tay vào vụ án của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh nữa. Nhưng trong thâm tâm của ông ta có chút không thoải mái, từ nay về sau càng lúc càng xa lánh Hạ Tưởng. Vừa đi làm, Hạ Tưởng liền khẩn trương bắt tay vào công việc. Dự án đầu tư làng đại học lại khởi công một lần nữa, du lịch sinh thái nông nghiệp cũng phải xây dựng trước khi mùa xuân đến, bắt đầu san bằng đất. Kế hoạch trong một năm là vào mùa xuân, phải biết bắt lấy thời cơ. Sau khi một loạt công việc bận rộn và vụn vặt đã sắp xếp ổn thỏa, làng đại học được khởi công xây dựng đúng thời điểm, Ngả Thành Văn đích thân tham gia nghi thức đặt móng, khen ngợi Hạ Tưởng đã có cống hiến lớn cho thành phố Lang. Lời phát biểu sau đó của Hạ Tưởng đã cường điệu chỉ ra dưới sự lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật, nhất là dưới sự quan tâm ân cần của bí thư Ngả làng đại học mới thu hút được các nhà đầu tư, khởi tử hồi sinh. Nét mặt Ngả Thành Văn bừng sáng, vô cùng hài lòng trước lời phát biểu của Hạ Tưởng. Cổ Hướng Quốc mượn cớ đến trễ nhưng sau khi nghe những lời Hạ Tưởng nói thì tỏ vẻ mặt bất mãn. Dự án du lịch sinh thái nông nghiệp của Dương Uy đã hoàn thành được quy hoạch và công tác bước đầu, xác định phương án thiết kế, và cũng đã bước đầu hoàn thành công tác chuẩn bị. Thành phố Lang bước vào mùa xuân, thể hiện vẻ bừng bừng sức sống. Người dân không những ca ngợi công lao của Hạ Tưởng, kể cả Nga Ni Trần cũng khâm phục khía cạnh tận tâm tận lực của Hạ Tưởng. Tuy ông ta cũng rất căm hận việc làm hại người của Hạ Tưởng, nhưng hắn không giống với những quan viên khác là khi làm những việc chính đáng cũng rất tài. Đúng là một nhân vật phức tạp, khiến cho Nga Ni Trần cảm thán vô cùng. Sau Tết không lâu,
Vệ Tân cũng đã đến thành phố Lang, không ở lại phòng của Hạ Tưởng nữa mà ở ngoài mướn một căn phòng và bày trí vô cùng ấm áp. Sau khi Hạ Tưởng đến đã không khỏi kinh ngạc trước quán tính của vận mệnh quả thật rất lớn, căn nhà mà Vệ Tân tỉ mỉ bài trí rất giống với cách bày trí của căn nhà mà đời sau hắn và cô ấy ở chung. Bất luận cách bài trí của ghế sofa hay vị trí của giường ngủ, thậm chí là những bình hoa trang trí ở góc phòng, hoa văn của khăn trải bàn, đều không có cái nào mà không nhắc nhở hắn một sự thật, Vệ Tân là người phụ nữ yêu hắn nhất. Hạ Tưởng cũng không khỏi cảm thấy cảm thán. Nhưng bởi vì có rất nhiều chuyện, Hạ Tưởng vẫn không có ngủ lại nhà Vệ Tân, bởi vì trong nháy mắt đã đến tháng 3, thành phố Lang có rất nhiều vấn đề còn chưa giải quyết, tiếp theo đó nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy bắt đầu nổi lên mặt nước. Bất kể là cái chết của Lãnh Chất Phương hay là vụ án của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh vẫn chưa có hướng giải quyết, cũng đều nên có một kết quả. Trung tuần tháng 3, Diệp Thạch Sinh chính thức điều nhiệm về Bắc Kinh, đồng thời Trung ương tuyên bố Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm chức phụ bí thư tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, Cao Tấn Chu đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh, phó chủ tịch Đàm Quốc Thụy chính thức tiến vào hội nghị thường vụ, trở thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Sau đó, Thôi Hướng được điều về Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ nhàn hạ, tương đương với việc trực tiếp cáo biệt cuộc sống thực quyền, bước vào trạng thái bán về hưu. Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, Mã Tiêu từ trưởng ban tuyên giáo chuyển sang đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban tuyên giáo tân nhiệm là Lý Phong được Trung ương điều đến. Từ đó, hoàn thành một loạt việc điều chỉnh nhân sự. Điều chỉnh nhân sự ở tỉnh ủy vừa xong, những quả bom của thành phố Lang bị gạt sang một bên đều bắt đầu lần lượt cho thấy uy lực bùng nổ. Sự việc của Lãnh Chất Phương bởi vì nhiệm kỳ mới trong tỉnh ủy cũng không có công bố ra ngoài, bị gạt sang một bên. Ai cũng không dám ở nhiệm kỳ mới của tỉnh ủy tự tìm phiền phức, bây giờ nhiệm kỳ mới đã hoàn thành, ngòi lửa phải châm rốt cuộc cũng phải châm. Việc của Lãnh Chất Phương phải để lại phía sau. Đầu tiên là châm nổ vụ án của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Thành ủy thành phố Lang đem kết quả xử lý và tài liệu liên quan, cùng với những cái tên được đề cập đến đều báo cáo cho tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật. Cùng lúc đó, ủy ban kỷ luật lại nhận được một lời tố cáo, liệt kê tỉ mỉ các chứng cứ phạm tội của Ma Dương Thiên. Ủy ban kỷ luật đã nổi giận, sau khi nghiên cứu đã lập tức quyết định bắt giam Ma Dương Thiên. Hai ngày sau, ngay tại cuộc họp Ma Dương Thiên trực tiếp bị giải đi. Ma Dương Thiên bị bắt giam, làm kinh động cả thành ủy Bắc Kinh và ủy ban nhân dân thành phố. Sau đó không lâu, Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh bị người của ủy ban kỷ luật thẩm vấn, sau khi có được nhiều chứng cứ, sau khi về sẽ báo cho Trung ương. Lãnh đạo liên quan ở Trung ương đã nhanh chóng phê chỉ thị. Nghiêm túc chấp hành kỷ luật đảng, kỷ luật quốc gia, điều tra tới cùng. Một tuần sau, Ma Dương Thiên chính thức bị bắt giam, tốc độ cực nhanh, khiến cho người khác trố mắt đứng nhìn. Thực ra Hạ Tưởng biết rõ, vụ án của Ma Dương Thiên có được kết quả trong thời gian ngắn như vậy, thực ra là bởi vì trước Tết và trong Tết ở phía sau đã có được sự nhất trí. Hắn cũng nghe được tin đồn, chỉ thị của lãnh đạo liên quan ở Trung ương là cách chức tại chỗ, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng sau khi Hạ Tưởng trình lên Ủy ban kỷ luật chứng cứ xác thực của Nga Ni Trần cung cấp thì Ủy ban kỷ luật thấy sự việc nghiêm trọng, sau khi một lần nữa trình lên Trung ương, lãnh đạo liên quan mới một lần nữa đưa ra chỉ thị mới. Tinh thần chỉ thị mới như gõ một hồi chuông báo tử cho tiền đồ của Ma Dương Thiên. Hoặc có thể nói là chứng cứ do Nga Ni Trần cung cấp, trong thời khắc quan trọng đã trở thành một ngọn cỏ lau quật ngã Ma Dương Thiên, cuối cùng khiến cho Ma Dương Thiên ở trong Tết phải cố gắng đi cầu xin quan hệ giúp đỡ. Nếu cho ông ta biết ở thời điểm khẩn cấp Nga Ni Trần đã bán đứng ông ta thì không biết ông ta có tức đến nhảy dựng lên không. Nhưng Ma Dương Thiên sẽ không biết được, ông ta sẽ phải ở trong ngục suốt quãng đời còn lại. Ma Dương Thiên bị lật đổ, Đồ Quân đang được cho nghỉ ở nhà cũng bị ảnh hưởng, việc của bà ta lại bị mọi người nhắc tới, cho dù không có công khai ra ngoài nhưng tỉnh ủy tỉnh Yến vẫn khai trừ đảng viên và khai trừ công chức của bà ta. Thực sự là không còn khả năng để Đồ Quân sau này làm lại từ đâu. Đồ Quân vốn tràn trề hy vọng, nghĩ là sẽ có một ngày lại được bước vào quan trường. Nhưng bị hai cú sốc về việc Ma Dương Thiên bị lật đổ và tiền đồ của bà ta bị hủy hoại, trong lúc quính lên đã phải nhập viện. Kết cục của Ma Dương Thiên có thể đoán trước được, xem như là lời chú giải tốt đẹp cho đợt ra quân ồ ạt của Hạ Tưởng trong lần trước, cũng khiến cho uy danh của Hạ Tưởng ở thành ủy thành phố Lang vọt lên hàng cao nhất. Những người hiểu được đều biết, trong cuộc so chiêu của Hạ Tưởng và Ma Dương Thiên, cuối cùng Ma Dương Thiên sẽ có kết cục thảm hại.
Hạ Tưởng ra tay rất mạnh mà còn đánh vào điểm yếu của đối phương, độ mạnh rất chuẩn mà còn rất có uy lực. Hạ Tưởng có thủ đoạn cao siêu phi thường, ngay cả Ma Dương Thiên cũng có thể lật đổ, quả thật là một nhân vật lợi hại, không thể xem thường. Có không ít người trong thành ủy thành phố Lang chờ xem để chê cười Hạ Tưởng, ngồi chờ xem Hạ Tưởng xấu hổ khi không thể giải quyết vấn đề, không ngờ, chỉ cần một phát đã làm Ma Dương Thiên thất thế, liền khiến cho mọi người âm thầm sợ hãi. Cho dù không biết Hạ Tưởng đã khai thông quan hệ như thế nào để gặt hái được kết quả, nhưng cũng đều biết rằng nếu không có thủ đoạn nhất định, không có căn cứ chính xác thì cũng không thể lật đổ một vị quan lớn cấp thứ trưởng. Hơn nữa lại còn thu hút được sự chú ý của Phó Thị trưởng Bắc Kinh. Theo việc thất thế của Ma Dương Thiên, bầu không khí của thành phố Lang đột nhiên lại khẩn trương hẳn lên. Vốn dĩ bước tiếp theo là tuyên án vụ việc Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Nhưng bởi vì viện trưởng Lãnh Chất Phương chết do tai nạn ngoài ý muốn, bỗng dưng tạo thêm một lớp mây mù cho vụ án. Lớp mây mù không phải từ vụ án mà là cái chết của Lãnh Chất Phương đã dẫn theo hậu quả và phản ứng dây chuyền, và việc sau khi Lãnh Chất Phương chết ai sẽ tiếp nhận chức vụ viện trưởng tòa án, cùng với việc hậu sự của Lãnh Chất Phương làm sao giải quyết. Và ai dính dáng đến vụ này. Tất cả mọi người trong thành ủy thành phố Lang đều cẩn thận dè dặt, không dám nói nhiều. Bởi vì bầu không khí gần đây rất lạ, cũng rất tế nhị, mâu thuẫn giữa bí thư Ngả và thị trưởng Cổ càng sâu sắc, nét mặt của thị trưởng Cổ dạo gần đây không những không được vui mà còn thường xuyên nổi cáu vô cớ. Nổi cáu thì đã đành, vậy mà thị trưởng Cổ còn thường xuyên thất thần, có khi trong lúc họp cũng có một chút sững sờ, cũng không biết là đang nghĩ gì, phải gọi mấy tiếng mới giật mình tỉnh lại, liền khiến cho mọi người nghĩ thầm, đã có chuyện gì với thị trưởng Cổ vậy? Chẳng lẽ nói... cái chết của Lãnh Chất Phương có liên quan đến thị trưởng Cổ. Theo như suy đoán của mọi người là, từ lúc Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng so chiêu tới nay chưa từng có cảm giác kinh hoàng và mất mát, vẫn cho rằng ông ta nắm chắc phần thắng trong tay, cho dù Hạ Tưởng có được thắng lợi nhất thời nhưng gốc rễ của ông ta vẫn rất vững chắc, không làm hại được gốc rễ. Nhưng cái chết của Lãnh Chất Phương đã để lại việc hậu sự khó giải quyết, liền làm cho ông ta lần đầu cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì phía sau việc tham ô nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương ông ta cũng có liên quan. Nếu Hạ Tưởng cứ tiếp tục điều tra theo những vụ án của Lãnh Chất Phương thì trong những vụ án đã qua tay Lãnh Chất Phương đều có bóng dáng của ông ta, hành vi không sạch sẽ của ông ta nhất định không ít thì nhiều cũng sẽ để lại dấu vết. Trong lòng Cổ Hướng Quốc hơi lo lắng, nếu vì cái chết ngoài ý muốn của Lãnh Chất Phương mà bị lật thuyền thì quá bất lực, quá vô dụng. Ông ta thầm trách Lãnh Chất Phương làm việc không có sách lược. Tại sao lại phải kết hôn với 4 người phụ nữ và đều có giấy hôn thú? Lừa gạt thì lừa gạt, tại sao lại để ý đến giấy tờ? Bây giờ tốt rồi, chứng cứ rành rành, tuy là người đã chết nhưng nếu Hạ Tưởng gặp được mà không truy cứu tới cùng mới là lạ. Là lúc phải đến tỉnh ủy để chạy trọt rồi. Nghe hậu thuẫn ông ta nói rằng sau này bí thư Phạm là chỗ dựa lớn nhất của ông ta ở tỉnh ủy, việc này còn phải nhờ bí thư Phạm ra mặt khiến cho cái chết của Lãnh Chất Phương khép lại, đóng quan định luận. Sẽ không truy cứu việc hậu sự nữa, như vậy mới có thể mãi mãi che giấu chân tướng sự việc của Lãnh Chất Phương tận sâu trong bóng tối không lộ ra ánh sáng. Ý của Cổ Hướng Quốc đã định, liền cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Phạm Duệ Hằng, cũng là từ sau khi Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, đây là lần đầu tiên ông ta chính thức gọi điện báo cáo công việc. Vừa cầm điện thoại lên thì nghe thấy thư ký ở bên ngoài nói. Thị trưởng Cổ, Phó Thị trưởng Hạ đến báo cáo công việc. Sớm không đến, trễ không đến, giờ này Hạ Tưởng mới đến, nhất định không có việc hay ho gì. Cổ Hướng Quốc đã đoán đúng, sự xuất hiện của Hạ Tưởng đã đem đến cho ông ta một tin tức vừa kinh khủng vừa sợ hãi. Chương 857, biến hóa, biến đổi ngầm. Hạ Tưởng vừa vào cửa, liền có vẻ mặt thương xót nói. Thị trưởng Cổ, sự việc của viện trưởng Lãnh hơi phức tạp, rất khó giải quyết và xử lý. 4 người phụ nữ giành nhau không ngừng. Căn cứ theo tình hình mà họ đưa ra, vấn đề của viện trưởng Lãnh rất nghiêm trọng, thành ủy cứ giấu mãi, không chừng sẽ khó giải thích.